chương 476 chị gái. Tiểu Nhu rất nhanh lấy từ trong túi, thật nhiều quả cà nhỏ mang từ nhà mình đến, nhanh chóng đi qua phòng khách náo nhiệt, đi thẳng vào phòng bếp, nói với Khả Hinh, "Khả Hinh, cà đến đây." "Được, cảm ơn." Đường Khả Hinh tiếp lấy cà, nhanh chóng rửa sạch, sau đó dùng dao nhỏ, cấp tốc mà lưu loát gọt vỏ, lại cầm dao phay, trong nháy mắt liền đem vài gốc cà cắt thành sợi, đặt ở trên đĩa nhỏ, sau đó cầm lên hai quả trứng muối tươi mới đã ngâm thật tốt đi lột vỏ, cắt lòng trắng trứng, chỉ để lại lòng đỏ trứng, bỏ vào trong bát, dùng cái thìa nhanh chóng nghiền nát. Tiểu Nhu nghe lời vội vã mang cái nồi đặt ở trên bếp lò. Phịch, Đường Khả Hinh buông bát xuống, nhanh chóng nhóm lửa, đổ ít thìa dầu để dầu nóng đến 7 phần, nhanh chóng cho phần cà đã thái sợi vào, đảo cho thấm dầu, trực tiếp nhấc nồi, dùng muôi đem cà và dầu vớt ra, bỏ đi phần cà bị cháy, bắt trở lại trên bếp, nổi lửa, lại tưới thêm dầu, bỏ vào một ít hành lá gừng, tỏi, hương vị, đổ phần lòng đỏ trứng đã nhuyễn vào, sau đó ngay lập tức bỏ nồi ra, đổ thêm canh gà đẻ đã pha loãng vào, cho thêm muối tinh, đường trắng, vài giọt giấm chua, trong không gian lập tức tràn ra một mùi hương thơm. Thậm chí ngay cả trang hạo nhiên ở phía trước, người thấy được hương vị của cả cùng trứng muối xào với nhau, còn có hương vị của cua, ba hương vị hòa quyện cùng một chỗ, hương thơm dị thường xông vào mũi. Đường khả hình thừa dịp đang xào cà trong nồi, dặn dò tiểu nhu dùng phở sống nhào mỏng cho vào trong nồi bỏ vào một vài sợi ớt nhỏ sau đảo lên mấy cái liền lập tức cho ra đĩa lòng đỏ trứng muối xào với cà một món ăn đầy đủ hương sắc đặt ở giữa đĩa thật là làm cho người ta phải nuốt nước bọt thơm quá a à, tôi chưa từng được ăn món nào như vậy cả trang hạo nhiên lúc này tay đã cầm một đôi đúa đi tới thật hưng phấn muốn nếm thử chờ một lát đường khả hình cầm lấy tay anh bất đắc sĩ nói, thức ăn còn chưa có bưng ra bản đâu, không được không có lễ phép như vậy. Tôi nhịn không được, quá thơm, Trang Hạo Nhiên chính là muốn nếm thử. Chính là như vậy liền không cho anh ăn, đường khả hình lại cầm tay anh. Audio điện tử võ tấn bền. Tiểu Nhu nhìn hai người bọn họ cười, trước mang mì cùng củ cải đã cắt đi ra khỏi phòng bếp. Liền muốn ăn, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lại muốn cầm đôi đúa, Đường khả hình lập tức đẩy tay anh ra, không còn cách nào khác múc ra một miếng cả, nhẹ thổi thổi, mới nói, rất nóng. Đến, cô dơ miếng cả lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, mềm giọng nói ăn đi. Trang Hạo Nhiên cười, thật đắc ý cúi xuống phía dưới, muốn ăn thìa cả kia. Đường khả hình đột nhiên đem cả nhét vào miệng mình, vừa nhìn về phía anh, cong cong đôi mắt cười. Cô, Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, một trận tức giận nói, cô đùa bỡn tôi phải không? Đường Khả Hinh nhịn không được cười rộ lên, cầm lên chiếc đúa, cẩn thận chọn một miếng cà, lại thổi thổi, đưa tới bên môi của anh, nói, ăn đi. Trang Hạo Nhiên không tin cô. Đường Khả Hinh nhìn biểu tình này của anh, cố ý nhịn cười nói, không ăn phải không? Vậy thì tôi ăn. Cô nói xong, trong nháy mắt lại đem cả lại bỏ vào trong miệng của mình. Trang Hạo Nhiên mắt thấy sốt ruột trong nháy mắt ôm chặt bên hông Đường Khả Hinh phủ lên môi cô cắn chặt miếng cà kia lại tức khắc mút lấy hai cánh môi phấn nộn của Đường Khả Hinh Đường Khả Hinh tròn mắt trừng Trang Hạo Nhiên cũng một trận khẩn trương nhìn về phía đôi mắt to linh động của Đường Khả Hinh bên miệng là hương thơm của cà khiến anh một hồi kích động cũng không bỏ qua hương thơm ấy nhiệt tình hấp thụ hương vị ngọt ngào giữa hai cánh môi Đường Khả Hinh ừm Đường Khả Hinh tức khắc đẩy anh ra Trang Hạo Nhiên lại bá đạo ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, lại muốn nhấm nháp chất lỏng bên môi của cô. A, à, âm thanh của Trang Hạo Nhiên từ trong phòng bếp truyền đến. Mọi người khiếp sợ chạy vào, liền nhìn thấy Đường Khả Hinh sắc mặt cứng rắn vặn chặt ngón tay áp út của Trang Hạo Nhiên, anh tay bị đau ồn ào kêu to. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ lại một trận tức giận đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, chụp bả vai của cô, kêu lên, cô đừng bướng bỉnh như thế có được không? mau buông tay ra đường khả hình bình tĩnh nhìn trang hạo nhiên nói còn dám hay không không dám trang hạo nhiên lại đau đến nỗi một thân đổ mồ hôi lạnh nói này tương lai của tôi nhất định là phải kết hôn sinh một đống đứa nhỏ cô vặn ngón áp út của tôi như vậy cô phải chịu trách nhiệm đấy đường khả hình lại muốn vặn ngón tay của anh a cứu mạng a à? trang hạo nhiên lại kêu to gọi khả hình chấm than ngoặc kép nhã tuệ nhìn về phía đường khả Hinh một dạng cố chấp nói to hơn nữa đường khả Hinh lúc này mới trầm mặc buông lỏng tay anh ra trang hạo nhiên nặng nề thở một cái giơ ngón tay của mình lại sưng lên thật đáng thương nói đây chính là tay đàn dương cầm của tôi a à? phốc tô lạc hành nhịn không được cười nói không có liên quan chị anh không ở đây không ai đồng tình với anh lần thứ hai có người nhắc tới chị của anh Đường khả hình lại kìm lòng không được nhìn về phía trang hạo nhiên bộ dáng đau đến kêu la kia, chờ cho mọi người đi hết, cô mới nhanh chóng gắp một miếng cả, đưa tới bên miệng trang hạo nhiên, nói, ăn. Trang hạo nhiên trong lúc nhất thời đề phòng nhìn về phía cô lo sợ. Ăn, đường khả hình nhìn về phía anh, lại dơ miếng cả trong tay lên, đưa tới bên môi anh. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, xác định là thật, mới dám cúi đầu, thưởng thức miếng cả kia, hương vị kia, một hương vị thật đặc biệt. Anh, thực sự có một người chị à?" Đường Khả Hinh kinh ngạc anh nói. "Ừ," Trang Hạo Nhiên nhất thời hưng phấn, mở tủ lạnh, muốn tìm rượu đỏ, cái cảm giác này thật quá sung sướng. "Tại sao lại không có nghe anh nhắc tới?" Đường Khả Hinh lại thất thần hỏi. Cô lại không có hỏi. Trang Hạo Nhiên cư nhiên thực sự tìm được một bình rượu nhỏ phẩm Lệ Châu, anh hài lòng lấy ra, lập tức mở, chuẩn bị cho chính mình một ngụm rượu. "Tôi không hỏi, anh tại sao cũng không nói a?" À? Đường Khả Hinh khiếp sợ nói: "Trang Hạo Nhiên thật kỳ quái nhìn cô nói, cô không hỏi, tại sao tôi phải nói? Đây cũng không phải là chuyện gì cần che giấu." Đường Khả Hinh nhanh chóng nói: "Tôi không có che giấu a." Trang Hạo Nhiên thật oan uổng nói: "Anh đã có chị gái, tại sao còn muốn có em gái nữa?" Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn anh hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút buồn cười nói: "Tôi có chị gái thì tại sao lại không thể có em gái hả?" Tôi chính là từ nhỏ đến lớn, đều là làm em, đi theo phía sau chị, gọi chị, chị, tôi cũng muốn có một em gái, đi theo phía sau tôi, gọi anh vậy. Đường khả hình không nói gì nhìn về phía anh. Này có cái gì tốt mà hiếu kỳ, trang hạo nhiên nhìn về người này, cảm thấy cô thật kỳ quái. Tôi chỉ là, cảm thấy anh đã thiên hạ vô địch rồi, không nghĩ đến anh còn có chị gái. Chị anh là một người như thế nào, đường khả hình thoáng cái không biết có bao nhiêu thắc mắc. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh, nhịn cười nói, cô nói thử xem. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng hiên ngang, chững chạc, mặc dù có chút bá đạo, nhưng vẫn rất biết quan tâm săn sóc người khác. Cô liền mỉm cười, nói, nhất định là một người đẹp, ôn nhu, săn sóc, giống như một người con gái trong mơ, sẽ cùng người khác nói rất nhiều đạo lý lớn. Hơn nữa nhất định cùng anh như nhau, đều nấu ăn thật ngon. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, xoay người, mở chai rượu đỏ của mình, rót một chén uống hết, liền đi ra ngoài. Có đúng hay không a? À? Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút tò mò hỏi. Trang Hạo Nhiên không muốn trả lời vấn đề này, chỉ là nhìn Đường Khả Hinh rồi nói, nhanh lên một chút nấu cơm, tôi đói bụng rồi. Rốt cuộc là không phải sao? Đường Khả Hinh lần nữa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hỏi. Cô quản trị ấy làm chi? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, cười hỏi bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy thật là thân thiết. Đường Khả Hinh ngọt ngào nói chuyện. Trang Hạo Nhiên có chút đồng tình nhìn về phía cô, chỉ là cười cười, liền xoay người rời đi. Bữa tối nay cực kỳ phong phú, Khả Hinh thật là rất dụng tâm làm tốt, mọi người cũng ăn rất thân mật, vừa ăn, một bên còn muốn thảo luận về hôn lễ của Tào Anh Kiệt, nói đến muốn xuất giá ở đâu, chỗ đó gì gì. Đúng rồi, chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt nói đến hôn lễ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói không phải là nói tôi kết hôn chị gái của tôi sẽ trở về sao trang hạo nhiên bất đắc dĩ vì sao hôm nay nhiều người như vậy nhắc tới chị của mình a à? nói đến chị ấy đường khả hinh lập tức nóng nảy muốn nghe cái gì mà chị gái cậu đó là chị câu sao cậu cùng chị ấy có quan hệ huyết thống sao chị ý vẫn coi cậu là em gái cậu nhận chị ấy làm chi trang hạo nhiên tức giận nói chị ấy gọi anh là em gái Trần Mạn Hồng lập tức chịu không nổi nói, vì sao toàn bộ người trong thiên hạ, nếu không gọi chồng tôi là chị gái thì lại gọi là em gái vậy? Chẳng lẽ hắn là bị biến tính sao? Ô kìa, đừng nóng giận, đừng nóng giận, những người gọi anh như vậy thật là ngu ngốc. Tào Anh Kiệt nhìn đến bà xã tức giận, vội vã giải thích nói, thế nhưng chị Trang không phải như vậy. Chị ấy là thật lòng thương yêu anh. Đem anh đánh cho giống như quả táo, sau đó bôi thuốc mỡ cho anh. Cái này mà gọi là thương anh sao? Lâm sở nhai nhịn không được cúi đầu cười rộ lên. Không thể nào, chị Trang sao có thể đánh người? Đường Khả Hinh lập tức nói. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía đường Khả Hinh, bật cười nói cô thật coi chị ấy là chị của cô hả? Tôi cho cô biết, đừng có thích chị ấy. Thực sự, Tử Hiền sợ chị ấy đến muốn chết, nếu như chị tôi ở Bắc bán cầu, cô ấy nhất định ở Nam bán cầu. Trang Tổng, chị anh vì sao không thích Tử Hiền vậy? Nhã Tuệ cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Nhắc tới việc này, Tô Lạc Hành vừa ăn miếng cà, vừa cười rộ lên nói, bởi vì chị Trang có lần đi đến nhà lão đại, liền nhìn thấy tử hiền tiểu thư đi tìm lão đại uống rượu, làm cho anh ấy uống quá chén, vừa muốn dìu anh ấy lên giường, chị Trang cho là có người muốn cưỡng hiếp em trai của chị ấy, liền không nói hai lời, đem tử hiền tiểu thư kéo đến, cho hai bà tai, nói câu, cô dám quyến rũ em trai của tôi. Không nói hai lời, liền ném cô ấy ra. a à, nhã tuệ bị dọa, khẽ kêu một tiếng các người không cần tin cậu ta. Trang Hạo Nhiên lập tức kêu lên kia, làm gì có khoa trương như vậy? Chị ấy nào có xấu xa như vậy? Đúng vậy, đường khả hình lập tức mỉm cười nói, chị Trang nhất định là một người chị thật ấm áp, thật tốt. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cô, nói chị của tôi cũng không có tốt như vậy. Phốc, lâm sở nhai bốn cầm thú này đều được một trận cười run rẩy. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng trước bỏ qua chuyện này, nhìn về phía đường Khả Hinh, cười nói cái mặt của cô khi nào thì tốt lên vậy. Tôi thực sự rất mong chờ cô khi làm phù dâu cho tôi. Đường khả hình sửng sốt, không ý thức được khẽ vuốt mặt mình. Lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng còi xe, ánh đèn xe dọi vào. chương 477, món quà của Thượng Đế. Người nào tới, nhã tuệ tò mò đứng lên, đi về phía cửa, nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen, dừng ở trước sân. Tô Thủy Kỳ mặc áo sơ mi trắng, Quần tây dài đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, mỉm cười đi xuống xe, mặt cô hớn hở nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, cười nói, cậu chủ Tô. Đường Khả Hinh nghe thấy Tô Thủy Kỳ tới, lập tức vui mừng đứng lên, đi ra ngoài phòng, quả nhiên thấy người khác đã đi đến trước cửa, cô gọi nhỏ Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, mới một ngày không gặp, sắc mặt cùng tinh thần đều tốt lên, liền an ủi cười nói, xem ra, tổng giám đốc Trang vẫn là có biện pháp anh khuyên em bốn tháng cũng không bằng anh ta một ngày đường khả hình nghe mặt ửng đỏ có chút lúng túng nói anh không cần nói như vậy trời biết em mang ơn anh rất nhiều tô thủy kỳ mỉm cười cùng cô đi vào vừa nói hôm nay thân thể đã tốt hơn ưng uhm, đường khả hình gật đầu mặt đã xác định không bị ngứa tô thủy kỳ nhìn hướng đường khả hình hỏi đã không còn đường khả hình lắc đầu hai người cùng nhau đi đến phòng khách cậu chủ tô Mọi người cùng nhau đứng lên, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, Trang Hạo Nhiên cũng đứng lên, cảm kích nhìn về phía anh. Các vị bằng hiếu, đã lâu không gặp, Tô Thủy Kỳ nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói. Cậu chủ Tô, mời ngồi, chấm than, tôi lập tức lấy cho ngài chén và chiếc đũa. Tiểu Nhu nghe nói là Tô Thủy Kỳ cứu Khả Hinh, ngài ấy là ân nhân cứu mạng của Khả Hinh, cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Cô lập tức muốn đứng lên, đi cầm chén đũa. Không cần, Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, tôi qua đây chỉ là có việc, tìm xem Khả Hinh. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười nhìn cô, nói, đang dùng bữa tối sao? Ưm, um, Đường Khả Hinh gật đầu. Ăn ngon không? Ưm. Um, có thời gian rảnh không? Dạ có. Đi lên kia đi, Tô Thủy Kỳ nhẹ nhàng ôm hông Đường Khả Hinh, cùng cô đi lên, còn không quên quay đầu lại, nhìn về phía mọi người ở phòng ăn, cười nói có chút chuyện. Chúng tôi lên trước, xin lỗi không tiếp được. Không sao, mọi người cùng nhau cười nói. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Tô Thủy Kỳ nhẹ đỡ Đường Khả Hinh đi lên, cả người ôn nhu. Thật là, Lâm Sở Nhai nhìn về phía cậu chủ Tô đỡ Đường Khả Hinh đi lên, rất ngưỡng mộ lắc lắc đầu, nói, trên cái thế giới này, rất khó sẽ tìm được một người đàn ông như cậu chủ Tô. Trang Hạo Nhiên liếc về phía hắn. Đúng vậy, Tô Lạc Hành cũng cười rộ lên nói, "Ngươi xem một chút ngài ấy vừa đỡ Khả Hinh lên lầu, cái vóc dáng kia, ngài ấy so với chúng ta, những người này toàn bộ đều là rác rưởi." Cầm thú. Trang Hạo Nhiên lại liếc về phía hắn. Ai, Trần Mạn Hồng cũng nhìn qua đây, mở to mắt, nhỏ giọng nói, "Cậu chủ Tô có phải hay không thích Khả Hinh?" Người trên thế giới này đều biết, Tô Lạc Hành cười nói, "Thật vậy sao?" Trần Mạn Hồng không tin bọn họ, nhìn về phía Tào Anh Kiệt. "Ừm." Đúng vậy, Tào Anh kiệt gật đầu, nói, lúc đó Khả Hinh vừa phẫu thuật xong, lúc bị đẩy ra, còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, cậu chủ Tô liền nắm chặt tay cô ấy, khóc nói, Khả Hinh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em phải nhớ, tất cả đã có anh. Anh đây lần đầu tiên hướng ông trời cầu xin, anh nguyện lấy tính mạng của mình để đổi mạng cho em. Ôi mẹ nó, dựa vào vẻ đẹp trai kia, phong độ kia, khí thế kia, so với ngài ấy, chúng ta toàn bộ người cũng không phải là người, đều là cầm thú. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn. Nhã Tuệ cũng cảm động cười nói, đúng vậy, lúc đó nếu như không phải có cậu chủ tô, Khả Hinh liền gặp nguy hiểm. Tôi thực sự, thực sự rất cảm kích ngài ấy, ngài ấy là người đàn ông có thể nương tựa. Trang Hạo Nhiên gắp một miếng cà lớn, nhét vào miệng, nhai, một chút cũng không thấy ngon. A, à, Trần Mạn Hồng thoáng cái kéo sát vào bàn ăn, cầm chiếc đũa, mở to mắt nói kia. Cậu chủ tô đi lên, có phải hay không là muốn cầu hôn Khả Hinh? khụ khụ khụ, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên hình như bị sặc, càng không ngừng ho khan, ho đến cái kia khó chịu. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn về phía hắn. Tôi không sao, các người cứ từ từ trò chuyện, trang hạo nhiên vừa ho, vừa cầm chén canh nóng bên cạnh lên uống vài ngụm. Chính là như vậy, tiểu nhu cũng vẻ mặt thần bí, nhìn qua đây, nói tôi xem phim thần tượng đều là như thế này, nam chính cứu nữ chính, sau đó qua bao nguy hiểm nữ chính sống lại. Tiếp đó, nam chính liền cầu hôn nữ chính kia đa số dưới tình huống đều như vậy cô dừng lại nhìn về phía mọi người mọi người cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn cô tiểu nhu rất nghiêm túc gật đầu nói nhưng nữ chính đa số đều sẽ không đáp ứng vì sao nhã tuệ xích lại gần nhỏ giọng hỏi lãnh mặc hẳn nãy giờ không nói gì mọi người đều xem hắn như không khí hắn vào lúc này cũng hiếu kỳ nhìn về phía tiểu nhu nữ chính sẽ nói xin lỗi tôi vẫn là không quên được anh ấy. Cô ấy sẽ nói, nếu như tôi hiện tại đồng ý với anh, chính là đối với anh sẽ không tôn trọng. Tiểu Nhu hai tròng mắt sáng lên, học nữ chính, hết sức đau lòng nói. Nhã tuệ sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cô, Trần Mạn Hồng một trận tức giận kéo tới cầm lên chiếc đúa, liều mạng gõ vào đầu Tiểu Nhu một cái, mới kêu to, không còn mặt mũi nào hết. Khó có được lão nương hôm nay vỉnh tai nghe cô nói chuyện, ai biết cô cho tôi nghe một câu như vậy chấm than, cái gì gọi là không thể quên được anh ấy. Anh ta hiện tại muốn cùng một người con gái khác kết hôn. Loại cặn bã đó, không phải anh ta, cô biết cái dám gì. Vừa nãy nếu như không phải cô ở trước mặt khả hình nhắc tới tổng giám đốc tưởng, cô ấy cũng không đau lòng đến như vậy. Thật vất vả mới ngồi được ở đây, cô lại cho ta xem phim thần tượng. Cô có bản lĩnh, cùng trong nhà của cô đóng phim heo đi. Không cần nói nhà ta là heo như vậy, tiểu nhu miếu máu, trong lòng bị tổn thương, cúi đầu, ủy khuất nói, hôm nay ba tôi mới đem một ngàn con heo đuổi lên xe, chỗ đó có nhiều heo mẹ, đều là do tôi đỡ đẻ. Nhã tuệ thở dài, Trần Mạn Hồng liền nổi giận lại dùng chiếc đúa, gõ mạnh một cái vào đầu cô, nói còn không biết xấu hổ. Lại một ngàn con heo, nếu như trong nhà của cô có một ngàn con heo, tôi liền quỳ xuống chân cô. Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng, lẩm bẩm nói, nhà của chúng tôi, có hơn một ngàn con heo mà ha, ha 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 Trần Mạn Hồng thực sự muốn chết cười cười đến nước mắt đều chảy ra nói cô nói nhà cô có hơn một ngàn con heo thế nhưng cô hôm qua vì một trăm đồng tiền phí tăng ca khóc cả buổi tối Trần Mạn Hồng sắc mặt vừa thu lại nhìn về phía Tiểu Nhu nghiêm nghị gọi nếu như trong nhà của cô có hơn một ngàn con heo cô còn vì một trăm đồng phí tăng ca khóc chi cô chỉ cần chặt chân con heo là có một trăm đồng rồi không muốn nghe những lời tàn nhẫn như vậy. Tiểu Nhu rất thích trong nhà có heo. Cút ra ngoài, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng mỗi lần vừa nghe cô nói, liền cảm thấy trái tim thắt lại, kêu to cô cút ra ngoài mang hạt giống cải trắng tới, thật nhiều thật nhiều hạt giống đem đổ ra ruộng rồi làm cho tôi. Nhìn xem có thể hay không giúp đầu óc cô thông minh hơn một chút. Tiểu Nhu mếu máu muốn đứng lên. Lãnh mặc hàn lại khẽ kéo cô ngồi xuống, trầm mặc vì cô gắp một khối thịt muối. Tiểu Nhu thật vui vẻ nhìn về phía hắn. Sau này không cho nói dối, lãnh mặc hàn nhàn nhạt nói. Phốc, nhiều người tất cả đều cười rộ lên, Trần Mạn Hồng cũng cười. Các người nói, nhã tuệ lo lắng nhất là trung thân đại sự của Khả Hinh, nhỏ giọng nói, cậu chủ tô, có thể hay không thực sự cầu hôn Khả Hinh. Mọi người đều không lên tiếng, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía lầu thang kia. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc ngẩng đầu, nhìn về phía đó trong gian phòng nho nhỏ sáng lên một ngọn đèn bàn đây là sau khi khả hình đã khôi phục vết thương cực kỳ thích ánh sáng tô thủy kỳ ngồi ở trước bàn đọc sách ôn nhu nhìn về phía đường khả hình bưng trà bánh đi tới nhẹ bầy đặt ở trước mặt của mình anh cười nói không cần phiền như vậy anh thích uống trà hoa nhài trong nhà em vừa vặn cũng đang có đường khả hình cẩn thận vì anh rót một chén trà hoa nhài mỉm cười khẽ đẩy đến trước mặt của anh tô thủy kỳ vươn tay nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô. Đường khả hình quay đầu, ôn nhu nhìn về phía anh. Đọc nhanh nhất tại th mặt cười icsdoctiuyen.com nhé. Tô Thủy Kỳ chậm chạp đứng lên, đến gần trước mặt cô, nhẹ vươn tay, vỗ về chơi đùa má trái của cô, hết sức ôn nhu. Đường khả hình có chút đau lòng, có chút xấu hổ cúi đầu. Lạnh quá, Trang hạo nhiên cảm giác có chút lạnh, lại bởi vì uống rượu, ra ngoài gió cho bay đi mùi rượu, đi tới ngoài sân nhìn về phía cây anh đào bên kia ở dưới ánh sáng đèn đường những bông hoa màu phấn hồng đung đưa nhẹ nhàng thật lãng mạn thật đẹp anh cười khẽ thở dài một cái quay đầu lại vô ý lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy tô thủy kỳ đứng ở trước mặt đường khả hình khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn phía dưới trong nháy mắt dường như muốn hôn cô anh tức khắc quay đầu hai mắt nhanh chóng chuyển hướng lập tức đi vào trong phòng đường khả hình thẹn thùng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tô thủy kỳ có chút không hiểu nhìn anh mỉm cười nói làm sao vậy tô thủy kỳ nhẹ tay an ủi trên băng gạc hai mắt bộc lộ một điểm ôn nhu nói tụi anh làm bác sĩ lúc được gỡ băng gạc này xuống đều thở phào nhẹ nhõm cảm thấy tất cả đều đã qua đường khả hình trầm mặc tô thủy kỳ nhìn về phía khả hình lạnh lùng vô cảm có chút đau lòng nói em chẳng lẽ thực sự tâm đã tàn như cho nguội nản lòng không muốn đối mặt với chính mình không có chờ mong Đường khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía anh, hỏi chờ mong cái gì? Chờ mong nó hiện tại đã hoàn hảo không tổn hao gì, giống như khi em 19 tuổi đều như nhau. Tô Thủy Kỳ thật lòng nói. Đường khả Hinh cúi đầu, không biết nói cái gì. Khả Hinh, Tô Thủy Kỳ nắm chặt bả vai của cô nói, anh vất vả như vậy, đem khuôn mặt của em chữa trị, là vì muốn cho em vui vẻ. Anh hy vọng em được vui vẻ, anh hy vọng em trân trọng sinh mạng mới của mình, tiếp nhận má trái của mình anh có phải hay không đã quá tham lam? Đường khả hình ngẩng đầu, ôn nhu nhìn về phía anh, lắc lắc đầu. Như vậy, em không cần phải trốn tránh, đợi thời gian, cởi băng gạc trên mặt em xuống, làm cho mình sống lại lần nữa. Xem như thương đế đã ban cho em một món quà, Tô Thủy Kỳ hai tròng mắt chợt lóe, kiên định mà tự tin nói. Chương 478, đều là cầm thú. Mặt của em, thật sự có thể khôi phục được giống như trước đây sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nghi ngờ hỏi. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười nói, nếu như em đã chờ mong như vậy, ba ngày sau, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, tự mình tháo băng gạc, chứng kiến thời khắc kỳ diệu này. Có được không? Đường Khả Hinh hai tròng mắt ôn nhu chợt lóe, kìm lòng không được, đưa tay khẽ vuốt má trái, nhớ tới vết sẹo lúc này, đã mang đến cho cô biết bao đau thương cùng thống khổ, nhưng vẫn cùng chính mình, vượt qua những ngày tháng tịch mịch. Tô Thủy Kỳ vươn tay, khẽ vuốt má trái của cô, tràn đầy nhu tình nói, sao thế? Lại nhớ tới vết sẹo kia sao? Đường Khả Hinh cười khổ. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô, dịu dàng cười nói, phụ nữ vốn là như vậy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía anh. Mặc kệ cái gì, một lần nhớ lại là một lần thêm thống khổ, thế nhưng cùng nó lâu như vậy, lúc qua rồi, còn hối tiếc, thật dễ mềm lòng. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía đường Khả Hinh cười nói lời nói như còn ẩn chứa hàm ý nào đó. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ lại cười, tay khẽ vuốt tóc ngắn trên trán cô, ôn nhu nói, yên tâm, anh không có ý gì khác đâu. Anh tin trải qua lần này, chúng ta mỗi người đều sẽ hiểu thêm một ít đạo lý, bao gồm cả em. Nhưng mà, anh có chuyện, không hiểu, rất muốn hỏi em. Dạ, đường khả hình kỳ quái nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn vào ánh mắt trong veo của đường khả hình, hơi do dự một chút, mới nói, lúc đó thân thể em không tốt, lúc được đưa vào bệnh viện, anh phát hiện phần lưng của em có vết thương, nhưng là bởi vì đêm hôm đó, sông Tố Thay Phiên nhau đến, còn không biết người đả thương em là vô tình hay cố ý. Máy giám sát bị chập điện, không thể theo dõi được. Anh và tổng giám đốc Trang chính là muốn xin cục trưởng cục cảnh sát điều tra chuyện này. Chúng ta trong quá trình này mới biết, em là vì thay tổng giám đốc tưởng cản một dao kia, mới bị thương phải vào bệnh viện. Đường khả hình trái tim như bị người khác ngoan độc cắm một đao, nhớ tới buổi tối rông tố đầy đáng sợ kia, khiến cô cả người run rẩy lạnh lẽo, đầy sợ hãi, dường như ma quỷ lại muốn vươn bàn tay đáng sợ kia về phía mình, giống lên một tiếng mà đến, cô cả người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy nắm chặt mặt bàn, thở gấp một cái, hai mắt thất thần dại ra, liền muốn ngã xuống. Khả hình, Tô Thủy Kỳ đột nhiên lo lắng nhìn về phía vẻ mặt này của cô, giống như ba năm trước bị tạt axit sulfuric, anh thức khắc vươn tay ôm chặt thân thể run rẩy của đường khả hinh, đau lòng nói, được rồi, chúng ta trước không nói, chỉ là hôm nay cùng ông nội nói đến chuyện này, cảnh sát có chút sốt ruột, anh liền. Xin lỗi, thật xin lỗi. Đường khả hinh tựa vào trong lòng Tô Thủy Kỳ, nhớ tới chuyện cũ một hồi sống chết, hai chồng mắt run rẩy đẫm lệ. Khả hinh, nhã tuổi có ninh cho cô một bát canh này, tiểu nhu chạy chạy nhảy nhảy đi tới, bước vào trong gian phòng, nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau cùng một chỗ, mắt mở thật lớn, bị dọa cho sợ. Đường Khả Hinh vội vã tránh khỏi lòng Tô Thủy Kỳ, có chút lúng túng lau nước mắt. Tô Thủy Kỳ cũng có chút xấu hổ mỉm cười đứng ở một bên. "Thật xin lỗi, tôi cái kia, không quấy rầy hai người nữa. Hai người cứ từ từ nha." Tiểu Nhu mặt đỏ hồng xoay người, nhanh chóng chạy xuống lầu. Mọi người nghe thấy thanh âm Tiểu Nhu chạy xuống cầu thang bịch bịch, đều kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy cười nói, nhanh như vậy đã xuống rồi, sẽ không phải thật là cầu hôn chứ. Tiểu Nhu là cái đuôi của Khả Hinh, cô sợ người ta cười nhạo, nên rất trọng nghĩa khí, cắn chặt môi dưới, không nói lời nào, ngồi trở lại vị trí. Trần Mạn Hồng mi mắt nhíu lại, nhìn bộ dáng này của Tiểu Nhu, cô ý nói, trông cô như vậy, hai người bọn họ ở trên kia, khẳng định là có hy vọng. Thực sự sao, Tô Lạc Hoành trừng mắt, vui vẻ cười nói, chẳng lẽ Thư ký hoàn á của chúng ta thật sự làm cháu dâu thủ tướng. Đây chính là việc rất quan trong a, các người cũng không biết, Tiêu Đồng bởi vì vẫn không ai thèm lấy, nên tôi cũng có chút lo lắng cho cô ấy rồi. Tiêu Đồng đến nằm cũng trúng đạn, ngẩng đầu nhìn rồi nói với Tô Lạc Hoành, tôi phải tội gì anh sao? Tôi không lấy được chồng, mắc mớ gì tới anh vậy? Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhẹ vỗ bả vai Tiêu Đồng, cười nói, nói đúng đấy. Tiêu đồng của chúng ta làm sao mà không lấy được chồng. Cô ấy vừa duyên dáng, xinh đẹp vừa cao, lại có tài như vậy, giống Khả Hinh đều là những người ưu tú, hơn nữa cô ấy còn hơn Khả Hinh một chút, chính là nghe lời. Đường Khả Hinh vừa đi xuống lầu, nghe được câu này, liền không khỏi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cố ý nói, tôi thế nào vừa mới đi một lúc, liền đã nói xấu tôi rồi hả? Mọi người cùng cười nhìn về phía Đường Khả Hinh và Tô Thủy Kỳ cùng lúc xuống lầu lâm sở nhai càng nói đúng vậy lão đại vừa mới nói cô không bằng tiêu đồng trang hạo nhiên thoáng cái nhìn về phía lâm sở nhai cười nói thật không biết xấu hổ tôi lúc nào thì nói như vậy dám làm mà không dám nhận lâm sở nhai chỉ vào trang hạo nhiên tức giận nói khả hinh chấm than ngoặc kép tiểu nhu cầm chiếc đúa ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hinh tỏ vẻ cực kỳ thận trọng nói cô yên tâm tôi cũng không có nói cô và tô thiếu ra vừa ôm nhau ngồi cùng một chỗ nói chuyện Cô tròn mắt chừng. Tất cả mọi người đều nhìn về cô, phốc một tiếng nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên cũng nhàn nhạt nhìn về phía đường Khả Hinh. Cho nên tôi liền nói, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tiểu Nhu, nói cô bảo tôi làm sao có thể tin tưởng cô được đây. Sao lại có người như vậy? Chỉ số thông minh cùng bã đậu như nhau, cho tới bây giờ còn không có trưởng thành. Còn nói giúp heo đỡ đẻ, chật. Tiểu Nhu cực kỳ ảo não cúi đầu, không dám nói chuyện. Đường Khả Hinh cũng có chút xấu hổ đứng ở một bên. Tô Thủy Kỳ trái lại rất tự nhiên bình thản nhẹ nhàng đỡ vai Đường Khả Hinh, nói với mọi người cảm ơn các vị hôm nay tới thăm Khả Hinh. Phải biết rằng bốn tháng kia như muốn tra tấn tôi đến hỏng rồi, mặc kệ làm sao dỗ dành cô ấy cũng không cười. Đường Khả Hinh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ thật dịu dàng nhìn về phía cô, có chút xấu hổ cười. Trông bọn họ. Thật giống một đôi vợ chồng nha. Trên bàn cơm tất cả mọi người đều có chút hiểu cười rộ lên, Trang Hạo Nhiên lại im lặng không lên tiếng, chỉ là ngồi ở một bên cũng nhàn nhạt cười. Mọi người cứ từ từ ăn, việc cần tôi cũng đã nói, tôi phải đi rồi." Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói. "Ngài chờ một lát rồi hãy đi, cứ như vậy mà đi, chúng tôi còn chưa có thật sự cảm ơn ngài đâu." Nhã Tuệ Liên vội vàng đứng lên, nhìn nói với Tô Thủy Kỳ. "Không cần." mọi người từ từ ăn đi. Tô Thủy Kỳ lại lần nữa khách khí nở nụ cười nói với mọi người gặp lại sau, sau đó ôn nhu nhìn về phía đường Khả Hinh, nói tiễn anh ra ngoài. Được, đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, cùng Tô Thủy Kỳ cùng nhau đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau nhìn lúc hai người đi ra ngoài, nam phong lưu phóng khoáng, nữ dịu dàng động lòng người, thật là một đôi trời đất tạo nên. Thật sự là một đôi, Khả Hinh của chúng ta nhất định sẽ là cháu dâu thủ tướng. Lâm Sở Nhai khẳng định nói. Thật vậy chăng, Nhã Tuệ thực sự thật vui vẻ vì chuyện này, nói cậu chủ tô là người đàn ông mà tôi thấy thích hợp với khả Hinh nhất. Trang hạo nhiên cầm chiếc đũa, gắp miếng cà cho vào miệng ăn, không nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm nay mọi người đều rất hào hứng ăn ngon, trò chuyện thật vui vẻ. Sau đó Khả Hinh và Nhã Tuệ mấy người phụ nữ vào bếp cùng nhau dọn dẹp. Trang hạo nhiên đem tứ đại cầm thú đồng thời kéo nhau lên lầu 2, vào phòng khách phía sau trong thư phòng, đóng cửa lại, sau đó vẻ mặt hết sức nghiêm túc gọi bảo bọn họ. Ngồi xuống, lâm sở nhai bốn người bọn họ đồng thời đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc không hiểu nhìn về phía anh. Tôi bảo các cậu ngồi xuống, Trang hạo nhiên lại giơ tay, rất nghiêm túc nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng nhau ngồi xuống bốn đầu ghế sofa, lần nữa nhìn Trang hạo nhiên rồi nói, làm gì mà thần thần bí bí như vậy. Trang hạo nhiên vẻ mặt thật sự nghiêm túc đi tới một bên sofa, ngồi xuống, tựa như lãnh đạo tối cao, nhìn về phía mọi người, nói tôi hôm nay gọi các cậu vào đây, không phải vì cái gì khác, chính là có việc muốn thương lượng với các cậu một chút. Mấy người tô lạc hoành nhíu mày, nhìn anh. Trang hạo nhiên vừa nãy còn chứng chạc đàng hoàng, thế nhưng vừa mới thả lỏng thái độ, khuôn mặt đẹp trai liền nhăn nhó khổ sở, có chút khóc không ra nước mắt nhìn mọi người nói, tôi thực sự không biết, cậu chủ tô cùng khả hình có quan hệ tốt hơn nữa còn phát triển nhanh như vậy. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn người này bình thường lạnh như băng, cũng nhíu mày, mắt nheo lại nhìn về phía anh. Nếu biết rằng, hai người bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, hôm nay tôi cũng sẽ không như vậy. Tôi không sợ ai, thế nhưng với Tô Thủy Kỳ thì có chút. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc là làm sao? Anh nói chuyện ấp a ấp úng vậy. Anh chịu vậy sao? lâm sở nhai bất đắc dĩ nhìn về phía anh kỳ quái nói trang hạo nhiên trầm mặc nhìn về phía mọi người tâm tư có chút hốt hoảng nói tôi hôm nay thời điểm cùng khả hình trở lại tôi 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 cái đó mọi người nín thở nhìn về phía anh tôi đột nhiên rất muốn yêu trang hạo nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói chẳng phải lúc trước anh không muốn sao đây là tin tức gì vậy tào anh kiệt kỳ quái nói Cậu một người sắp kết hôn, thì biết cái gì? Trang hạo nhiên trong nháy mắt nhịn không được, đem lời muốn nói. Nói ra, hôm nay đang trên đường trở về, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hôn cái nhà đầu chết tiệt kia. Bốn người trong nháy mắt đình chỉ, tất cả đều mở to mắt nhìn về phía Trang hạo nhiên. Con mẹ nó anh bị ong mật đốt hả? Tô Lạc Hoành sốt ruột kêu lên. Làm sao anh biết, Trang Hạo Nhiên rất vui vẻ vì có người suy nghĩ giống mình. Con mẹ nó, có cậu mới tin tưởng anh ta bị ong mật đốt lâm sở nhai kích động kêu lên lúc ấy khẳng định chính là thú tính quá rồi sau đó mới cưỡng hiếp con nhà người ta tôi không có cưỡng hiếp cô ấy chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên trực tiếp kêu lên nói chính là hôn hiểu không chỉ là hôn thôi anh cũng quá hèn hạ đi anh có phải nói với khả hinh là không được tôi chịu không nổi trước hôn rồi lại nói lát sau lại tát tôi một cái là được Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ nhìn về phía Lâm Sở Nhai, chịu không nổi kêu to, làm sao cậu biết? Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hành, Tào Anh Kiệt cùng nhìn về phía anh, đồng thời kêu to, chúng ta chính là như vậy. Cầm thú cũng là như vậy. Chấm than ngoặc kép, chương 479, xin lỗi. Chẳng lẽ tôi theo mấy người lâu rồi, tôi cũng trở nên giống mấy người sao? Trang Hạo Nhiên đáy lòng tan vỡ nói. Anh đừng buồn nôn như vậy. Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ nhìn về phía anh, tức giận nói, làm cho bộ dạng của anh đứng đắn chút. Chúng tôi nhiều lắm cũng chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Anh cư nhiên muốn đường khả hinh. Cậu đừng dùng những từ ngữ ác đốc, tầm thường như vậy trên người tôi được chứ. Trang hạo nhiên không vui nhìn Tô Lạc Hoành nói, tôi lúc nào thì muốn cô ấy rồi. Tôi khi đó, khi đó. Trong lúc nhất thời anh không biết phải nói thế nào, liền bảo tôi khi đó. Thần thần trí mơ hồ thôi tô lạc hoành lập tức nói thần trí anh đương nhiên không minh mẫn anh thần trí rõ ràng lại có thể hôn cô ấy sao đúng vậy trang hạo nhiên dường như lại tìm được chi kỷ không biết có bao nhiêu suy nghĩ tán thành lời nói của hắn hừ lâm sở nhai liền hung hăng nói cậu thật coi chỉ số thông minh của anh ấy là số lẻ sao anh ấy rõ ràng chính là loại người này nếu như thần trí mơ hồ thì sẽ đem chính mình ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy sao cậu xem anh ấy lần đó thời điểm cùng tử hiền tiểu thư uống rượu không phải mở cửa ra để cho người ta có thể tiến vào sao cậu còn không thấy qua anh ấy không thích cùng nữ nhân khác vì tiện lên giường sao anh ấy lập tức sẽ bị chị gái ném ra ngoài cậu dựa vào cái gì nói tôi bị các cô ấy ném trang hạo nhiên tức giận nói lại đó là bởi vì các cô ấy cảm thấy tôi quá đẹp trai rất có tiền cho nên cảm thấy cùng tôi ở một chỗ bị áp lực hiểu không anh thật ghê tởm lâm sở nhai lập tức dùng lời nói bực anh anh có bản lĩnh tìm một cô gái giống tiểu đường nhìn một chút xem tại thời điểm cô ấy yêu tổng giám đốc tưởng có hay không cảm thấy sợ anh ấy có quá nhiều tiền sợ anh ấy quá đẹp trai anh chính là không tìm được người yêu cái gì cũng không có sợ người khác cậu làm tổn hại danh dự của tôi vậy thôi chứ tôi có cắt xén tiền lương của cậu sao trang hạo nhiên nhìn về phía lâm sở nhai bực mình nói anh không có cắt giảm tiền lương của tôi lâm sở nhai nhìn về phía anh thấm thiế nói ông nội a à, anh là người có thần trí mơ hồ anh nói cho tôi biết rốt cuộc đối với tiểu đường anh có động tâm hay không trang hạo nhiên vừa nghe lập tức nóng mắt nói không có lâm sở nhai ngẩng mặt lên nhìn về phía anh không tin tưởng nói loại người như anh sẽ không thích cùng phụ nữ hôn môi vậy anh đã hôn lưới chưa không có nha làm sao có khả năng hôn lưới được trang hạo nhiên lập tức kêu lên anh ta đang nói dối lãnh mặc hàn nhàn nhạt, nhạt nói câu cậu có bằng chứng gì bảo tôi đang nói dối trang hạo nhiên lập tức nhìn về phía hắn phẫn nộ nói lỗ tai anh đỏ lãnh mặc hàn nhìn về phía trang hạo nhiên ngắn gọn nói tôi tai tôi đỏ liên quan gì tới việc tôi nói dối trang hạo nhiên nhìn về phía hắn bực tức hỏi thời điểm anh nói dối tai của anh sẽ đỏ chuyện bình thường này tôi sẽ không nói với cậu ta lãnh mặc hàn lạnh nhạt nói cậu trang hạo nhiên không nói được gì nhìn người này thật có hôn lưỡi sao lâm sở nhai khiếp sợ nhìn về phía anh cậu hỏi câu này là có ý gì trang hạo nhiên nhìn về phía hắn kích động gọi nếu như anh thích chúng tôi sẽ không nói hai lời giúp anh trói cô ấy lại lâm sở nhai rất trọng tình cảm nói tô lạc hoành lúc này có phần tỉnh táo nhìn về phía lâm sở nhai bật cười nói cậu muốn khiêu chiến cháu trai thủ tướng sao? Đây không phải là ai khác, đây thế nhưng là cậu chủ tô đấy. Trên người cậu ấy là toàn bộ gia tộc gần tới 100 triệu người, chỉ cậu ấy bây giờ còn đang sống nhờ vào tiền cậu ấy kiếm ra đấy. Chấm than ngoặc kép. Lâm sở nhai nhìn về phía Tô Lạc Hoành chỉ vào trang hạo nhiên, nói, người anh em, người đàn ông này, cũng rất có tiền đấy. Chị gái anh ấy đã sống nhờ tiền anh ấy kiếm, chị gái anh ấy chắc có thể mua được kim cương to nhất đất nước này. Được rồi, Tô Lạc Hoành nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cũng cam chịu nói, anh thắng. Anh muốn theo đuổi thế nào? Các người nói cái gì vậy? Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Trang Hạo Nhiên bị bọn họ nói xong tâm phiền ý loạn, liền có một chút thất thần nói, tôi chỉ là muốn nói, nụ hôn này, thật là một nụ hôn vô ý, lúc đó tôi, tôi, tôi nhìn thấy chân nhỏ của cô ấy thập phần đáng yêu thôi. Vậy anh có thể hôn chân mà? Lâm sở nhai nhịn không được cười rộ lên, nói. Ai, nói chuyện với những người như các cậu, thật là mệt mỏi. Có chuyện phiền lòng mới tới tìm các cậu, các cậu như vậy làm tổn thương tôi, càng nói càng hồ đồ. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên trong nháy mắt đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Lão đại, lâm sở nha hiển nhiên gọi anh, lại rất thận trọng nói tôi cảnh cáo anh. Nếu như anh đối với cô ấy không có động lòng, ngàn vạn đừng gặp cô ấy nữa. Cậu chủ tô, kỳ thực sự không như Tổng Giám Đốc tưởng. Lúc anh ấy tàn nhẫn, sẽ thật tàn nhẫn, bởi vì anh ấy rất coi trọng nguyên tắc, không giống Tổng Giám Đốc tưởng và anh từ nhỏ cùng nhau chơi đùa. Anh là cô dâu, anh ấy là chú rể. Cậu, Trang Hạo Nhiên thật muốn cầm gối ôm ném hắn. Mấy người đàn ông cùng nhau cười né tránh. Quá buồn nôn, Trang Hạo Nhiên hướng cánh cửa đi tới, định kéo cửa ra. Lão đại, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành đột nhiên quay đầu, Nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thật tình nói anh, rốt cuộc đối với Khả Hinh có cảm giác hay không? Nếu quả thật có, nói ra, anh em cho anh lời khuyên. Trang Hạo Nhiên tay cầm nắm cửa, trầm ngâm một hồi, mới cười nói, tai tôi không có hồng đi. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt quay đầu, phanh, chấm than ngoặc kép, cửa bịch một tiếng đóng lại, rơi xuống một chút bụi. Thấy không, Tô Lạc Hoành một đám người đánh về phía Lãnh Mặc Hàn, rất kinh ngạc hỏi. Không có, lãnh mặc hàn nhàn nhạt nói. Ai, lâm sở nhai bọn họ có chút mất mát ngồi lại vị trí. Trang hạo nhiên dọc theo đường đi về phía trước, sờ lỗ tai của mình, vẻ mặt khinh thường nói tai hồng. Thành lũy của lão tử thâm sâu như thế, lại dám lấy lỗ tai tôi ra chơi tôi sao? Anh đi ngang qua phòng khách nhỏ, không cẩn thận đi qua một giá sách, mặt trên để một mặt cái gương, anh đột nhiên dừng lại, nheo mắt đi tới trước gương, ngửa mặt nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của chính mình trong gương, lại không để ý hơi nghiêng mặt, muốn nhìn lỗ tai có thật hay không đổi màu hồng. phía sau xuất hiện một bóng dáng màu đen, chính là đang trầm ngâm nhìn về phía anh. Anh kêu a à một tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy đường khả hình cũng bị hoảng sợ nhìn về phía mình. Anh ôm chặt ngực, nhìn về phía cô, thở hổn hển nói: này, tiểu thư, cô sẽ dọa chết người đấy. cô làm gì đứng ở phía sau tôi hả? Đường Khả Hinh rất oan uổng nói, tôi đã gọi anh hai lần rồi. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn cô nói, cô gọi tôi. Cô gọi tôi. Đúng vậy, đường Khả Hinh bực mình nhìn về phía người này, có chút không biết phải làm thế nào nói. Cô gọi tôi làm gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh, hỏi. Hỏi anh thích ăn hoa quả gì, tôi làm cho anh ăn. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, có chút bất đắc dĩ nói. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn đường Khả Hinh, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh khẽ chớp, cánh môi hồng mê người, anh quay mặt đi, nói thẳng, không cần. Tôi đi về luôn. Nhanh như vậy, Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi. "Ừm, um, tôi uống rượu, không thể lái xe, phải gọi tài xế tới đón." Trang Hạo Nhiên nói cho hết lời, rồi nhanh chóng xuống lầu. Đường Khả Hinh cũng theo anh đi xuống. Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu Nhã tuệ các cô ấy chính là vừa nói vừa cười. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía các cô cười nói, tôi có việc phải đi trước, các cô chậm rãi chơi đùa. 12 giờ, liền đem mấy tên cầm thú kia chạy về nhà a. Tổng giám đốc, anh ở lại nói chuyện đi. Nhã Tuệ liền vội vàng đứng lên, cười nói. Không cần, không cần tiễn tôi, bên ngoài lạnh lắm. Trang Hạo Nhiên hơi giơ tay, quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh liếc mắt một cái, mới nói, đi đi. Tôi tiễn anh. Đường Khả Hinh đi theo ra ngoài. Không cần trang hạo nhiên một mình đi ra ngoài đoán chắc rằng tài xế rất nhanh sẽ đến liền đứng ở trong vườn nhỏ nhìn về phía bầu trời nơi có vầng trăng sáng kia hít sâu một hơi phía sau có tiếng bước chân anh quay mặt sang liền nhìn thấy đường khả hình đã đi đến dịu dàng nhìn về phía mình cô đi ra làm cái gì bên ngoài rất lạnh mau trở về trang hạo nhiên hai tay đút túi quần quay mặt sang nhìn về phía con đường đầy hoa anh đào kia cảm thấy một trận hương thơm thật thoải mái Đường khả Hinh nhìn về phía bộ dáng kia của anh, đột nhiên bước lên phía trước, vươn tay nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay của anh, mỉm cười nói, chúng ta đi nhìn một chút con đường hoa anh đào này, sợ qua một thời gian nữa, đã qua thời kỳ nở hoa. Cô xứng sờ tại chỗ. Trang hạo nhiên lập tức buông tay cô ra, ho khan hai tiếng, mới nói, không cần. Tôi uống rượu, đầu có chút choáng váng, không muốn đi. Tôi thật, so với tiêu đồng khác xa như vậy sao? Đường khả Hinh nhìn về phía anh, Đột nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời có chút không hiểu, quay đầu, nhìn về phía cô, nói: "Gì cơ?" Đường Khả Hinh có chút mềm mại cười nói: "Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng, lại có tài, cô ấy còn rất nghe lời. So với tôi nghe lời hơn, hơn nữa sẽ không gây rắc rối, cũng sẽ không cho anh truyền máu cho tôi." Trang Hạo Nhiên yên tĩnh nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ôn nhu cười nói: "Tô Thủy Kỳ nói cho tôi biết trong thời gian tôi phẫu thuật mất rất nhiều máu kho máu trong bệnh viện không đủ máu là anh thay tôi hiến máu thiếu chút nữa gặp nguy hiểm bất kể là ai tôi cũng sẽ làm như vậy trang hạo nhiên đáp qua loa anh hôm nay làm sao vậy đường khả hình có chút nghi ngờ nhìn về phía anh trang hạo nhiên đứng ở một bên nhớ tới vừa rồi ở trong sân trong nháy mắt ngẩng đầu thấy tô thủy kỳ cúi đầu muốn hôn đường khả hình hai mắt của anh nhanh chóng chuyển động do dự một hồi mới nói tối hôm nay tôi nghĩ muốn đi một mình, một mình thanh tỉnh một chút. Cô tuổi cũng không còn nhỏ, cậu chủ tô là người tốt, mặc dù không cần quá sốt ruột chuyện tình cảm, thế nhưng bên người có một bằng hữu như vậy, coi như tương lai đi tìm đối tượng, cũng không vấn đề. Đi thôi. Trang hạo nhiên không nói hai lời, lập tức muốn đi ra vườn nhỏ. Đường khả hình trong nháy mắt hai tay nhẹ khoác khuỷu tay của anh, nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, lại trầm mặc buông lỏng tay cô ra bước nhanh đi về phía trước. Đường khả hình nhẹ đi ra ngoài, ở phía sau anh, nhìn về phía bóng lưng dịu dàng của anh, có chút khẩn trương nói có phải hôm nay tôi vặn ngón tay khiến anh tức giận không? Tôi xin lỗi, tám 480, anh trai. Trang hạo nhiên dừng lại. Đường khả hình chân lại có chút sưng đau do đi bộ, đi tới bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé đầy dịu dàng, nhẹ nắm cánh tay anh. Trang hạo nhiên tránh thoát tay cô, Nhìn về phía cô mỉm cười nói, tôi có nhỏ mọn như vậy sao? So với trước đây cô làm, hôm nay đã là gì đâu. Tôi thực sự không có việc gì, chỉ là lúc nãy uống hơi nhiều rượu. Cả cô làm hôm nay ăn rất ngon, hôm khác làm cho thủ tướng ăn, để ông ấy càng thích cô hơn. Đường Khả Hinh không nói gì nhìn về phía anh. Đi đi, mau trở về đi thôi. Trang Hạo Nhiên vươn tay, khẽ vuốt đầu nhỏ của cô, cười cười, xoay người rời khỏi. Anh trai Đường Khả Hinh nhìn về phía bóng lưng của anh, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, có chút ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về trước mặt, màu hồng phấn của hoa anh đào kia, những bông hoa nhẹ nhàng đung đưa. Đường Khả Hinh nhìn về phía bóng lưng ấm áp của anh, lại ôn nhu kêu nhỏ anh trai. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt có chút nóng bỏng, lại thế nào có chút trở tay không kịp. "Em, đáp ứng với anh, sau này sẽ gọi anh là anh trai." Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, Mỉm cười nói, "Giống như anh thích vậy, đi theo phía sau anh, gọi anh là anh trai, anh trai." Trang Hạo Nhiên trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ kích động tươi cười, xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, ôn nhu đứng ở trước mặt của mình, xinh đẹp động lòng người, hai mắt anh nóng rực nhìn về phía cô, đáy lòng nổi lên một tia rung động chờ mong, nói, "Được. Sau này hãy gọi anh trai." Đường Khả Hinh lại ngây thơ đơn thuần cười, nhẹ đi hướng Trang Hạo Nhiên, hai tay ôm khuỷu tay của anh mặt nhẹ dán cánh tay anh, dịu dàng nói, anh trai. Anh trai. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt như mực nhìn về phía xa xa hoa anh đào đang nhẹ nhàng bay phấp phới, khẽ mỉm cười. Có phải tất cả đã được định trước? Hai người cùng nhau im lặng đi về phía trước, đường khả hinh mềm giọng nói. Ưm, um, trang hạo nhiên đang chìm trong suy nghĩ, không để ý đáp lại. Đường khả hinh ôm chặt khuỷu tay của anh, cười nói, anh vẫn luôn muốn có một đứa em gái, Thế nhưng em mãi không đồng ý, ông trời lại để cho em bị thương, để anh truyền máu cho em, hiện tại trong người em đang chảy chung dòng máu với anh, rốt cuộc em và anh đã cùng quan hệ huyết thống, chúng ta có thể làm anh em." Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt cười cười. Hai người thong thả đi đến trước con đường trồng nhiều cây hoa anh đào, lúc này, đèn đường hai bên chiếu sáng, vô số cánh hoa anh đào màu hồng phấn theo gió bay đi, giống như những chiếc ô nhỏ, ở giữa bầu trời xoay tròn thật lâu, có chút nhẹ nhàng lãng mạn như thế tuyệt vời như thế giống như những bông hoa xinh đẹp lúc giữa trưa trang hạo nhiên như bước vào trong một thế giới khác đi tới thổi nhẹ những cánh hoa anh đào quay đầu nhìn về phía đường khả hinh, cô ấy đang có chút vui sướng giơ tay như muốn vân về cánh hoa anh đào trong tay ánh mắt như chân bảo lóe ra tia sáng dịu dàng môi đỏ mọng nhẹ dương cong cong như trang liềm anh liền như vậy lẳng lặng nhìn về phía cô ánh mắt càng lúc càng ôn nhu đường khả hình ngửi thấy mùi hoa anh đào quay mặt sang, vừa nghĩ muốn nói cho anh biết, chính mình vừa ngửi thấy được hương thơm kia, nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh, sửng sốt. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, đột nhiên cười, vươn tay, nhẹ xoa đầu của cô, nói, em gái ngốc. Đường khả hình cố ý nhìn chằm chằm anh. Trang hạo nhiên cũng cố ý chừng mắt nhìn cô, lúc này những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi, anh đột nhiên bước tới đem cả người cô ôm ngang. Đường khả Hinh kêu nhỏ một tiếng, tay vòng quanh cổ anh, cười hỏi, làm sao vậy? Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, bất đắc dĩ cười khổ nói, chân của em thành ra như vậy, còn muốn tiến anh, lát nữa anh ra khỏi khu nhà trọ, em làm sao có thể về nhà? Để anh trai ôm em về nhà đi. Đường khả hình thật vui vẻ nhìn về phía anh, dịu dàng cười. Trang hạo nhiên ôm chặt đường khả hình vào trong ngực, không hề lên tiếng, cất bước đi về phía trước. Đường khả hình ôm cổ của anh, đầu nhẹ cúi xuống dựa vào cổ anh, trên mặt bộc lộ vẻ tươi cười, hai chồng mắt lại nhấp nháy khẽ chấp, trong lòng như muốn nói, nhẹ nhàng kêu to, tha lỗi cho em đi, nhận anh làm anh trai, không hoàn toàn là vì anh. Trang hạo nhiên không có nghe được tiếng nói từ sâu thẳm trái tim cô, chỉ tiếp tục ôm cô đi về phía trước. Thời gian như ẩn giấu giữa những cánh hoa đào kia, theo những mơ mộng yêu thương mà bay. Bóng dáng của hai người, vào giờ khắc này, chồng lên nhau, hướng về phương xa nhìn về phía trước mà đi. Dạng sáng, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt trầm tĩnh cùng mệt mỏi trở lại phòng tổng thống, lấy ra thẻ mật mã, ấn vào khóa cửa, đinh một tiếng, cửa mở ra, rốt cuộc cũng về đến nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong phòng, bất ngờ một bóng dáng màu trắng xẹt qua, quát to một tiếng, Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên sau ót cảm thấy tê dại, quay đầu, cư nhiên nhìn thấy chị gái của mình, Trang Ngải Lâm, mặc áo thể thao cùng quần đùi thể thao màu trắng, tóc quăn gợi cảm, tay cầm một cây bóng chảy. Đôi mắt tức tối, hướng tới trên người mình đánh xuống, anh a à một tiếng, kêu to, nhảy sang bên cạnh. Rầm. Cây gậy bóng chày kia lập tức đem cửa gỗ phòng tổng thống nứt ra. Trang Hạo Nhiên trừng mắt, sợ đến mức thần kinh tê liệt, kêu to "Chị, chị làm gì vậy? Ai bảo chị qua đây?" Trang Ngải Lâm tay cầm gậy bóng chày, xoay người, nhìn về phía em trai mình đang trốn ở đầu ghế sofa kia, nghiến răng nghiến lợi, hết sức gọi, "Mẹ kêu chị qua đây!" cho nên mới biết em đi tới hừng đông 12 giờ sáng. Chị không phải đã quy định em 10 giờ phải đi ngủ rồi sao? Em đi lêu lồng ở đâu giờ mới về? Về nước học thói xấu phải không? Cô không nói hai lời, vào tới đầu kia sofa, lại muốn giơ cây bóng chảy lên, hướng trên người Trang Hạo Nhiên, đánh xuống. Ai ai ai, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên sợ tới mức từ trên ghế sofa nhảy sang phía bên kia, cây bóng chảy trong nháy mắt đánh trúng gối tơ tầm trên ghế sofa, phải xé rách, lông chim bay đầy trời, anh trốn chị gái bên cạnh kêu to, làm gì có ai như chị. Em trai mình đã 30 tuổi rồi, còn bắt em 10 giờ phải đi ngủ. Trang Ngải Lâm vừa nghe lời này, hai mắt nóng lên kêu to, 30 tuổi thì thế nào? Mới trước đây, chị không phải còn dẫn em đi ra ngoài tè hay sao? Cô vừa nói hết lời, nhìn em trai đang vội vàng chạy lên lầu thang, cô lập tức cầm cái nắp bình trên bàn trà, hướng về phía sau lưng em trai mình điên cuồng ném một cái a à, trang hạo nhiên cả người đau đến ngã ở trên lầu thang kêu to không muốn ném vào eo đâu đàn ông eo rất quan trọng trang ngải lâm ba một tiếng chạy đến trước mặt trang hạo nhiên phải bắt được anh trang hạo nhiên mắt thấy chị muốn tới tức khắc sợ đến gần chết liều mạng chạy lên cầu thang nói chị à em đã nói không muốn đánh phụ nữ chị không nên ép em Ý của em là em đánh thắng được chị. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, thấy em trai đang trai đến bậc cầu thang cuối cùng, đột nhiên tay nắm chặt cầu thang, thân thể bay lên, hướng lưng Trang Hạo Nhiên đạp một cái. A, à, Trang Hạo Nhiên cả người ngã trên mặt đất, đau đến không thể thở nổi, kêu to. Trang Ngải Lâm cả người ầm một tiếng, chạy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vặn xoay cánh tay phải của anh sang một bên. A, à, Trang Hạo Nhiên ngửa đầu đau đến kêu to, đau chết mất biết đau, mà còn 12 giờ mới chịu về nhà. Em không biết chị vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ của em rất mệt không? Vì trung thân đại sứ em, chị có biết bao nhiêu phiền não. Cô nói vừa hết lời, lập tức giật tóc sau ót của em trai, dùng sức kéo lên. a à, chị, không cần như vậy, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên đau đến không chịu được, lại không thể động đậy, đành phải cầu xin tha thứ. Nói, vì sao 10 giờ không chịu về đi ngủ? có phải hay không lại cùng bọn Lâm sở nhai đi làm bậy. Trang ngải Lâm đầu gối đè trên lưng của em trai, lại cắn răng vặn chặt tay phải của anh. Không có, không có, sao có thể chứ? Chấm hỏi ngoặc kép, Trang hạo nhiên đau đớn rất nhanh nói. Không có, Trang ngải Lâm không tin, cúi đầu người xem trên người Trang hạo nhiên có mùi nước hoa hay không, trong nháy mắt, liền người thấy được, mùi thơm trên cơ thể của thiếu nữ, còn là sử nữ. Mắt cô giận dữ, trong nháy mắt vung lên một trường như xét đánh hướng trọng tâm giữa xương sống lưng trang hạo nhiên sờ vào đốt xương trung tâm nhất cắn răng kéo tới nắm đầu khớp xương trong nháy mắt huịch huịch hai tiếng a à, trang hạo nhiên thật là đau đến rớt nước mắt mới nhận nói đau chết em rồi em nhận nhận em mới vừa rồi cùng với một cô gái ở chung một chỗ tên cô ấy gọi là khả hinh là thư ký của em em cảm thấy cô ấy rất muốn đùa cho nên em kêu cô ấy nhận em là anh trai trang ngải lâm vừa nghe lời này càng thêm tức giận phung lên khuỷu tay hướng lưng anh đập mạnh một cái kêu to em muốn em gái ý của em chính là chị đây rất hay bắt nạt em sao chị đối với em không tốt sao a à, trang hạo nhiên đau đến chịu không nổi lại đầu hàng nói không đúng không đúng em sai rồi chị đối với em rất tốt em chỉ là muốn tìm một người em gái tới hầu hả chị không muốn nói đến chuyện này cứ nhắc tới là chị cảm thấy bực Trang ngải lâm sắc mặt nóng lên, kêu to. Lúc trước mẹ đang mang thai một bé gái, cũng là bởi vì em nghịch ngợm nhảy xuống biển, mẹ một suốt ruột, đứa nhỏ mới bị mất, khiến cho chị lúc đó rất đau lòng, nên mới không muốn đem tình yêu dành hết cho em. Chị rất tức giận, cô không nói hai lời, kéo tóc anh đau hơn, đem mặt của anh hướng trên mặt đất đập. A, à, chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên thực sự thực sự là không có cách nào, chỉ phải cầu xin tha thứ nói em sai rồi em thực sự sai rồi toàn bộ đều là lỗi của em là em nên xin lỗi em gái chuyện này chúng ta có thời gian cả đời để tính chị hỏi em có phục hay không trang ngải lâm lại vặn chặt tay phải của anh hét to phục trang hạo nhiên hoài nghi mình bị nội thương bất đắc dĩ nói cùng chị đi xuống có người muốn nói chuyện với em chấm than ngoặc kép trang ngải lâm thoáng nâng em trai lên muốn đem cả người anh hướng ném xuống dưới lầu Trang hạo nhiên không có cách nào, đỡ mình đã tàn gãy xương cốt, từng bước một bước xuống cầu thang, nhìn chị gái nhanh nhẹn như chim én, theo bên cạnh cầu thang trực tiếp nhảy nhảy xuống, nhanh chóng mở ra máy vi tính trong tay, trong nháy mắt trên màn hình mặt xuất hiện một tòa nhà, sắc mặt của anh biến đổi, lập tức xoay người. Nếu như em dám đi, chị cho em ngày mai không thấy được ánh mặt trời, chị đánh em tới tàn phế, trực tiếp đem em ném về Anh Quốc. Chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm ngồi ở trên sofa, cầm lên quả táo, cắn một miếng, mới chậm rãi nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 481, em gái Trang hạo nhiên nghe nói như thế, khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía chị gái của mình. Trang ngải lâm lại cắn một miếng táo, giống như đang buồn chán nhìn về phía em trai mình, bên cạnh là gậy bóng chảy chiếu sáng lấp lánh, không biết có bao nhiêu quyền thế. Trang hạo nhiên khẽ thở dài một cái, nghe lời đi qua, ngồi ở trên sofa, nhìn về phía giữa màn hình máy vi tính. Cuối cùng từ phòng khách của tòa nhà kia, chuyển tới chỗ sofa bên trên trang trí những hoa văn màu trắng sữa, một người phụ nữ, giống như chỉ ngoài 30, người mặc váy dài màu trắng, phía ngoài khoác cái áo choàng lông thỏ màu trắng, ngồi ở trên sofa, tóc búi cao, mang khuyên tai chân trâu, gương mặt trắng sáng, hai mắt ôn nhu, nhìn về phía màn hình, đè nén đau thương. Trang hạo nhiên không biết làm sao nhìn về phía bà. Ở giữa màn hình, người phụ nữ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, đột nhiên trong lòng đau đớn, nhẹ cúi đầu, tay cầm khăn lau nước mắt, bên kia truyền đến tiếng nức nở nhẹ nhàng, như tiếng đau thương của cây đàn lông. Trang Hạo Nhiên cũng đau đớn muốn chết. Kỳ thực mẹ cũng không có trông chờ, có thể mỗi ngày thấy con. Ở tòa nhà này, 87 căn phòng, không có chỗ nào có thể giữ được con. Bà ấy nói xong, đột nhiên lại bi thương cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, cái khí chất thanh cao trong sáng như hoa lê kia. Trang hạo nhiên nhìn bà đau khổ như vậy, chợt nhíu lông mày, cười khổ cúi đầu. Trang ngải lâm ngồi ở một bên, xem như không có việc gì, tiếp tục ăn táo. Lần trước trở về Anh Quốc, mấy ngày, bà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về giữa màn hình có trang hạo nhiên, lo lắng hỏi. Hỏi xong, nước mắt liền rơi tí tách. Chỉ có mấy ngày thôi, trang hạo nhiên lại thở dài. Bà vừa nghe xong, càng đau đớn cầm khăn tay khẽ che mặt, khóc nức nở. Đừng khóc, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bà, khó xử nói: "Con kêu mẹ phải làm như thế nào với con? Con trở về Anh Quốc, lại không chịu về nhà một chuyến thăm mẹ. Xem ra con thực sự không đem mẹ để ở trong lòng." Bà nói xong, lại nhẹ nhàng lau nước mắt, khóc nói: "Lúc mẹ biết con trở về Anh Quốc, còn kêu đầu bếp riêng chuẩn bị nhiều món con thích ăn, làm cho con ăn." "Được rồi, được rồi, con sai rồi." Lần sau con trở lại nhất định ở lại nhà một thời gian, chăm sóc cho mẹ, được không? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bà, nhẹ giọng dỗ. Con không cần dỗ ngọt mẹ. Bà ngồi ở trên sofa, lại dùng khăn lụa, nhẹ lau nước mắt trên mặt, mới nghẹn ngào nói, mẹ cũng biết, chúng ta ở đây địa phương nhỏ, không giữ được con. Nhớ ngày đó mẹ mang thai 10 tháng sinh ra con, con ở trong bụng mẹ còn không có an phận, cha con lúc đó biết trong bụng là một bé trai, buồn bực rất lâu. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cúi đầu, cảm xúc phức tạp. Nhưng trong lòng cha mẹ nghĩ, bất kể là con trai hay con gái, ba mẹ cũng muốn nuôi con khôn lớn, giỏi hơn người, cho tới bây giờ cũng không vì con là con trai mà ghét bỏ con, cha mẹ cố gắng hết sức rồi. Bà nói xong, nhẹ nhàng lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu, lại nghẹn ngào nói, mặc dù có thời gian, cha con nói tài sản chia ra cũng không để lại cho con, nhưng sao cha mẹ có thể bỏ được. Ông ấy vẫn luôn cho con tiền tiêu vặt trang hạo nhiên cười khổ không muốn nói chuyện con nói con đây là ý gì quanh năm suốt tháng cũng không biết về nhà một chuyến độc thân đã như vậy tương lai có vợ sẽ như thế nào ân nguyệt dung rốt cuộc bắt đầu có chút không nhịn được khóc giống trang hạo nhiên đột nhiên biến sắc sống lưng ớn lạnh quả nhiên ân nguyệt dung ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên lập tức khổ sở nghẹn ngào hỏi con nói mẹ và vợ con rơi xuống nước con cứu ai Trang hạo nhiên khó xử ngẩng đầu, nhìn về phía này so với chị gái, mẹ còn trẻ con hơn, lại lần nữa giờ khóc giờ cười nói, mẹ, từ 12 tuổi mẹ luôn theo con hỏi vấn đề này hỏi đến bây giờ. Mẹ không thấy phiền sao? Vậy con nói cho mẹ biết, tương lai, vợ con và mẹ rơi xuống nước, con cứu ai? Ân Nguyệt Dung hai tròng mắt rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khóc nói. Mẹ bỏ qua cho con đi. Trang Hạo Nhiên đau đầu nhìn về phía màn hình có bà, khóc thét một tiếng nói, con lúc 12 tuổi, nói cứu mẹ, mẹ nói con không có bản lãnh, không đáng làm đàn ông. Nói con như vậy, sao đáng để cho phụ nữ nương tựa cả đời. Đến lúc con 18 tuổi, con nói cứu cả hai người, mẹ lại khóc nói, không được. Nhất định chỉ có thể cứu một, con phải cứu ai. Con thực sự không biết trả lời mẹ câu hỏi này như thế nào nữa. Con đã rất tức giận nói, được rồi, mẹ đã hy vọng như thế, con liền cứu vợ con, lần đó mẹ khóc hơn nửa tháng khiến cho cha đem tất cả các hạng mục giao cho con đều ngừng lại mẹ rốt cuộc muốn một câu trả lời như thế nào sao mẹ không hỏi chị gái cha và chồng chị rất xuống nước chị sẽ cứu người nào thằng nhãi chết tiệt này chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung đau lòng đến khóc lên nói cho nên nuôi con trai làm gì liền không có con gái bầu bạn chị gái con biết mẹ và cha con trong lòng muốn gì nó gặp gỡ quen biết người đàn ông nào cũng đều phải biết bơi trang hạo nhiên lại một trận khóc thét quay mặt sang nhìn về phía chị gái trang ngải lâm nhìn về phía em trai cầm quả táo có chút đắc ý cắn một miếng sao con lại không làm vậy mỗi lần con quen phụ nữ đều lớn tuổi hơn con lại còn không biết bơi chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung nói lên chuyện này liền đau đớn khổ sở tức giận nói mẹ lại so sánh tuổi tác rồi trang hạo nhiên không biết giải quyết thế nào nói sao con không chịu tìm một người nhỏ tuổi hơn vì sao nhất định phải tìm người lớn hơn mình lỡ mẹ và cô ấy cùng đi dạo phố gặp người khác giới thiệu nói đây là con dâu của tôi bọn họ sẽ cảm thấy mẹ không phải điên cũng là ngốc thậm chí bọn họ cho là mẹ bị mắc chứng bệnh người già ân nguyệt dung kích động nói vậy mẹ không cần cùng cô ấy đi là được rồi trang hạo nhiên nhịn không được phản bác một câu mẹ sao lại không cùng cô ấy đi mẹ chỉ có một đứa con dâu Đương nhiên phải để cho cô ấy được phục vụ như công chúa. Mẹ vì người con dâu này, mẹ đã đặt trước 12 chiếc Rolls-Royce. Chỉ cần con chịu cưới vợ, con có thể cao chạy xa bay, đi đâu cũng được. Mẹ cả đời có thể không cần gặp con." Ân Nguyệt Dung rốt cuộc nói ra ý đồ của mình. "Mẹ, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mẹ, nặng nề thở dài một hơi, nói, người vợ kia đâu có dễ dàng tìm như vậy. Béc xấu như vậy còn tìm được, con dựa vào cái gì lại tìm không được hả?" ân nguyệt dung lại kích động gọi. Trang hạo nhiên trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía bà, đối với mẹ mình không có cách nào. Mẹ mặc kệ, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung trực tiếp tức giận nói, mẹ hiện tại muốn ôm cháu nội, nghĩ đến muốn điên rồi. Con tìm vợ gấp cho mẹ, sinh cháu nội cho mẹ. Mẹ muốn tìm con dâu, nhất định phải là trẻ tuổi, mắt to, dáng người thấp một chút, đáng yêu. Như vậy mới xứng làm con dâu của mẹ. Trang hạo nhiên ngao ngán ngồi ở trên sofa, nhìn về phía mẹ, không muốn nói chuyện. Con hãy nghe cho kỹ, nếu như năm nay con không tìm được con dâu cho mẹ, mẹ kêu ba con liền chia tài sản cũng không để lại một phần cho con. Cứ như vậy, không có việc gì đừng tới tìm mẹ, lỡ mất thời gian mẹ đắp mặt nạ. Nếu như lần sau, mẹ còn phát hiện con buổi tối 10 giờ còn không lên giường đi ngủ, mẹ để chị gái đánh chết con. Chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung không nói hai lời tắt đi máy vi tính. Trang hạo nhiên vẫn như cũng nhìn về phía màn hình tối đen kia, nặng nề thở dài một hơi, quay đầu, nhìn thấy chị gái đã đứng lên, lắc eo, nói, đem em đánh một trận, thư giãn gân cốt, thoải mái hơn nhiều rồi. Đi ngủ thôi, đọc nhanh nhất tại THICHDOCTRUEN. Co em mờ, chị muốn ở nhà em à? Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, hoảng sợ gọi. Trang ngải lâm quay đầu, nhìn về phía em trai chiều mến cười một chút nói em không nghe thấy mẹ nói sao hai người già ấy muốn đem tất cả tài sản để lại cho chị bao gồm cả em hả trang hạo nhiên không nói gì nhìn chị gái hả cái gì chậc trang ngải lâm không nói hai lời lấy thêm một miếng táo đi vào trong em thực sự đã nhận em gái em hy vọng chị thích cô ấy trang hạo nhiên nhìn về phía chị gái cười nói nhận cũng không phải em gái ruột của em Trang Ngải Lâm đi tới phòng khách, đóng cửa lại trước, để lại câu, ngày mai dậy sớm một chút làm bữa ăn sáng cho chị, chị muốn ăn cháo tôm tươi. Cánh cửa, phịch một tiếng đóng lại. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên sofa, nhìn về phía màn hình máy vi tính trống chân kia, nhớ tới lời của mẹ, đột nhiên cười, có chút mệt mỏi đứng lên, đi lên lầu 2, cởi áo khoác, trong dây lát ngã xuống giường, nhìn về phía bầu trời xuyên qua lớp kính trong suốt, sao lóe ra lấp lánh, vầng trăng chẳng biết đã ẩn vào trong đó lúc nào không khỏi nhớ lại một câu nói nhẹ nhàng dịu dàng kia anh trai trong lòng nhẹ rung động trang hạo nhiên hai tròng mắt hiện lên một chút đau đớn nhớ lại nhiều năm trước cậu bé trai đang thở thoi thóp một hơi trong nháy mắt từ trong biển được cứu lên nằm ở trên bờ cát khi đó nhắm mắt nghe thấy mẹ quỳ gối bên cạnh mình cất tiếng khóc gọi hạo nhiên hạo nhiên con ngàn vạn lần không dược xảy ra chuyện gì nếu như con đã xảy ra chuyện, mẹ liền chết theo con. Hạo nhiên, cái thế giới kia lạnh quá, thật lạnh như băng. Cậu bé trai nằm trên bờ cát dài, được người hô hấp nhận tạo, ói ra mấy ngụm nước, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy mẹ quỳ gối trước mặt của mình, khóc đến quặn người. Vừa định vươn tay nhỏ bé nhẹ nắm lấy tay mẹ, nhưng mẹ đột nhiên bị một trận đau đớn, tay ôm bụng của mình, đau kêu một tiếng, a, đau quá a. À. Bà xã. Bà xã em làm sao vậy? Bóng dáng mơ hồ của cha xuất hiện bên cạnh mẹ. Cậu bé trai mở mắt mơ màng nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ đột nhiên sắc mặt tái nhợt, đau đớn không chịu nổi, tay ôm chặt bụng, đau đớn gọi con của tôi. Máu ở giữa hai chân của mẹ chảy ra. Cậu bé nhìn thấy máu giữa hai chân của mẹ chảy ra, cả người cậu kích động, hoảng sợ, lại phun ra một ngụm nước biển, một trận hoa mắt, liền ngất xỉu không biết gì nữa. Chương 482 Đau khổ tức là hạnh phúc. Ba ngày sau, sáng sớm, đám cưới của Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt cuối cùng cũng tới, Đường Khả Hinh vì gương mặt có vết sẹo cho nên cô không thể làm phù dâu, nhưng vẫn đến tham dự lễ cưới bình thường. Sáng sớm hôm nay, Nhã Tuệ liền rời giường, sớm một chút làm bữa ăn sáng phong phú cho Khả Hinh, một bên loay hoay đĩa nhỏ, vừa hướng về Khả Hinh mới xuống lầu, nói tôi cho cô biết, mặc dù cô không thể làm phù dâu, thế nhưng vẫn phải chọn một chiếc váy thật đẹp đường khả hình mặc quần áo ngủ màu trắng chất liệu tơ tằm vẫn còn chưa tỉnh ngủ mắt lim dim nhìn về phía nhã tuệ mỉm cười nói đã biết nhã tuệ xoay người nhìn về phía đường khả hình ăn mặc giống như con thỏ nhỏ mỉm cười nói rửa mặt trải đầu đi ưm uhm, đường khả hình nhẹ gật đầu ngồi ở trên sofa ôm gối ôm có chút lười biếng tối qua cô lại gặp ác mộng tinh thần không tốt sao nhã tuệ có chút lo lắng đi tới trước mặt cô nhìn về phía cô, sốt ruột hỏi. Đường khả hình ngẩng đầu, nhìn về phía nhã tuệ, mông lung cười, nói tối hôm qua nằm thấy ác mộng, mưa tới tô thủy kỳ tháo băng gạc cho tôi, tháo xuống từng lớp, từng lớp, thế nhưng băng gạc kia tháo mãi không hết, tôi bắt đầu sợ hãi, cảm thấy gương mặt này, có một hố đen rất đáng sợ, cái hố đen này, giống như đá, rất lạnh. Nhã tuệ có chút đau lòng nhẹ kéo bả vai của cô, nói không có chuyện gì. Đều đã qua, cậu chủ tô cũng đã nói, không có việc gì đường khả hình sắc mặt có chút tái nhiệt quay đầu nhìn về phía nhã tuệ trong lòng vẫn như cũ vẫn có chút run rẩy nói nhã tuệ chị nói má bên trái của tôi thật có thể khôi phục sao thật có thể giống như trước đây sao nhã tuệ thật sâu nhìn về phía đường khả hình khẽ cười nói đúng nhất định sẽ như vậy đường khả hình có chút lo lắng tựa ở bả vai của cô ấy yếu ớt nói tôi còn là có chút sợ hãi nhã tuệ nhẹ ôm lấy cô nói, không có việc gì. Tin tôi, có tôi ở bên cạnh cô, cùng nhau đối mặt. Đường khả hình nhẹ nhàng tựa ở trong lòng nhã tuệ, hai tròng mắt vẫn như cũ xẹt qua một điểm đau thương. Chuông cửa lại vào lúc này vang lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cửa gỗ nhỏ đang đóng chặt. Ai vậy? Nhã tuệ có chút tò mò đứng lên, đi đến cạnh cửa, tưởng là tô thủy kỳ ai ngờ mở cửa, lại nhìn thấy trang hạo nhiên, hôm nay mặc áo vest màu xanh đậm cao cấp đang thịnh hành nhất trong là sơ mi kẻ ô màu lam, vạt áo trước cùng màu với áo trong, đứng ở giữa những tia nắng ban mai, anh khí bức người, đẹp trai nghiêm nghị, có chút hương vị của người nước ngoài, tức khác làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Nhã tuệ nhìn về phía anh, mặt ửng đỏ, cũng có chút hoảng hồ. Trang hạo nhiên tinh mắt, con người lóe sáng, nhìn nhã tuệ, dương lên chút nhiệt tình tươi cười, nhìn cô nói, nhã tuệ, chào buổi sáng. Ách, chào buổi sáng, nhã tuệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vội vã mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang sớm như vậy đã đến đây. Không cần đến công ty sao? Gần đây công việc có chút buông lỏng, may mà đám sở nhai bọn họ quản lý cũng không tệ. Tôi nếu có thể lười biếng liền lười biếng, Trang Hạo Nhiên nhịn không được lại cười rộ lên nói. Nhã tuệ không tin, nhưng vẫn mỉm cười với anh nói, mời anh vào. Khả Hinh đang ở bên trong, vừa mới mới rời giường. Không cần, trang hạo nhiên hơi dừng lại rồi mới vào trong nhà nhìn thấy đường khả hình ba ngày không gặp đang mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt đứng lên dịu dàng nhìn về phía mình mỉm cười thay quần áo đi trang hạo nhiên nhìn về phía cô nhanh chóng ra lệnh nói mau có người muốn gặp em ai vậy đường khả hình tò mò hỏi thay quần áo đi nhanh trang hạo nhiên nhìn về phía cô nhanh chóng thúc giục Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, cô vẫn là nhanh chóng xoay người lên lầu, đi vào gian phòng, mở tủ quần áo, nhìn trái phải đều thấy trang phục của mình hết sức đơn giản, cô có chút sốt ruột chọn một chiếc áo len liền váy ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo nhỏ màu trắng, sọ ủng ngắn, ra khỏi phòng đi xuống lầu đáy lòng có chút lo lắng, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã nhìn về phía mình cười nói, đi thôi. Đi vào trong đó, Đường Khả Hinh khó hiểu hỏi, ở ngay bên ngoài trang hạo nhiên đi trước một bước ra khỏi phòng đường khả Hinh cũng nghi ngờ đi ra khỏi căn phòng nhỏ đứng ở giữa những tia nắng ban mai nhìn về phía dưới bóng cây anh đào bên kia một người đàn ông mặc tây trang màu đen một đầu tóc dài màu vàng nổi bật chỉnh tê trong nháy mắt đứng ở nơi đó cũng có thể phát ra khí thế mạnh mẽ cô sửng sốt gió nhẹ nhàng thổi cánh hoa anh đào nhẹ bay đầy trời ở lại trong thế giới đầy dịu dàng ấy xoay tròn Vitus quả nhiên vào giờ khắc này, xoay người, dùng thái độ nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt hết sức sắc bén. Đường Khả Hinh lập tức cả kinh, trước nhìn thoáng qua Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, cũng mỉm cười. Đường Khả Hinh lập tức mười phần kính trọng chạy chậm tới, đứng ở trước mặt Vitus tiên sinh, nhìn về phía ông ấy, vẻ mặt lễ phép cùng có chút sợ hãi, nói: "Vitus tiên sinh, ngài, ngài tới rồi." Vitus sắc mặt cứng ngắc, hai tròng mắt nhìn về phía đường khả hình có chút e ngại, môi mỏng lạnh lùng mở, yếu ớt nói, tôi còn nhớ, tôi đã phải đợi cô hai lần. Đường khả hình yên tĩnh nghe, không dám lên tiếng. Một lần là ở công ty hoàn á, một lần là ở đây. Lời nói Vitus lại thong thả truyền đến. Sau lưng đường khả hình lập tức rét run, mắt to không ngừng chuyển động, trốn tránh không dám nói chuyện. Vitus hai tròng mắt có chút chăm chú, nhìn biểu tình sợ hãi của đường khả hình, nói, lần trước cô phẫu thuật gặp chuyện không may, trốn đi cũng gần 4 tháng, tôi cũng đã bỏ qua cho cô. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt, thật khẩn trương, run rẩy nói tôi. Tôi thật xin lỗi. Không cần phải cảm thấy cô gặp chuyện không may, cả thế giới này đều thông cảm cho cô, đây hẳn là việc may mắn của cô. Vitus nhìn về phía cô, nhanh chóng nói, cứ việc để ông trời thương hại cô, chẳng qua cũng là cười nhạo cô không làm được việc. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới nhanh chóng nháy mắt, Vitus nhìn về phía đường khả hình, lại thẳng thắn nói, một trái tim nhiệt tình, sợ nhất không phải là bị người khác dội nước lạnh, mà là sợ bị chính mình dập tắt. Cô trong 4 tháng chính là đem những lời dạy bảo của tôi vứt hết đi rồi, cô bảo tôi làm sao đối với cô không thất vọng. Đường khả hình mặt tức khắc đỏ bừng. Vitus lại nghiêm khắc nhìn về phía đường khả hình, nói có đôi khi tiến bộ, chính là không cho chính mình thở dốc, bởi vì chỉ cần có suy nghĩ ấy, cũng đều vô dụng. Đường khả hình nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi giấy lên một chút ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía Vitus, thật tình nói, ngài giáo huấn rất đúng. Tâm tư của cô có chút tinh tế, hai tròng mắt Vitus xẹt qua một tia sắc bén, nhanh chóng nói, người bình thường, sẽ không tùy ý đến tìm cô nói mấy câu. Đường khả hình ngẩng đầu nhìn về phía ông ấy sừng sốt. Trang hạo nhiên mỉm cười đi tới, nhìn về phía bộ dáng ngốc nghếch kia của đường khả hình, cười nói, đứa ngốc. Mau gọi thầy. Đường khả hình một trận kinh hỉ nhìn về phía Vitus, kích động bật cười nói tôi có thể gọi sao. Không phải nói chúng ta chỉ khi ở học viện rượu đỏ kia mới có thể xưng hô là thầy sao. Cho nên mới nói em thật ngốc, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, một hồi cười khẽ. Đường khả hình hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, thẳng đầu nhìn về phía Vitus kích động hưng phấn gọi thầy. Vitus cũng không có vì từ này mà cảm động, thân thiết nhìn về phía cô, nói trải qua việc đau khổ lần này, cô đã hiểu ra tại sao chưa? đường khả hinh hai mắt rối rắm nhìn về phía ông không hiểu ông suy nghĩ nhìn về phía cô gái tư tưởng vẫn còn rất đơn thuần này chậm chạp vươn ngón trỏ dí vào chán cô lạnh nhạt nói cô suy nghĩ đơn giản cá tính cũng đơn điệu bản thân cô cũng chẳng có phẩm chất hấp dẫn nào vì vậy lúc này thế giới cần cô mà cô cũng cần thế giới đường khả hinh nháy mắt không hiểu nhìn về phía ông ấy Trang hạo nhiên đúng ở một bên, mỉm cười, không lên tiếng. Lời này có nghĩa là, đường khả hình không hiểu nhìn về phía Vitus. Không hiểu, liền từ từ thấm vào đầu đi. Vitus nói cho hết lời, liền lạnh lùng bước qua bên cạnh cô, cất bước rời khỏi. Đường khả hình xoay người, nhìn về phía thân hình to lớn, bóng lưng nghiêm nghị của Vitus nhớ lại lời ông vừa mới nói kia, giờ khắc này, thế giới cần cô, mà cô, cũng cần thế giới. Những lời này, rất quen thuộc, đôi mắt khẽ chấp, đột nhiên nhớ lại khi còn bé, cha mặc trang phục màu trắng của đầu bếp, đem một phần mì xào, tách ra làm mấy hộp, đặt ở trên bếp lò, khi đó, chính mình không hiểu chuyện, nhìn về phía cha kỳ quái hỏi cha, vì sao người mỗi ngày đều làm rất nhiều suất ăn, rồi đưa cho những người xin cơm. Cha khi ấy, một bên cầm đúa, nhẹ gấp lấy sợi mì, bỏ vào chiếc hộp cuối cùng, mới mềm giọng nói, bởi vì bọn họ cần giúp đỡ. Vậy bọn họ vì sao không tự mình kiếm ăn? Cha quay đầu, nhìn về phía đường khả hinh, mỉm cười nói, trên thế giới này, còn có rất nhiều người, có đôi khi, bất đắc dĩ buông thả chính mình, nhưng đó giống như thống khổ, cha để bọn họ ăn, phát hiện cuộc sống của bọn họ, thực sự chỉ có thể tiếp nhận ở thời điểm này, đây là một loại thê lương không còn cách nào khác, cũng bởi vì nhìn thấy bọn họ không có lựa chọn nào khác này, chúng ta càng phải quý trọng cuộc sống của chính mình. Lập tức à. Đúng vậy, cha nhìn con gái lại nhẹ nhàng yêu thương khẽ vuốt cái gáy của cô mỉm cười dạy bảo có đôi khi thế giới cần ta mà chúng ta cũng cần thế giới cho đi tức là nhận lại cần tức là được cần trả giá tức là đạt được đau khổ tức là hạnh phúc đường khả hình đôi con ngươi trong nháy mắt đỏ bừng nhìn về bóng lưng vitus đang từ từ đi xa thân ảnh vẫn như cũ vĩ đại quật cường cô đột nhiên nghẹn ngào đi lên kêu to tôi hiểu được tôi hiểu được cảm ơn người thầy cảm ơn người Vitus nghe thấy, nhưng sắc mặt lại vẫn như cố cứng ngắc đi về phía trước. Một chiếc Land Rover theo gió mà đến, lướt qua từng cánh hoa hồng phấn mỏng manh. Tô Thủy Kỳ nắm tay lái, nhìn thấy Đường Khả Hinh khóc đi tới, anh tức thời dừng xe, mở cửa xe, nghi hoặc lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi: Khả Hinh, em làm sao vậy? Đường Khả Hinh dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cũng hơi nghiêm túc đi lên phía trước nói, cậu chủ Tô, ngài qua đây là. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nói, đưa Khả Hinh đến bệnh viện, trả lại cho cô ấy một gương mặt hoàn mỹ. Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn về phía anh, lập tức cắn môi dưới, hai tròng mắt trở nên dũng cảm, đúng vậy, nếu như không giống quá khứ thì thế nào? Dù trên mặt có vết sẹo, vẫn cứ theo đuổi khát vọng của đời người. Chương 483, nhờ anh mới có ngày hôm nay sau khi cơ thể như mạt khôi phục, Tô Thủy Kỳ liền rời khỏi bệnh viện thuộc quyền quản lý của tập đoàn Á Châu, chậm rãi trở lại bên trong bệnh viện cao cấp nhất cả nước. Chiếc Land Rover thong thả chạy về phía trước. Mùa xuân tới, ánh mặt trời ấm áp, hai bên đường phố tràn ngập bầu không khí tươi mát, vui vẻ. Đường khả hình tựa vào lòng nhã tuệ, ngồi ở phía sau xe, nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài, có một cô gái trẻ, mặc cái áo ba lỗ màu trắng, váy ngắn màu xanh, bên ngoài khoác một cái áo lông thỏ, Mái tóc rối tung được buộc lên, đeo một chiếc bông tai bằng bạc cực lớn, tay cầm một chiếc bánh, xé, vừa ăn cùng bạn bè, vừa nói nói cười cười. Cuộc đời một người khỏe mạnh là như vậy. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô gái kia, hai chồng mắt hiện lên một chút xúc động vui vẻ. Tuy rằng Nhã Tuệ cũng khẩn trương nhưng vẫn nhẹ kéo tay Đường Khả Hinh, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ đang lái xe, tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về phía trước, từ đó có thể đoán được anh đang hết sức chú ý một chiếc xe thể thao Mercedes màu xám từ phía sau đuổi theo. Trang hạo nhiên ngồi ở trong xe, nhìn chiếc Land Rover đang chạy phía trước, nó giống như chủ của nó vậy, ổn định, trầm tính, hơi nhớ tới sau khi tháo băng gạc, anh nặng nề thở hổn hển, nắm chặt tay lái, tiếp tục lái xe về phía trước. Không bao lâu sau, chiếc Land Rover màu đen chậm chạp tiến vào bệnh viện, đi qua chỗ suối phun nước tung bọt trắng xóa, tạm dừng ở trước đại sảnh bệnh viện, trước tiên Tô Thủy Kỳ dừng xe đi xuống, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ đường Khả Hinh và Nhã Tuệ xuống. Bệnh viện này là bệnh viện trước kia anh đã từng làm sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn vào bên trong đại sảnh rực rỡ và tòa nhà màu trắng huy hoàng như vậy. Ưm, ừ, Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, trước đây vốn chưa từng nghĩ đến việc trở lại đây, nhưng vì có một người bạn tốt mời đến nên đã trở về. Đường Khả Hinh mỉm cười gật gật đầu, trong lòng đột nhiên lại nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt quả thật là có chút sợ hãi đi thôi không có việc gì nhã tuệ đỡ đường khả hinh mỉm cười đi lên cầu thang đường khả hinh đành phải gật gật đầu hai người tô thủy kỳ cùng trang hạo nhiên cùng nhau đi đến đại sảnh bệnh viện y tá trưởng nhìn thấy tô thủy kỳ lập tức đi qua mỉm cười cung kính nói bác sĩ tô ngài đã tới ưng um, chấm ngoặc kép tô thủy kỳ lên tiếng trả lời dẫn đường khả hinh đi về phía phòng ngoại khoa yên lặng dẫn cô đi vào phòng vip rồi một lần nữa tự mình cầm hồ sơ bệnh án của cô kiểm tra thì đường khả hình lại đứng ở bên ngoài phòng bệnh không chịu đi vào mọi người cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía cô đường khả hình đứng ở bên cạnh cửa cúi đầu trầm tư nửa ngày mới chậm rãi xoay người lại trang hạo nhiên nhìn về phía cô đường khả hình nháy mắt mấy lần cảm giác cổ họng mình khô khốc nuốt một ngụm nước bọt mới nắm chặt ống tay áo nhỏ giọng nói với anh hôm nay cảm ơn anh đã đi theo em trang hạo nhiên sửng sốt nhìn về phía cô nói à đường khả hình cảm giác trái tim càng lúc càng khó chịu giống như bị bóp chặt nhưng vẫn kiên định như cũ nói em muốn cùng bác sĩ tô và nhã tuệ đi đối mặt với chuyện này trang hạo nhiên ngạc nhiên nhìn về phía cô nhã tuệ và tô thủy kỳ cùng nhau trầm mặc nhìn về phía cô đường khả hình cắn chặt răng kiên trì nói giống như ba năm trước đây ở bên cạnh em chính là hai người bọn họ hiện tại em chỉ muốn hai người bọn họ cùng em khả hinh nhã tuệ có chút khẩn trương nhìn về phía đường khả hinh đôi mắt đường khả hinh lóe ra ánh sáng kiên định trang hạo nhiên nhìn thật sâu về phía gương mặt kiên quyết của đường khả hinh do dự hồi lâu đành phải lên tiếng trả lời được rồi anh ở bên ngoài chờ không đường khả hinh lại xác định nói xin anh rời khỏi bệnh viện trang hạo nhiên có chút nghi ngờ nói với cô vì sao không có bất kỳ lý do gì, hãy để em tự mình mặt đối với chuyện này đi. Đôi mắt Đường Khả Hinh hiện lên một tầng nước mắt. Trang Hạo Nhiên không biết làm sao, đành ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ đành phải cười một tiếng với anh, hy vọng anh có thể tôn trọng nguyện vọng của Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lại do dự một chút, đành phải cười khổ nói, "Được rồi. Anh rời đi trước, nhưng mà em đáp ứng anh, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không thay đổi, được không?" Đường Khả Hinh gật đầu. Trang Hạo Nhiên lại lo lắng nhìn cô một cái, nhưng đành phải thỏa hiệp vươn tay ra nắm tay Tô Thụy Kỳ mỉm cười. Hai người đàn ông giữa thiên ngôn vạn ngữ lại không nói được gì, cả hai đều không nói gì nhưng có một số việc lại ngấm ngầm giao cho người kia. Anh đi đây, bảo trọng, Trang Hạo Nhiên nói xong, một thân một mình, mất mát xoay người rời đi, trên mặt bộc lộ biểu tình lo lắng cùng bận tâm, ánh nắng trải dài kéo xuống thân ảnh cô độc của anh. Khả Hinh, tại sao lại muốn như vậy? Nhã tuệ nhìn về phía đường khả hình, thực sự rất không hiểu nói, tổng giám đốc trang thực sự rất quan tâm cô. Đường khả hình ngẩng đầu, ôn nhu nhìn về phía thân ảnh cô đơn của trang hạo nhiên, yếu ớt nói, tôi vĩnh viễn không quên được, ba năm trước đây, sau khi tôi bị hủy. Dung, thống khổ rất nhiều, yêu thương rất nhiều, tuyệt vọng rất nhiều, tôi lúc đó rất đau khổ, anh ấy cũng rất đau khổ, tôi đau đến phát khóc, anh ấy cũng đau đến phát khóc, anh ấy thay tôi gánh chịu rất nhiều thật nhiều chuyện, hôm nay, tôi mặc kệ tháo băng gạc, không biết gương mặt còn có thể khôi phục lại như cũ không, nếu như không thể khôi phục lại, tôi cũng không muốn anh ấy giống như tôi, nhận lấy loại đau thương tuyệt vọng mà tôi phải chịu sau khi bị hủy dung. Nhã tuệ đau lòng nhìn về phía đường khả hình. Tô Thụy Kỳ an ủi nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười, nói, nếu như em hy vọng chính mình có thể gánh vác được một chút, như vậy, hiện tại đi vào thôi. Đường khả hình quay đầu nhìn về phía anh, khẽ gật đầu. Ba người đồng thời đi vào phòng bệnh. Y tá trưởng dẫn hai hộ sĩ, cẩn thận đẩy xe đi vào, phía trên có một cái kéo, nước, thuốc, băng gạc cầm máu, dụng cụ. Tô Thủy Kỳ về phòng làm việc của mình trước, đổi lại thuốc khử trùng sau áo bác sĩ, lại bình tĩnh đứng ở trước bồn rửa tay rồi ngay lập tức dùng nước rửa tay sạch sẽ, phụ tá lập tức mở máy hong khô tay cho anh, sau đó nhận lấy đôi găng tay trong suốt từ trong tay phụ tá, nhẹ nhàng đeo lên. Mặc kệ việc này có phức tạp hay không, nhưng để đề phòng tương lai có thể sẽ xuất hiện chuyển biến xấu, tất cả dụng cụ đều phải chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí. Đi thôi." Tô Thủy Kỳ nói xong, liền lạnh lùng đi vào phòng làm việc, sau đó rẽ sang, đi tới phòng VIP của Đường Khả Hinh, nhìn thấy cả người cô đã ngồi ngay ngắn ở trên giường, mái tóc ngắn được buộc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, dán băng gạc, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, vẻ mặt anh nghiêm túc, đi tới trước mặt cô, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía anh, có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Tô Thủy Kỳ không nói gì nữa, chỉ là cầm lấy cái kéo đã khử trùng từ tay phụ tá, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, vì cô mà cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống lớp băng gạc bên ngoài. Đau. Sắc mặt Đường Khả Hinh lập tức tái nhợt, không khỏi nhớ lại cảm giác thống khổ lúc vết thương hình thành, Nhã Tuệ lập tức đến trước mặt cô, cũng vô cùng khẩn trương nắm chặt tay cô, nhìn Tô Thủy Kỳ kéo từng lớp băng gạc xuống. Cẩn thận từng tí từng tí đặt ở giữa khay, cô cảm thấy trái tim của mình đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Tô Thủy Kỳ cầm lên một cái kìm nhỏ, quay mặt nhìn về phía đường Khả Hinh chỉ còn lại một lớp băng gạc mỏng cuối cùng. Anh im lặng không lên tiếng, cẩn thận từng chút một. Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của đường Khả Hinh, dùng cái kìm, nhẹ kéo băng gạc dính vào da thịt trắng nõn của cô, từng chút từng chút, cẩn thận kéo. Ba phụ tá cùng nhã tuệ cũng khẩn trương nghiêng mặt nhìn. Tô Thủy Kỳ nhíu chặt mi tâm, cầm cái kìm lên, cẩn thận nhẹ nhàng mà kéo xuống băng gạc dính chặt, cho đến vị trí phía dưới khuôn mặt, rốt cuộc lột xuống một lớp cuối cùng, băng gạc nhẹ nhàng rơi xuống, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương mà nóng nảy nhìn về phía má trái của Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ cũng lập tức thật khẩn trương thay đổi một cái phương hướng, nhìn về phía má trái của Đường Khả Hinh, cô đột nhiên kích động thở dài, hai tay che chặt miệng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Ba phụ tá cũng cố gắng nhìn về phía cô. Đường khả Hinh nhìn về phía biểu tình kỳ quái của mọi người, lòng của cô bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, theo thói quen cảm thấy buồn nôn, khiến cho cô trong nháy mắt sợ hãi, hai mắt nhanh chóng lưu truyền, chưa kịp hỏi gì đã nhanh chóng cầm lấy cái gương ở bên cạnh giường, kích động dơ lên trước mặt mình, nhìn về phía trước. Cô sửng sốt, nhìn về phía cô gái trong gương mà sững sờ rơi lệ, giống như là chính mình ba năm trước. Đây, ngưng mắt nhìn chính mình thật lâu, lộ ra biểu tình đã lâu không gặp, kích động có, kinh ngạc có, vui mừng cười. Cô khỏe không, đã lâu không gặp, thanh âm ngọt ngào đáng yêu, đột nhiên từ trong gương truyền tới. Đường khả hình rơi nước mắt, nhìn chính mình trong gương, hai tròng mắt phiếm lệ, cái mũi cao nhọn có đường cong xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai gò má ửng đỏ, giống như mỹ nhân ngủ say, rốt cuộc tỉnh lại. Vết sẹo đã ở cùng mình rất nhiều năm kia, rốt cuộc đã biến mất, đây giống như là một giấc mơ, một giấc mơ nhẹ nhàng. Ngón tay không xác thực chạm nhẹ vào má trái, cảm giác được da thịt trơn mềm còn có chút ấm áp, giống như bộ dạng lúc mình còn 19 tuổi. Tôi không tốt, ba năm này, bởi vì rất nhớ cô, vẫn luôn không tốt. Cô gái trước gương, nhìn về phía cô, gương mặt run rẩy, nước mắt kích động liên tục rơi xuống, thật khó nói. Không sao cả, tất cả đều đã qua, tôi đã trở về. Tôi xinh đẹp của ngày xưa đã trở về, sau này tôi cùng cô, giống như con bướm, vô tư vô lự, vui vẻ bay nhảy. Cô gái ngọt ngào trong gương, chỉ mới 19 tuổi, ánh mắt sáng sủa, vui vẻ mà tràn ngập nhiệt tình nhìn về tương lai phía trước, hài lòng cười, nói, hãy cố lên. Tựa như tôi của quá khứ vậy, vì tất cả, cố lên. Đường khả Hinh nhìn về phía mình trong gương, đột nhiên ngửa mặt lên nhìn về phía nhã tuệ, qua một tiếng, kích động rơi lệ khóc giống lên. Nhã tuệ cũng kích động ôm chặt đường khả Hinh cảm động cười nghẹn ngào nói khả hinh đều đã qua tất cả đều đã qua mặt của cô đã khôi phục rất đẹp thực sự rất rất đẹp đường khả hinh tựa vào trong lòng nhã tuệ xúc động run rẩy ôm chặt cô cảm động khóc nói con đường này tôi đi thật là cực khổ con đường này anh ấy và tôi cũng đi thật cực khổ nhã tuệ khóc không thành tiếng chỉ biết ôm chặt đường khả hinh kích động rơi lệ tô thủy kỳ đứng ở một bên mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh nhớ tới 3 năm trước đây, khi lần đầu nhìn thấy cô mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đứng ở dưới cây đa, bi thương mà tuyệt vọng nhìn về phía chính mình, ánh mắt lạc lóng, trống rỗng. Nhớ lại lúc trước, anh đột nhiên muốn cười, hai chồng mắt hiện lên nước mắt, cảm thán sinh mệnh biến đổi thất thường. Đường Khả Hinh vừa khóc vừa xoay người, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, người đàn ông này mặc áo blue trắng giống như 3 năm trước đây, biểu tình thản nhiên, nhìn về phía mọi người, bình tĩnh, lại vô cùng khoan dung, nội tâm cô tê dần, bỗng nhiên đứng dậy, nhào tới trước mặt Tô Thủy Kỳ, nước nở nói cảm ơn anh, Tô Thủy Kỳ, cảm ơn anh. Tô Thủy Kỳ đè xuống kích động, ôm chặt đường khả hình, cảm thán nói, đều đã qua. Sau này sẽ tốt hơn, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, em vĩnh viễn chính em lúc ban đầu. Tin tưởng anh, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Đường khả hình tựa vào trong anh, kích động gật đầu, lại cười cảm ơn, cuối cùng nước mắt lại chảy xuống, dọc theo má trái phân nộn, trượt tới cằm tách. Vang lên như thanh âm của hy vọng, hòa vào trong gió, yên tĩnh rơi vào hồ nước khơi dậy những gợn sóng lăn tăn. mươi 484, các người đoán hắn là ai? Gió, nhẹ thổi. Tòa nhà màu trắng, nơi đây ngày xuân ánh mặt trời chiếu xuống, rực rỡ như vậy. Đường khả hình đem tóc ngắn ngang vai, búi cao kiểu đuôi ngựa, chỉ để lại trên trán vài lọn tóc, đôi mắt to long lanh sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, nụ cười trong sáng rực rỡ như những giọt sương sớm. Thực sự khác biệt, y tá trưởng nhìn về phía đường khả hình mặc áo sơ mi trắng, quần đùi màu đen, áo khoác nhỏ, tóc búi cao, không giống như lúc đến, tóc ngắn che mặt, hết sức nặng nề, giờ phút này, trông cô đặc biệt tươi sáng, xinh đẹp, giống như chính cô phải ở độ tuổi này, tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn. Nhã tuệ vừa lau đi nước mắt trên mặt, vừa cầm dây len có nụ hoa màu trắng nhỏ tròn tròn, đi tới trước mặt đường khả hình, kích động vì cô định buộc lại mái tóc đuôi ngựa, lại nắm chặt bả vai của cô, đem cô từ trên xuống dưới nhìn một cái, nhịn không được vừa khóc vừa cười nói, rất đẹp. Thực sự rất đẹp. Đường khả hình rơi lệ nhìn về phía nhã tuệ vẫn bao bọc, che chở cô bao ngày qua, ánh mắt đầy vui sướng kích động, lại một trận cảm kích vươn tay, ôm chặt người bạn tốt, cảm động cười rộ lên nói cảm ơn chị, nhã tuệ, thực sự, cảm ơn chị. Nhã tuệ cũng ôm chặt khả hình, cũng rơi nước mắt cười. Được rồi, bác sĩ tô của chúng tôi cũng đợi bên ngoài khá lâu rồi. Y tá trưởng nhìn về hai người bên này vẫn đang kích động, mỉm cười nói ra một câu. Hai người nhìn nhau cười, đường khả hình đầu tiên nhanh chóng đi tới cửa, ầm một tiếng mở cửa, kêu to Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ đã đổi lại quần áo bình thường, nhìn về phía làn da của đường khả hình sau một thời gian điều dưỡng, chăm sóc, đang mỉm cười đứng ở trước mặt mình, tóc đuôi ngựa buộc cao nhẹ nhàng mà khoan khoái, tươi cười sán lạn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to linh động, lấp lánh như sao, sáng ngời động lòng người, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng khỏe mạnh trắng bóc. Thì ra đây là bộ dáng của cô lúc 19 tuổi khi chưa bị hủy dung, giống như tinh linh, đẹp đẽ, say lòng người, kỳ thực tôi vẫn luôn suy nghĩ bộ dáng của cô 3 năm trước đây là như thế nào. Nguyên lai like là như vậy. Tô Thủy Kỳ mỉm cười đầy dịu dàng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng kích động nâng lên khóe môi nhìn về phía anh, giọng nói ngọt ngào trong veo, anh chờ đã lâu rồi sao? Tô Thủy Kỳ nhìn cặp mắt to sáng ngời động lòng người của cô, phát ra những tia sáng của thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, mỉm cười nói, đúng vậy. Cũng đã lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Vậy đi thôi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thoáng cái ôm chặt cánh tay Tô Thủy Kỳ, cười nói. Ưm, um, Tô Thủy Kỳ mỉm cười gật đầu. Nhã tuệ đi đến, cố ý nhìn về phía hai người bọn họ, cười nói tốt, đường khả hình, cô thật không có tình người nha. Đường khả hình thoáng cái xoay người, nhìn về phía nhã tuệ, tức khắc ha ha cười to, đi tới bên cạnh cô ấy, kéo tay cô, hăng hái nói, nào có. Chị là tâm can bảo bối của tôi, tôi thế nào lại không quan tâm tới chị được. Trong ba năm này, phần lớn thời gian, đều là mọi người ở cùng tôi, làm khó cho mọi người rồi. Tô Thủy Kỳ cùng nhã tuệ đồng thời cười rộ lên, cùng nhau đi về phía trước. Phía trước có một người đàn ông, trên người mặc áo blue trắng, mắt đeo kính, khuôn mặt đẹp trai nho nhã, cầm trong tay hồ sơ bệnh án, vừa từ phòng làm việc của mình đi ra, bắt đầu đi tuần tra phòng bệnh. Văn Kiệt, Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhìn về người đàn ông phía trước, gọi nhỏ. Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt xoay người, thấy là Tô Thủy Kỳ, liền mỉm cười, nói, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao, thế nào lại đến bệnh viện. Vẫn không yên lòng về bệnh nhân kia sao? Tô Thủy Kỳ cười nói, tôi đưa bệnh nhân qua đây tháo băng gạc, mặt của cô ấy vừa mới khôi phục. Hàn Văn Kiệt nghe vậy, liền hơi xoay mặt, nhìn về phía cô gái bên cạnh anh, quần áo nhã nhận lịch sự, đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt to lanh lanh như nước đầy mộng ảo, lóe sáng, đôi môi cười rộ lên, thật ngọt ngào, tóc đuôi ngựa búi cao, tràn đầy sức sống. Khả Hinh, nhã tuệ, vị này chính là bạn tốt của tôi ở bệnh viện, bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất bệnh viện, cậu ba nhà họ Hàn, bác sĩ Hàn. Tô Thủy Kỳ mỉm cười giới thiệu. Hàn Tiên Sinh, xin chào." Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ vui vẻ nhìn về phía Hàn Văn Kiệt, đồng thời tôn kính gật đầu, kêu nhỏ. "Các vị, xin chào." Hàn Văn Kiệt cũng lễ phép nhìn về phía các cô, mỉm cười, rồi mới nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, rất trách nhiệm hỏi, "Tháo băng gạc, tất cả không có vấn đề gì chứ?" "Không có vấn đề." Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói. "Cả nước cũng chỉ có cậu mới chữa lành được vết sẹo này." Hàn Văn Kiệt nhìn về phía anh, nhàn nhạt cười nói đừng nói lời khách sáo, có thời gian thì ăn cơm, chúng tôi đi trước đây. Tô Thủy Kỳ hôm nay tâm trạng thực tốt. Được, Hàn Văn Kiệt lên tiếng trả lời, nhìn về phía đường khả hình các cô cũng mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp rời khỏi. Nhã tuệ xoay người, nhìn về phía Hàn Văn Kiệt bóng lưng anh Tuấn xuất sắc, đột nhiên hỏi, cậu ba nhà họ Hàn, chính là Hàn Thị Tam thiếu ra sao? Ừ, Tô Thủy Kỳ gật đầu cười nói. Trời ạ! À anh trai của hắn thế nhưng là ông trùm bất động sản thế giới nha. Bên dưới còn có các cửa hàng rượu, cũng nhiều đếm không xuể. Nhã tuệ nhịn không được nói. Đường khả hình nghe thấy, nhịn không được quay đầu lại, tò mò nhìn về bóng lưng Hàn Văn Kiệt đã đi xa. Di si động lúc này vang lên. Nhã tuệ nhanh chóng tiếp điện thoại, là giọng nói của Trần Mạn Hồng, cô lập tức hớn hở nói, Mạn Hồng. Tôi nói cho cô biết, mặt của khả hình đã khôi phục. Chấm 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 chấm, đúng khôi phục rồi, cảm ơn cô, ưng, ưng, được, chúng tôi lập tức sẽ tới. Chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, tò mò hỏi. Nhã Tuệ nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười nói, Mạn Hồng hỏi mặt của cô khôi phục thế nào, tôi nói rất tốt, cô ấy liền nói chúc mừng cô, để ăn mừng khuôn mặt cô khôi phục, đưa cô đến Gucci, Chi, chọn vài chiếc váy, tham dự lễ cưới của cô ấy. Ách, không cần đâu, đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, có chút ngượng ngùng cười nói, tùy tiện là được. Cái này làm sao có thể tùy tiện được? Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cô phải biết, lần này Phó tổng giám đốc Tàu và Mạn Hồng cử hành hôn lễ, thế nhưng là việc trọng đại của hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu, đây là lần đầu tiên hai tập đoàn cùng chung một lòng, chủ tịch của chúng ta cũng muốn mượn cơ hội này, làm sáng tỏ tin tức bất hòa với tổng giám đốc, cho nên hết sức long trọng, đến lúc đó tham dự hôn lễ, có không ít nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị mà người làm chứng cho hôn lễ chính là tổng giám đốc tưởng và trang hạo nhiên cô nói cho hết lời lập tức có phần cố kỵ nhìn về phía đường khả hình đường khả hình hai tròng mắt nhẹ chấp sắc mặt hơi hòa hoãn lại nhìn về phía nhã tuệ mỉm cười nói nếu như là vậy thì thật là phải chọn lễ phục thích hợp đấy là đương nhiên cô bây giờ đã xinh đẹp như vậy mặc váy vào không biết có bao nhiêu xinh đẹp nữa nhã tuệ lập tức cười nói đường khả hình cũng nhịn không được nứa cười rộ lên lúc này tô thủy kỳ dừng tại chỗ nhìn về phía đường khả hình mỉm cười nói có phải hay không là em rất muốn gọi điện thoại báo cho người vừa mới bị em đuổi đi anh đoán cậu ta hiện tại hẳn là đang lo lắng cho em lòng như lửa đốt đường khả hình nghe vậy hai mắt xẹt qua một tia ôn nhu đột nhiên cười phòng làm việc tổng giám đốc trang hạo nhiên ngồi ở trước bàn làm việc lưng tựa vào ghế ra cầm bút máy chẳng có tâm tư nào mà đi nhìn tài liệu, chỉ là trái vừa gõ mặt bàn, phải lại gõ mặt bàn, không hề có tinh thần. Tiếng gõ cửa vang lên. Trang hạo nhiên cũng không trả lời, nhớ lại lúc đường khả hình đuổi chính mình rời đi, biểu tình kiên quyết cự tuyệt kia, anh nặng nề thở một cái, rất lo lắng, nhưng chỉ còn cách là phải tôn trọng ý kiến của cô. Tiêu đồng cũng không chờ người ở bên trong đáp ứng, chính mình đẩy cửa đi vào, nhìn Trang hạo nhiên nói, lão đại. Bộ phận hành chính, bộ phận thị trường muốn liên hoan ở công ty Á Châu, muốn anh phê duyệt. Ưm, ừ, Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí, tay cầm bút máy, tay vẫn như cũ không ngừng gõ. Phát bao nhiêu? Tùy tiện. Thế rốt cuộc là phát bao nhiêu? Tôi đã nói là tùy tiện, ánh mắt Trang Hạo Nhiên lại di chuyển. Tiêu đồng nhìn về phía bộ dáng của anh như vậy, liền nhịn không được hít mắt cười, đùa anh nói, nếu không, một bàn phát 30 vạn đi. Trang Hạo Nhiên tròng mắt, rốt cuộc khôi phục lại tinh thần nhìn về phía tiêu đồng nói thẳng tổ tông của tôi chưa lại chút tiền cho tôi được không tương lai tôi còn cần tiền mua đồ cưới cho cô đấy tiêu đồng nhịn không được bật cười nói gọi anh lại không trả lời ai chớ phiền chính cô đi làm đi việc nhỏ ấy mà cũng phải tìm tôi trang hạo nhiên không muốn nói chuyện cầm tài liệu muốn tiếp tục phê duyệt vậy ba vạn một bàn tiêu đồng nhìn về phía anh nhớ lại bình thường đều như vậy nói ưm um, trang hạo nhiên trực tiếp gật đầu vậy tôi ra ngoài đây gần đây bận muốn chết lễ cưới của tào anh kiệt tôi còn muốn làm phù dâu đây váy còn chưa có đi thử tiêu đồng quay người đi ra trang hạo nhiên đầu cũng không ngẩng lại nhịn không được vừa nhìn tài liệu vừa cười nói tôi khuyên cô vẫn là đừng làm phù dâu cẩn thận không ai thèm lấy quá đáng tiêu đồng phịch một tiếng đóng cửa lại trang hạo nhiên cười rộ lên nghĩ chuyên tâm nhìn tài liệu, di động lại vào lúc này vang lên, anh lập tức buông bút máy, cầm di động lên, alo một tiếng. Giọng nói của Nhã Tuệ từ đầu kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên một trận vui sướng cười nói, có thật không? Ưm, um, thế nhưng tôi có chuyện, nghĩ muốn nhờ anh. Nhã Tuệ đứng ở trước cửa sổ của một cửa hàng váy xa hoa thời thượng nhất, quay đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh đang đứng ở đó thử lễ phục, liền mỉm cười nói, vừa rồi khi tới đây ánh mặt trời còn rực rỡ như vậy, thế nhưng bây giờ trời có chút âm u, tôi đoán là trời muốn mưa, cậu chủ tôi nhất thời có chút việc, đi rồi, cho nên anh có thể qua đây đưa chúng tôi về nhà không, ở đây taxi lái không tốt lắm. Tôi lập tức đến, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên ngay lập tức cúp điện thoại, cầm lấy âu phục, mặc vào, bước nhanh ra ngoài. Lão đại, đây là đơn phê duyệt, tiêu đồng đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang sốt ruột đi về phía trước kỳ quái nghĩ, người này lại làm sao nữa. Nhã tuệ cầm di động, đứng ở một bên, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nơi đường phố ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, xe đến xe đi, đông đúc ồn ào, lộ ra phồn hoa sầm uất, mỉm cười một cái. Gọi điện thoại cho tổng giám đốc sao, đường khả hình bóng dáng màu lam nhạt, giọng nói từ bên kia truyền đến. Ưm, um, anh ấy qua đây rồi hả? Ưm, um, nhã tuệ nhìn về phía bóng lưng của cô mỉm cười. Đường khả hình quay mặt sang, nhìn từng món đồ trang sức quý giá sang trọng bầy ở trước mặt, cũng dịu dàng cười. chương 485, chiếc ô nhỏ. Giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ. Đường phố dập bóng cây, xe cộ đi lại, ồn ào huyên náo. Trang hạo nhiên mở ra cửa xe, làn gió mát rượi lùa vào, chiếc xe thể thao nhanh chóng chạy tới trước cửa hàng, GUCII, dừng xe, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng này, kiến trúc ba tòa độc lập, Mặt tường lấy màu xám làm màu chủ đạo, bên trong là cửa kính, phản chiếu sự cao quý, anh dừng ở cửa chính tòa thứ hai nghĩ nghĩ, rồi tháo dây an toàn, đi xuống xe. Trong cửa hàng, nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi ra, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tôn kính gọi tổng giám đốc Trang. Ưm, ừ, Trang Hạo Nhiên đi vào cửa hàng xa hoa, nhìn thấy đều là các khách hàng nữ, đang ở đó chọn thời trang mùa xuân Paris mới nhất, anh không lên tiếng, quay người đi lên cầu thang hình xoay ốc mấy vị thiên kim tiểu thư kia, đứng ở trước muôn và những bộ váy rực rỡ sắc màu, nhưng mặt nhìn về phía trang hạo nhiên âu phục màu xanh đậm, như người đi lên cầu thang hình xoáy ốc, thân hình cao lớn đẹp trai, cũng không khỏi kêu nhỏ thiếu ra nhà ai mà đẹp trai như vậy. Bộ trang phục trên người anh ấy, hình như là do các bậc thầy về thiết kế làm đi, cả thế giới cũng chỉ có một bộ, do chính ngài ấy tự tay chế tạo, tôi chỉ nhìn thấy ở trên tạp chí một lần, còn đang thắc mắc có phải hay không là vì vị thiếu ra kia thiết kế. Người nào mà có thể mời được ngài ấy thiết kế?" Một vị tiểu thư nhẹ giọng nói. "Vị thiếu gia kia nhà ai?" Dẫn đầu một người đẹp hơi lớn tuổi, nhìn về phía người phục vụ của cửa hàng hỏi. "Tổng giám đốc trang của tập đoàn Hoàn Á?" Nhân viên phục vụ ngay lập tức nói. Ba người thở dốc vì kinh ngạc, khiếp sợ kêu lên "Trang. Trang Hạo Nhiên." Khó trách anh ấy mời được thầy các thiết kế cho, chỉ anh ấy thế nhưng là Trang Ngải Lâm, người đẹp đệ nhất phương Đông ở Paris đều là những vị khách quý trong tuần lễ thời trang Paris, em trai ở Anh quốc người đàn ông Hoàng Kim Phương Đông lại càng khiến chúng tôi trong lòng ngưỡng mộ. Anh ấy sao có thể đến cửa hàng của chúng ta? Mấy người lại bắt đầu sôi nổi bàn tán. Trang hạo nhiên đi lên lầu 2, nhìn về phía phòng khách màu tím nhà tôn quý, khắp nơi đều trưng bày những bộ trang phục thật đẹp trong tuần lễ thời trang mùa xuân ở Paris, có âu phục đầy nữ tính, còn có những chiếc váy công sở, đảo mắt nhìn đều không có thấy váy dự tiệc tổng giám đốc trang phiền ngài ở đây chờ một chút. Lầu ba là khu chuyên về lễ phục dự tiệc, chính là có ba vị tiểu thư đã bao chọn cả tầng, đang thử y phục. Nhân viên quản lý, mỉm cười đi tới, nhìn về phía trang hạo nhiên, mời anh ngồi ở trên sofa chính giữa phòng khách để chờ. Được, trang hạo nhiên hướng về phía sofa đi tới, ngồi xuống, giơ tay, nhìn đồng hồ, đã gần một một tiếng rồi. Nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí bưng một chai rượu xích Hà Châu năm 2000, cẩn thận đặt ở trên bàn thủy tinh. Không cần, tôi còn lái xe, Trang Hạo Nhiên phân phó. Vâng, nhân viên phục vụ nghe lời, tức khắc cầm lại chai rượu đỏ, sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi, lần nữa pha một ly trà thiết quan âm pha lẫn hoa nhài, cẩn thận khẽ đặt lên bàn thủy tinh trước mặt. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương ngồi ở trên sofa, tay nhẹ đặt lên mép ghế, ngón tay khẽ gõ, nhớ lại không biết đường khả hình thế nào rồi. Tổng giám đốc Trang tới rồi. Nhã tuệ từ trên lầu đi xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Ưm, ừ, Trang Hạo Nhiên tươi cười đứng lên, đi về phía Nhã tuệ, nói, vừa rồi công việc cũng không nhiều lắm. Anh vất vả rồi, chấm ngoặc kép, Nhã tuệ nhìn về phía anh, khẽ cười nói. Không vất vả, anh nói xong, nhìn về phía Nhã tuệ, có chút lo lắng hỏi, khả hình đâu. Cô ấy không sao chứ, khuôn mặt thực sự khôi phục sao. Nhã tuệ ngẩng đầu, Nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nét mặt khẩn trương, cười nói, cô ấy vừa mới đổi xong váy dự tiệc, đang xuống lầu, anh nhìn xem. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, khoảnh khắc nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang tới, liền ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thang hình xoắn ốc kia. Một thiếu nữ, tóc nhẹ buộc lên, tóc giả đen dài tới ngang eo, trên đầu đội mũ hoa màu trắng nhỏ cỡ lòng bàn tay, gương mặt sáng ngời, mắt hạnh mở to trong sáng long lanh như nước mùa thu, mũi thẳng dọc dừa nhẫn nhụi thật gợi cảm mê người, vẫn là cánh môi màu hồng nhuận trơn bóng, mỉm cười, liền như ánh trăng rằm, cô mặc váy dài chéo vai bó sát người lộ ra những đường cong tinh tế, chậm rãi đi xuống, đuôi váy hình bán nguyệt xếp chồng kéo dài trên mặt đất như ngàn cánh hoa nhỏ xếp thành, thướt tha theo từng bước chân cô tạo ra âm thanh nho nhỏ. Vai Trần cùng hai tay trắng nõn phủ một lớp sa mỏng, cao quý, long trọng mà nhẹ nhàng thoải mái, chân đi giày cao gót 12 phân, cẩn thận từng ly từng tí bước xuống cầu thang hình xoáy ốc trang hạo nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô sửng sốt đường khả hinh ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên cũng dịu dàng cười khuôn mặt nhỏ nhắn hai má phấn nộn đỏ ửng đôi môi đỏ mọng hé mở xinh đẹp khiến người khác không khỏi say mê trang hạo nhiên hai mắt nhìn kỹ nụ cười say lòng người này của cô trong nháy mắt hít thở không thông đường khả hinh vừa nhìn về phía anh vừa vịn cầu thang đi xuống dưới rốt cuộc cũng bước một bước cuối cùng hai chân đặt trên mặt đất đáy lòng tràn đầy sự biết ơn cùng thứ tình cảm nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vẫn như cố chăm chú nhìn đường khả hình tóc ngắn buộc gọn sau đầu, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu, da thịt trắng mịn, cằm nhọn khéo léo, có phần gợi cảm. Đây mới là một thiếu nữ xinh đẹp chân chính. Em hôm nay, có phải cao hơn một chút không? Đường khả hình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đột nhiên ngọt ngào cười, nói. Trang hạo nhiên hai chồng mắt lộ ra mấy phần ôn nhu, nhìn về phía cô, mỉm cười, đáp, ưng. Đường khả Hinh nghĩ ngợi, rồi mới nhìn trang hạo nhiên, có chút hiu kiều cười nói, vừa à rồi em đổi lại vách, lại bởi vì nó quá dài, em có chút chống đỡ không nổi, nhân viên phục vụ đã chuẩn bị cho em một đôi giày 8 phân, sau đó em hỏi cô ấy, tôi 1m61, cộng thêm 8 cm, là rất cao sao? Các cô ấy nói, cao gần 1m7, trong lòng em nghĩ nghĩ, còn chưa đủ, anh cao đến 1m9 cơ mà, thế là em liền chọn một đôi giày 12 phân. Anh xem." Cô nói xong, nhẹ nâng váy trắng lên. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn về phía cô nhấc lên làn váy, lộ ra đôi giày thủy tinh, quả nhiên thật là cao, đôi chân nhỏ trắng nõn, đặt trong đôi giày thủy tinh trong. Suốt, da sáng mịn màng, chân nhỏ đạp đạp vài cái có phần hồng lên, mắt cá chân cao, càng hấp dẫn mê người, anh ôn nhu cười. Đường Khả Hinh đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, dịu dàng như mộng nhu tình như nước cười ngọt ngào nói em biết em nhìn không cao cho nên sau này em muốn mua nhiều giày cao gót chút như vậy đứng ở bên cạnh anh có vẻ như không quá thấp trang hạo nhiên khẽ nâng mí mắt nhìn về phía đường khả hình khuôn mặt xinh đẹp trong đôi mắt anh tràn chứa bao tình cảm ôn nhu mà rung động hỏi vì sao lại muốn mang giày cao gót cao như vậy bởi vì anh hy vọng em lớn lên a em mặc dù chiều cao không có cách nào tăng thế nhưng tóm lại là em đã có biện pháp sẽ từ từ cao lên, cho đến có một ngày, có thể kiêu ngạo mà tự hào đứng ở bên cạnh anh, cùng anh xứng đôi, trong tương lai, khiến anh yêu mến hơn, mặc dù em không có cách nào, giống như anh ở bên cạnh em như vậy, là một ngọn núi lớn, như thế thì. Chấm, em nguyện một lòng làm chiếc ô nhỏ đi, đường khả hình nhìn về phía anh, khẽ nhếch cánh môi, đẹp đẽ tươi cười nói. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô mềm mại cười nói, chiếc ô nhỏ. Ừm, um, một chiếc ô nhỏ. Đường khả hình nhìn về phía anh, cười ngọt ngào nói. Ô nhỏ dùng để làm cái gì? Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, sao động hỏi. Đường khả hình cười nói, vì anh che gió chắn mưa a. À? Trang hạo nhiên hai tròng mắt, xẹt qua một tia ngọt ngào, nhìn cô, nhịn không được cười nói, ngoan như vậy. Đường khả hình lại lộ ra một chút biểu tình hờn dỗi, nhìn về phía trang hạo nhiên, cười nói, đương nhiên rồi. Ô nhỏ có bao nhiêu lớn? Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, lại ôn nhu hỏi đường khả hình nhẹ nhàng nghĩ nghĩ liền tiến một bước gần như tới sát lồng ngực của anh vươn bàn tay thon dài như ngọc nhẹ bịt hai tròng mắt của anh cười nói lớn như vậy trang hạo nhiên trong lòng khẽ động nhắm lại hai tròng mắt cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô nhẹ đặt lên đôi mắt mình đã hiểu rõ đó là toàn bộ thế giới tiếp tục nhớ mong đôi mắt anh kích động nhẹ chớp vươn tay khẽ nắm bàn tay nhỏ bé tinh tế của cô kéo xuống mở mắt ra mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ trước mặt đang cười ngọt ngào dịu dàng kia rung động nói hứa hẹn lung tung cũng không phải là chuyện đùa đường khả hinh lại mỉm cười nói em cũng đã từng vì hai hứa hẹn mà thiếu chút nữa lấy mạng của em thế nhưng em vẫn muốn hứa hẹn bởi vì hứa hẹn là một chuyện thật tốt đẹp trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía cô không lên tiếng lại hiện lên ý cười mấy phần kích động nhẹ nhàng thở một cái kéo cô nhẹ ôm vào trong lòng mặt cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhân viên phục vụ cùng nhã tuệ ngừng đầu, nhìn về phía hai người bọn họ ăn ý với nhau như vậy, tất cả đều trầm mặc đi xuống lầu. Trang hạo nhiên nhẹ buông thân thể mềm mại của cô ra, vươn tay, nhẹ nắm cái cầm của cô, hai tròng mắt ôn nhu lưu chuyển, tiếp tục nhìn về phía khuôn mặt hoàn mỹ. Đường khả hình ngẩng đầu, cũng rất dịu dàng mà mỉm cười nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cuối cùng nhẹ nắm bả vai lộ ra của cô, cúi xuống, ở trên má trái của cô, nhẹ hôn. Đường khả hình hai tròng mắt xẹt qua một chút thất thần, cuối cùng lại có chút cảm động. Trang hạo nhiên môi, khẽ chạm vào hai má trắng nõn của cô, đột nhiên lại kìm lòng không được, ôm hông mảnh khảnh của cô, khẽ hôn từ má trái của cô đến vành tai. Đường khả hình hai tròng mắt nhẹ chớp, thân thể lập tức mềm yếu, nhận thua, cả người đều bị một chút nhu tình của anh đánh bại, như sóng biển, bổ nhào về phía chính mình tức khắc hoảng hốt, ý loạn tình mê trang hạo nhiên hôn tới bên cạnh đôi môi cô đột nhiên tròng mắt nóng bỏng nhìn về phía cô khuôn mặt đường khả hình ửng đỏ rốt cuộc khôi phục một chút ý thức muốn đẩy anh ra trang hạo nhiên lại bá đạo ôm chặt thân thể của cô hôn lên trán của cô lại khẽ hôn má trái của cô từng chút từng chút một như vậy hôn xuống dường như dường như sau giờ ngõ ánh mặt trời nhẹ phủ xuống hai bóng dáng xếp chồng lên nhau giống như đang hôn môi nhẹ nhàng quấn quyết cùng một chỗ. Audio điện tử võ tấn bền chương 486, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng. Trên đường, chiếc xe thể thao chạy như bay. Trang hạo nhiên một tay nắm vô lăng, nhìn xe cộ trước mắt ngày càng nhiều, giảm tốc, sắc mặt bình tĩnh, hai tròng mắt xẹt qua một điểm tinh anh. Đường khả hình đổi váy, mặc lại quần áo bình thường, tóc đuôi ngựa vẫn như cũ buộc cao, lộ ra biểu tình nhàn nhạt, nhạt ngồi ở ghế kế bên tài xế, vừa chơi đùa con thiên nga bằng thủy tinh mà Trang Hạo Nhiên mua cho cô, thật đáng yêu. ở trên ngón tay giữa có đeo nhẫn, ánh mặt trời so chiếu, lóe ra những tia sáng lấp lánh ôn nhu. đèn đỏ sáng lên, Trang Hạo Nhiên lái xe dừng lại, tay có chút buồn chán nghĩ muốn nắm dây an toàn, ai biết tay đụng phải tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh vừa buông xuống, anh giật mình, nhanh tay rút trở về, tim như nhảy lên một nhịp run rẩy nói anh mới vừa rồi không có hôn môi a. À đường khả hình quay mặt sang nhịn về phía anh cười trang hạo nhiên sợ đến toát mồ hôi lạnh tay lau đi mồ hôi trên trán đèn xanh sáng lên trang hạo nhiên vội vã điều khiển xe một làn gió xuân thổi tới anh lập tức quay đầu nhìn về phía đường khả hình khẩn trương nói em cái tiểu nha đầu này trông xinh đẹp như vậy thật là làm cho người ta vui vẻ có hiểu không anh không phải anh trai em sao anh trai thơm em gái không được sao đường khả hình cúi đầu tiếp tục chơi thiên nga nhỏ bằng thủy tinh trong tay, đột nhiên mềm giọng nói, vịt con xấu xí là không thể nào biến thành thiên nga trắng được. Trang hạo nhiên vẻ mặt không hiểu, nhìn về phía cô, hỏi có ý gì. Đường khả hình quay mặt sang, nhìn về phía trang hạo nhiên cười nói, em nói, vịt con xấu xí cũng không có khả năng biến thành thiên nga trắng đi, cứ như việc anh hôn em, em cũng hiểu được, vẻ đẹp chỉ là trong nháy mắt. Em không có ảo tưởng, mình thật sự là thiên nga trang hạo nhiên nhìn về phía đường khả hình vừa muốn nói nói di động lại vang lên anh sửng sốt bật bluetooth ấn kết nối đeo tai nghe vào hỏi ai đấy đang ở đâu em lại không ở công ty trang ngải lâm giọng nói sắc bén chuyển đến trang hạo nhiên toàn bộ tinh thần chấn động nắm thật chặt tay lái nói ở bên ngoài tiếp đón bạn tốt đã xảy ra chuyện gì vậy ạ à? xe của chị bị hỏng tới đường chính đón chị giọng nói trang ngải lâm chuyển đến trang hạo nhiên vừa nghe thấy lời này bất đắc dĩ nói sao chị không gọi điện thoại cho tài xế để em gọi người qua đón chị chị nuôi em lớn như vậy em có thấy qua chị gọi tài xế sao trang ngải lâm lớn tiếng nói đầu bên kia tức khắc chuyển đến một giọng nói bén nhọn trang hạo nhiên cả người run lên một chút hình như sợ đến không hề nhẹ chỉ phải bất đắc dĩ nói được rồi em đến đón chị lấy địa chỉ của chị gửi vào máy cho em tốt Trang Ngải Lâm trong nháy mắt tắt máy. Trang Hạo Nhiên lúc này lái xe chậm rãi dọc theo đường lớn phía tây trung tâm thành phố chạy đi, vừa giảm tốc độ, vừa quay đầu hướng đường Khả Hinh mỉm cười nói: Khả Hinh, thật không may, anh có chút việc, có khả năng là không có cách nào đưa em về nhà được rồi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tò mò hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Trang Hạo Nhiên bật cười nói: không có việc gì, chính là, ưm anh phải đi đón chị gái của mình. Đường Khả Hinh hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nói, "Chị của anh về nước sao?" "Ừm." Uhm, Trang Hạo Nhiên lái xe, chạy đến trước tòa nhà thị chính trung tâm, chỗ đó có mấy chiếc taxi màu xanh đỗ lại. "Em muốn nhìn thấy chị ấy." Đường Khả Hinh lập tức cười đến ánh mắt cong cong, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Trang Hạo Nhiên lại cười khổ, nói, "Có cái gì tốt mà xem." Đường Khả Hinh thu lại sắc mặt hai mắt xẹt qua một tia thất vọng, nhìn anh nói có phải thân phận này của em là trèo cao với chị gái của anh. Trang hạo nhiên lái xe dừng lại ở bãi đậu taxi, quay đầu nhìn về phía đường khả hình đang cúi đầu kia, có chút bộ dáng của cô vợ nhỏ, cười rộ lên nói thân ái, em muốn trèo cao, cùng lắm chính là trèo cao với anh. Chứ chưa nói tới là trèo cao với chị ấy, chị ấy cũng không phải người nào. Đường khả hình trong lúc nhất thời có chút đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên, khổ sở nghẹn ngào nói em vẫn luôn muốn chị gái của anh chính là chị của em nha cho nên em sẽ rất thích rất thích chị gái anh nhưng là không có nghĩ đến anh lại còn nói chị ấy không phải là người nào của em cũng chính là em tự mình suy nghĩ nhiều rồi anh không phải là có ý này trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hình thở dài một hơi nói chị của anh chị ấy cũng không phải là người bình thường anh không phải đã nói với em sao tử hiền thấy chị ấy còn sợ đến muốn chết anh nói dối, Đường Khả Hinh không tin, ngồi ở vị trí của mình, tính tình đùa dẫn nói, anh khẳng định sẽ không nghĩ để em cùng chị ấy gặp mặt, bởi vì anh sợ bị em ném hết mặt mũi. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô một cái, thở dài một hơi, lại vẫn kiên trì điều chỉnh xe, cởi dây an toàn cho cô, nói, được rồi, đừng đùa nữa ha, mau trở về đi thôi, anh còn muốn đến đón chị ấy đây, đến, mang váy của em theo anh cư nhiên thực sự từ ghế sau cầm lên váy trắng và mũ nhỏ trong từ điển là mũ quả dưa mũ nhỏ mũ nồi em chịu vừa mới mua trong cửa hàng gucci nhét vào trong lòng đường khả hình khẽ đẩy cô xuống xe để cô gọi taxi không nghĩ đến anh quả thật làm như vậy đường khả hình ôm túi giấy của mình quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên anh thực sự nhanh chóng đi xuống xe muốn mở cửa xe cho mình cô lại một trận tức giận không muốn xuống xe đến nhanh xuống xe anh không có nhiều thời gian lắm, tới đón chị ấy trễ, chị ấy lại tức giận. Trang hạo nhiên muốn đem đường khả hình kéo xuống xe. Không muốn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình không nghe, ôm váy, chính là không muốn xuống xe. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cô, thật là không có cách nào, thở dài nói, bảo bối. Nghe lời, nhanh xuống xe, anh kêu taxi đưa em về nhà. Không muốn, đường khả hình chính là không muốn như vậy, ôm váy, một đôi mắt to, thật là sáng, thật quật cường đến không có cách nào. Trang hạo nhiên đứng ở cạnh cửa xe, bất đắc dĩ nhìn về phía người này, thở dài, nói, đừng náo loạn nữa, được không? Nhanh xuống xe, không muốn, em muốn nhìn thấy chị ấy. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình vẻ mặt ngang ngạnh nói. Trang hạo nhiên không làm sao được nhìn người này, mi tâm nhẹ nhíu, có chú không biết phải làm gì nói, chính em nói nha, em nói muốn gặp chị ấy, nếu như. Lát nữa, em bị bắt nạt sẽ không, đường khả hình ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên kêu to. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô, tính tình trẻ con, cười khổ, nói, được. Vậy đi thôi. Đường khả hình ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng thắt dây an toàn thật tốt, ngoan ngoãn ôm váy trắng của mình, ngồi ở chỗ cũ, mặt cười đến dịu dàng động lòng người, không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng này của cô, bỗng nhiên cười, chỉ đành ngồi trở lại vị trí, khởi động xe, nói, đi thôi. Đợi một lát thấy chị ấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ kỹ, không cần phải nói gì. Những chị ý rất độc, em chỉ cần yên lặng, có hiểu không? Vâng, đường khả hình vội vã gật đầu. Trang hạo nhiên nghĩ nghĩ, liền nắm tay lái, hơi đạp chân ga, xe thẳng về phía trước mà đi. Câu lạc bộ võ thuật, nằm ở bên cạnh tòa nhà chính phủ, ba tầng hết sức oai nghiêm, bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt tiếng thét to. Trang hạo nhiên nhanh chóng lái xe chạy đến trước cửa câu lạc bộ, dừng xe. Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà cao ba tầng, kỳ quái hỏi Trang Hạo Nhiên: "Chúng ta tới nơi này làm gì?" Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn vẻ mặt sướng sở của Đường Khả Hinh, nhịn không được cười nói: "Đón chị gái a, chị gái anh đến nơi này làm gì?" Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ là mở cửa xe, nói: "Xuống đây đi." Tiểu tổ tông, chị gái anh thích võ thuật, thỉnh thoảng sẽ tới để rèn luyện thân thể." "Ồ, Đường Khả Hinh cười rộ lên, nói, "Đã hiểu, em hồi bé còn từng bị cha bắt học taekwondo." Trang Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến, chỉ là đỡ cô xuống xe, cùng đi vào sân tập gần ngàn mét vuông kia, nhân viên phục vụ trực tiếp nói cho bọn họ biết Trang Ngải Lâm ở một căn phòng phía bên trái tầng 3. Đường vào thật dài, mặt tường gỗ tinh khiết, phát ra một loại khí tức thâm trầm Trang Hạo Nhiên cùng đường Khả Hinh đi tới tầng 3, bước trên sàn gỗ, trải qua một quãng đường dài, rốt cuộc cũng đi tới một căn phòng. Đường Khả Hinh hết sức chờ mong cùng Hiếu Kỳ đứng ở cạnh cửa, ôm váy trắng của mình, cùng Trang Hạo Nhiên đi vào bên trong vừa nhìn. A, à, một người đàn ông, người mặc võ phục màu trắng, khóe miệng tràn đầy máu, vẻ mặt thống khổ ở giữa sàn võ đài hơn trăm mét vuông, ngã xuống, vịn vào cạnh cửa, tay ôm ngực, thống khổ kêu. Đường khả Hinh nhìn về phía hắn, có chút bị dọa sợ, tức khắc ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy một người con gái, tuổi chừng 30, vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, tóc quan dài buộc gọn sau gáy, mặc võ phục màu lam đậm, nắm chặt hai quyền, liếc mắt thấy ba người đàn ông đang đi tới, hét to một tiếng, chạy như bay đến, tung người nhảy lên, nhanh như tia chớp, hai mắt lợi hại chợt lóe, hướng trước ngực ba người đàn ông đạp, liên tiếp ba cái, ở trên không trung xoay tròn một vòng 365 độ quay người giơ chân đạp thẳng vào đầu của ba người đàn ông bịch bịch ầm một tiếng a a a chấm than ngoặc kép ba người đàn ông đồng thời ngã trên mặt đất thống khổ ngửa mặt hét lên đường khả hình tròn mắt chừng không thể tưởng tượng nổi há to mồm a à, cuối cùng một người đàn ông chạy như bay đến giơ tay liền muốn cùng cô ấy so chiêu trang ngải lâm nhẹ nhíu mày cười chính là lúc người nọ muốn tiến đến lấy tốc độ xét đánh cũng tiến về phía trước, liền xoay 365 độ, ngay tại lúc người đàn ông đến gần, thân thể bay lên cao, hai chân kẹp chặt cổ của hắn, mắt chợt lóe, hét to một tiếng, mạnh mẽ xoay người, đem người đàn ông quật xuống mặt đất, khuỷu tay lại một kích chí mạng ở giữa giáng xuống. A, à, người đàn ông kia vì thống khổ phun ra một búng máu, cuối cùng choáng váng đến ngất đi. Toàn bộ võ trường yên tĩnh trở lại, trừ tiếng kêu khóc thảm thiết Đường khả hình run run rẩy rẩy nắm lấy túi giấy trong tay, trong mắt muốn rớt ra rồi, nhìn về phía hơn 10 người đàn ông ngã trên mặt đất, có chút hoa mắt chóng mặt. Chị, Trang Hạo Nhiên thấy nhưng không thể nói gì, có chút bất đắc dĩ kêu nhỏ chị gái. Trang Ngải Lâm nhanh chóng nghiêng mặt, trong tay không biết từ bao giờ đã cầm một cây đao nhỏ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đỏ mắt kêu to, vì sao đến trễ như vậy. Một cây đao sắc bén, như mũi tên nhọn phóng về phía trước, xẹt qua mặt Trang Hạo Nhiên, đâm thẳng vào khung cửa, lắc lư phát sáng ở trước mặt đường khả hình, cô nghiêng mặt vừa nhìn tiểu đao lợi hại kia, cách mình cũng không quá tám phân, sắc mặt lập tức tái nhợt, lòng bàn tay mềm nhún, túi giấy rơi xuống. chương 487, ánh mắt. Giữa sàn thi đấu, chống trơn. Hơn 10 người đàn ông vừa bị Trang Ngải Lâm đánh bại, mỗi người đều đứng ở phía sau Trang Ngải Lâm. Cô đang ngồi trên sofa đơn màu trắng sữa, vừa liếc mắt, nhìn về đường khả hình đang run rẩy đứng trước mặt mình, vừa nhận lấy ly trà táo đỏ nhân sâm mà hội trưởng đưa đến mở nắp trà thổi thổi mấy cái nhìn trà nóng màu vàng nhạt gợn nước lăn tăn mới cúi đầu nhẹ uống một hớp nhỏ bên cạnh vắt một chiếc váy trắng cùng cái mũ nhỏ đường khả hình cả người sắc mặt trắng bệch trên trán đổ mồ hôi lạnh ánh mắt run rẩy nhìn về phía trang ngải lâm biểu tình nhàn rỗi nhớ tới lúc cô ấy đem nhiều người giải quyết một lúc như vậy liền thờ cũng gấp cô liền sợ đến mức can đảm lúc trước đều biến mất không còn một chút một câu không dám hừ xem như đã hiểu vì sao chị trang ở bắc bán cầu thì tử hiền phải ở nam bán cầu rồi chính cô hiện tại chỉ nghĩ muốn rời khỏi trái đất trang hạo nhiên vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía dáng vẻ của chị gái tâm có chút hoảng hốt nghiêng mặt lại nhìn khả hình bên người trang ngải lâm liếc mắt nhìn tới trang hạo nhiên ngay lập tức quay mặt nhìn thẳng về phía trước lên võ đài của tôi có hai loại người trang ngải lâm nhẹ nhàng cẩn thận để chén trà trong tay xuống chậm rãi yếu ớt nói. Ý tứ của những lời này chỉ chính mình. Đường khả hình kìm lòng không được ngẩng đầu, liếc nhìn về phía trang ngải lâm. Trang ngải lâm nhẹ nhíu mày, nhìn về phía đường khả hình, gương mặt lãnh đạm nói tiếp một là bái tôi làm thầy. Hai, là hướng tôi khiêu chiến. Trái tim cũng tan nát. Đường khả hình cả người sợ đến hai mắt nháy liên tục, nói cũng không dám nói, trong lòng khắc sâu lời nói của trang hạo nhiên. Cô là loại người nào trong đó? Trang Ngải Lâm nhìn về phía đường Khả Hinh, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm biểu tình sợ hãi khẩn trương của cô. Trang Hạo Nhiên cũng có chút lo lắng nghiêng mặt, nhìn về phía Khả Hinh, ánh mắt nhắc nhở cô, ngàn vạn lần không cần nói, chỉ cần em khiến chị ấy mất kiên nhẫn, thì đời em coi như xong. Đường Khả Hinh vẫn như cũ không dám động. Bị câm sao, Trang Ngải Lâm nhìn về phía cô, đột nhiên chế nhạo hỏi. Đường Khả Hinh trước mắt, hơi thở gấp gáp đứng ở một bên, quả nhiên vẫn là không dám nói lời nào trang ngải lâm hôm nay tựa hồ có chút kiên nhẫn ngửa mặt nhìn về phía đường khả hinh bỗng cười nói thật là đồ vô dụng liền nói đều cũng không dám còn dám làm em gái của em trai tôi chị trang hạo nhiên lập tức gọi chị nhanh chóng nói chị không cần phải dọa cô ấy như vậy trang ngải lâm ánh mắt tức giận vừa nhìn trang hạo nhiên lại lần nữa sắc bén nói bảo em tìm vợ em tìm em gái làm cái gì em gái thì sẽ kết hôn với em sinh con cho em hầu hạ ba mẹ sao tất cả đều nhát như chuột ấy cô nói xong tức khắc đứng lên đi ra ngoài đường khả hinh ngẩng đầu nhìn về phía trang ngải lâm đã khoanh tay đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài cô lập tức theo quán tính quỳ xuống dưới đất trong nháy mắt ngữ khí kiên định nói chị xin chị nhận em làm học trò trang hạo nhiên mở to mắt khiếp sợ nhìn về phía cô trang ngải lâm cũng khoanh tay Vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía cô gái dịu dàng yếu ớt đang quỳ trên mặt đất, đôi lông mày nhíu lại, nói cô. Nói cái gì? Đường Khả Hinh đột nhiên biểu tình hết sức kích động nói, "Em trước đây từng có thời gian làm việc ở quán bar, thường có người khi dễ em, em lúc đấy nếu không phải là ném vỏ bia thì chính là ném khay rồi bỏ chạy, thế nhưng về sau em hết sức khổ não vì chuyện này, cho đến khi một vị khách trong quán rượu nhìn thấy em bị người khác ăn hiếp, liền dạy em một chiêu là vặn ngón tay người." Trang Hạo Nhiên nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thu hồi biểu tình. Trang Ngải Lâm lại hơi quay mặt sang, mắt lạnh nhìn về phía cô. Từ đó về sau, em liền dùng một chiêu kia thu phục nhiều người. Đường Khả Hinh vội vã nhanh chóng nói. Trang Ngải Lâm mắt, hiện lên một chút ý cười, nhìn về phía cô gái nhỏ này. Thế nhưng, Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm, thật ngưỡng mộ cười nói, chị vừa rồi thực sự rất xinh đẹp. Ai lại không thích được người ta khen ngợi. Trang Ngải Lâm nhìn biểu tình kích động của Đường Khả Hinh, một đôi mắt to, linh động, liền tràn đầy tươi cười đắc ý, nói: "Thật vậy sao?" "Thật sự?" Đường Khả Hinh lập tức lại quỳ trên mặt đất, hết sức thành khẩn gật đầu, lại nói: "Cho nên, xin chị nhận em làm học trò." Trang Ngải Lâm lại ôm vai nhìn cô gái nhỏ này, khẽ cười sắc bén. Trang Hạo Nhiên lại khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh nhắc nhở, nhỏ giọng nói: "Này, em bị điên hả em còn chưa có lĩnh qua dáng long thập bát trưởng của chị ấy có phải hay không trang ngải lâm vừa nghe lời này trên mặt nháy mắt bốc hỏa nghiến răng nghiến lợi nói đồ vô dụng chấm than người ngoài muốn bái chị em làm thầy em cứ nhiên phá hỏng mặt mũi của chị cô nói xong chân vừa bước liền đi như bay về phía trước không nói hai lời thân thể nhảy dựng lên hướng ngực em trai mình đạp thẳng a à, Trang Hảo Nhiên bị đánh khiến cả người đều nện trên sàn nhà bóng loáng, đầu đập thẳng vào tường. Bốp 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 bốp, đường khả hình một đôi mắt to nhìn chầm chầm, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ, vẻ mặt sùng bái, vui sướng gọi chị, chị thật là lợi hại. Thật sự rất lợi hại. Trang Ngải Lâm càng thêm đắc ý nhìn về phía đường khả hình, nhịn không được rơ mặt cười rộ lên nói có phải thật đẹp hay không. Thực sự đẹp, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lần nữa hướng về chị ấy, không biết có bao nhiêu thần tượng ngưỡng mộ. Trang Ngải Lâm là thật vui vẻ, nhìn về phía Khả Hinh, gương mặt cười rộ lên, nói: "Cô gái nhỏ, có chút suy nghĩ. Đứng lên đi." Trang Hạo Nhiên ôm chặt vị trí đau nhức trong lồng ngực, ngẩng đầu, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh bên này, vẻ mặt tức giận. "Vâng." Đường Khả Hinh cười đến thật vui vẻ. "Có chút khát nước." Trang Ngải Lâm một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, mỉm cười nói: Phó hội trưởng vừa nghe thấy, lập tức đi ra ngoài, lúc quay trở lại trên tay mang một chén trà mới, đi tới trước mặt Trang Ngải Lâm. Đường Khả Hinh vẻ mặt hớn hở nhanh chóng cười đi tới, lại quỳ gối trước mặt Trang Ngải Lâm, tiếp nhận trà, đưa tới trước mặt chị, ngẩng đầu, vui vẻ cười nói: "Cảm ơn chị đã nhận em làm học trò, mời chị uống trà." Trang Ngải Lâm mỉm cười vươn tay, nhận lấy trà nóng Đường Khả Hinh đưa tới, nhẹ miết lắp chén, mới chậm rãi nói: "Cô có biết đạo lý, một ngày làm thầy" cả đời làm cha hay không. Hiểu à, đường khả hình lập tức gật đầu. Trang hạo nhiên không nói gì vươn tay đỡ chán. Được, Trang Ngải Lâm rất vui vẻ vì chính mình có một nữ học trò. Sau khi uống xong trà, nói câu tôi cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nhận học trò nữ. Nhìn cô khá thông minh khôn khéo, quả gặp mặt lần sau sẽ cho cô, lần này thiếu, sẽ không để cho cô thất vọng. Cảm ơn chị, đường khả hình vẻ mặt nhu thuận hưng phấn cười nói. Đứng lên đi, tôi muốn đi tắm. Trang Ngải Lâm vừa hài lòng đứng lên, lại liếc mắt nhìn đến cái váy màu trắng bên cạnh, vẻ mặt liền ghét bỏ vươn tay, nhẹ khều cái váy, nhìn nhìn kiểu dáng, cách cắt phải này, đầu bóng có chút choáng váng, vẻ mặt ghê tởm, hỏi, váy này là của ai? Đường Khả Hinh Liên vội vàng đứng lên, nói của em. Trang Ngải Lâm lại một trận choáng váng đầu óc, quay đầu, nhíu mày nhìn về phía đường Khả Hinh, biểu tình khoa trương tức giận hỏi ai chọn váy cho cô. Cô mang váy này tới làm gì? Không phải là ngày kia muốn đi dự hôn lễ của anh Kiệt sao? Cô ấy đến chọn lễ phục, chủ cửa hàng chọn cho cô ấy. Trang Hạo Nhiên ngược truyền một trận đau đớn đứng lên, nói: "Trang ngải Lâm vẻ mặt khiếp sợ dùng ngón tay khêu khêu váy trắng, rơ ra trước mặt, chịu không nổi gọi cô xem một chút đi. Cô xem một chút dây áo quê mùa như vậy, đi tới tham gia hôn lễ, cũng không biết phân biệt mà chọn loại váy này." Cô nhìn cái mũ này một chút Trời ạ, à, còn tưởng là hôn lễ của vương tử William a. Ánh mắt cô kém như vậy, thế nào làm em gái của tôi đây? Đường Khả Hinh sừng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trang Ngải lâm mắt ngắm Đường Khả Hinh trong trang phục quê mùa kia, thật tức giận nói: May mắn là một cô gái trong sáng, uyển chuyển. Nếu như giống Tử Hiền, tự cho mình ánh mắt độc đáo, ở bên ngoài thể hiện, thật là mất mặt chết đi được. Đi theo tôi. Đi vào trong đó à? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Đi theo là được, Trang Ngải Lâm không nói hai lời, đi ra ngoài trước, đường khả hình nhìn bóng lưng chị ấy không biết có bao nhiêu xinh đẹp, liền cũng vội vàng đi theo. Này, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô kêu to. Nửa giờ sau, đường khả hình cùng Trang Hạo Nhiên đứng ở dưới lầu võ quán, nghe thấy tiếng giày cao gót, từ trong truyền ra, liền xoay người. Trang Ngải Lâm mặc bộ đồ da màu dám nắng, mẫu mới nhất trong thời trang mùa xuân ở Paris váy ngắn đến đầu gối, những đường nét hoa văn tinh tế, mặc lên váy này liền khí phách 10 phần, chân đi đôi giày cao gót la mã màu hồng, tay mang túi sách cùng màu với váy, tóc dài sau gáy được buộc lên thật gợi cảm, lộ ra cái chán sáng bóng mà cá tính, vẻ mặt mang chút lười biếng đi đến, mắt đeo kính dâm màu đen, cầm chìa khóa xe của em trai, nói câu em có thể lăn được rồi. Trang hạo nhiên cùng đường khả hình cùng nhìn về phía chị ấy, không biết chị ấy nói ai biến. Trang Ngải Lâm lạnh lùng quay mặt sang, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói: "Xương của em còn chưa có gãy phải không?" Trang Hạo Nhiên lập tức bất đắc dĩ lui về phía sau một bước. "Đi theo tôi." Trang Ngải Lâm nói xong, người cũng đã ngồi lên xe, Đường Khả Hinh theo ý của chị, liền một mình vào xe, ngồi ở ghế kế bên tài xế, vừa nghĩ quay đầu lại nói với Trang Hạo Nhiên một câu. "Vù." Xe lao thẳng về phía trước mà đi. Đường Khả Hinh a à một tiếng kêu lên. Cả người ngả về phía sau, nhìn xe cộ hai bên đường, cảm thán dù xe khác lái với tốc độ 120 km/h cũng chỉ là ốc sên mà thôi. Trang Ngải Lâm nhìn kỹ phương hướng trước mặt, biểu tình lạnh nhạt, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, xe vèo một cái, trực tiếp đi tới trung tâm thành phố, cửa hàng trang phục nữ nổi tiếng thế giới, cả tòa nhà kiến trúc màu đen, mang đậm dấu ấn hiện đại, ra ra vào vào, tất cả đều là xe thể thao quý giá cùng những người đẹp phong cách ăn mặc thời thượng. Đường Khả hình ngồi ở trong xe, nhìn về phía cửa hàng này, có chút thất thần. Xuống xe đi, Trang Ngải Lâm trực tiếp ra lệnh, dừng xe bước xuống, rồi lập tức đi thẳng về phía trước. Đường Khả hình cũng liền vội theo sau lưng chị, đi về phía trước. Nào biết, hai người vừa đi vào, cũng đã nhìn thấy Nhậm Tử Hiền vừa ở trong đi ra, đường Khả hình nhìn thấy cô ấy, không hiểu liền cả kinh. chương 488, hiểu rõ nhất chính là cô. Đường Khả hình. Nhậm Tử Hiền nhìn thấy Đường Khả Hinh, một trận lửa lập tức hừng hực bốc cháy, nghiến răng nghiến lợi gọi. Cảm giác quá khứ như ùa vào trong tâm trí cô. Đường Khả Hinh sắc mặt lập tức tái nhợt, trái tim run rẩy một chút, đứng ở phía sau Trang Ngải Lâm, có chút sợ hãi. Gọi ai đó, da mặt thật là dày, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Trang Ngải Lâm chậm chạp tháo kính dâm, mắt lạnh nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Nhậm Tử Hiền lúc này mới nhìn đến Trang Ngải Lâm, Sắc mặt lập tức trắng bệch, đứng ở một bên, có chút run rẩy nói: "Chị, chị gái." Trang Ngải Lâm mắt lạnh, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Nhậm Tử Hiền hôm nay mặc váy dây dài màu đen đang thịnh hành tại Paris, áo trong màu trắng bó sát người, váy ngắn, mang giày cao gót màu đen và túi xách cùng màu, cô đột nhiên bất đắc dĩ đau lòng cười rộ lên. Nhậm Tử Hiền khiếp sợ đứng ở một bên, không dám lên tiếng. "Có vài người, thật là không có cách nào mở mang đầu óc." nói nhiều cũng không có ích lợi gì chỉ có thể dựa vào một ít mánh lưới đến chống giữ thể diện cô xem lại cô một chút hiện nay đang thịnh hành cái này sao không ai gọi cô đi chết sao trang ngải lâm cầm kính dâm đập bả vai của cô tức giận nói tử hiền không dám lên tiếng chỉ cúi đầu đường khả hình có chút kinh ngạc bình thường nhầm tử hiền tự cao tự đại thế nhưng đứng ở trước mặt chị ấy lại thực sự giống như một con chó nhỏ cô tới đây làm gì Trang Ngải Lâm nhìn về phía ấy, nhanh chóng hỏi. Cửa tiệm của em, đang ở bên trong, em đến xem thử, Tử Hiền sắc mặt một mảnh tái nhợt nói. Gọi người đang xem ở bên trong ra, tránh cho mắt tôi bị đau. Trang Ngải Lâm trực tiếp lạnh lùng nói. Vâng, Nhậm Tử Hiền trả lời bằng giọng nói yếu ớt, ỉu xìu Trang Ngải Lâm không muốn nói chuyện cầm túi sách đẹp, quyến rũ trong tay giơ lên. Nhậm Tử Hiền lập tứ hiểu ý nhận lấy, để ở trong tay. Kính mắt của cô cũng dơ lên. Nhậm tử hiền lại nhanh chóng nhận lấy. Trang ngải lâm không nói gì, mặt lạnh lùng hướng về phía bên trong đi chậm như mèo, đường khả hinh và nhậm tử hiền cùng theo ở phía sau. Trang ngải lâm lập tức nhíu mày nhìn về phía nhậm tử hiền, nói có người nói, cô là ngải lâm nhỏ. Nhậm tử hiền lập tức sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng nói, tuyệt đối không có chuyện như vậy, em đi theo sách xếp cho chị còn không xứng. Không tôi, tự mình biết như vậy là tốt vậy cô theo tôi gần như vậy làm gì tôi và cô thân lắm sao trang ngải lâm nhíu mày nhìn về phía cô lạnh lùng nói nhậm tử hiền lập tức lui về sau mấy bước đường khả hình thực sự hết sức kinh ngạc nhìn về phía cô đi thôi trang ngải lâm nhìn về phía đường khả hình chập một tiếng cười gọi ngạc nhiên à nhà đầu kia ở paris gây ra chuyện về tới đây hù chiêu người cũng không sợ mất thể diện cô nói xong lập tức xoay người đi về phía trước đường khả hình không dám nói chuyện, nhanh chóng đuổi kịp. Tô Linh hôm nay khó có được ngày rảnh, liền cùng mấy tiểu thư khuê các đến cửa hàng tha hồ mua sắm, thế nhưng nghe nói Trang Ngải Lâm cư nhiên đã về nước, theo hướng con đường này đến, cô lập tức kéo lên cửa phòng, né tránh. Tất cả nhân viên, hoảng sợ một phen, trốn trốn, giấu giấu, không có mấy người dám ra đây. Trang Ngải Lâm có thói quen trong thế giới một mình cô một con đường, ôm vai, giống nữ vương đi về phía trước, vừa đi vừa lạnh lùng quay đầu nhìn đường khả hinh đang đi ở phía sau nói cô có biết ánh mắt dù nhìn đông nhìn tây nó cũng không có thiên phú toàn dựa vào chính bản thân mình ngày xưa phải ngày một cố gắng để luyện thành các cô theo thói quen nhìn cô bé lọ lem xảy ra sự cố cho rằng cô ấy trong một buổi tối thay đổi thân phận thay đổi quần áo sẽ không mắc sai lầm chồng chất sao buồn nôn chết mặc quần áo đẹp nhưng lại không bao giờ đặt nó ở trong lòng đến trong tâm cũng có khí chất lúc này mới là cảnh giới cao nhất không thể một lòng chạy theo thời thượng mọi người mặc cái gì mình sẽ mặc cái đấy nhâm tử hiền hai mắt chợt lóe sau lưng đổ mồ hôi lạnh ngược lại đường khả hình nghe được lại sửng sốt trang ngải lâm lập tức xoay người nhìn về phía cô nhàn nhạt hỏi nghe kỹ chưa đã nghe kỹ đường khả hình lập tức nói cô có hiểu không trang ngải lâm nhìn hướng cô lần nữa không không hiểu cho lắm đường khả hình thẳng thắn nói Trang Ngải Lâm nghe lời này, cười, nói: "Cô gái nhỏ, tôi chính là thích cô thẳng thắn." Nhậm Tử Hiền nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhớ lại nha đầu chết tiệt này, dù là quỷ hay người đều có thể thu phục. "Đi theo tôi, không rõ là phải, phụ nữ muốn đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút, cái này cũng cần thời gian giác ngộ." Trang Ngải Lâm dẫn Đường Khả Hinh, đi vào một cửa hàng thời thượng, liếc mắt một cái nhìn về phía trong đó người mẫu đang mặc váy màu trắng lũ hở lưng hoa văn màu bạc rủ xuống, cũng tạo ra hiệu quả đẹp mắt, đẹp nhất diệu chính là phía dưới váy da ngắn màu đen, hiện lên những đường nét ghẻ ô vuông nhỏ như hạt gạo, rất đẹp mắt. Cô mỉm cười ôm vai, đi tới cái váy trước mặt, nói thử nó xem. Đường khả hình đứng ở một bên, ngẩng đầu có chút không tự nhiên nhìn về phía cô. Trang ngải lâm quay đầu, nhìn về phía đường khả hình, ngửa mặt cười nói thử nó xem. À, à, đường khả hình vội vã đi lên phía trước, Quản lý cửa hàng lúc này mới đi ra đến, không dám nhiều lời, lập tức phân công giao cho ba nhân viên phục vụ, cởi váy này, mời Đường Khả Hinh tiến vào phòng thay đồ. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ phải tiếp nhận váy cẩn thận từng ly từng tí đi vào, vô ý liếc xem giá trên cái váy này, cô trợn to mắt hạt châu, kêu to: "12 vạn." Trang Ngải Lâm nhíu mày ngồi ở trên sofa, tiếp nhận chén trà Tử Hiền đưa tới cho mình, lắc lắc đầu, ghét bỏ cô nói: "Không có tiền đồ." là người của nhà họ Trang, còn muốn quản tiền, đi vào thay đồ đi." Đường Khả Hinh không dám nói, run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí cầm quần áo, đi vào phòng trang điểm. Trang Ngải Lâm lại uống một hớp trà nhỏ. Tử Hiền đứng ở một bên, thở cũng không dám thở nhiều. Không có bao lâu, Đường Khả Hinh mặc cái váy dây màu trắng chỉ bạc hở lưng, mang một đôi giày da cao màu bạc, kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Trang Ngải Lâm ngẩng đầu, nhìn đường khả hình gương mặt sáng ngời, ngây thơ đơn thuần, dáng người nho nhỏ, mặc cái váy này, rất giống công chúa nhỏ, liền hài lòng cười, chỉ hướng bên cạnh một cái áo khoác lông trồn màu bạc cao cấp. Nhân viên phục vụ sau khi thấy đường khả hình phủ thêm áo choàng lông trồn cao cấp màu bạc, lập tức thấy xuất hiện một tiểu thư cao quý, sang trọng. Trang ngải lâm ngửa mặt nhìn về phía đường khả hình này tư thái, mặc dù có hơi thấp, thế nhưng được ở chỗ cả người đều rất cân xứng, nhàn nhạt, nhạt nói đem đồ bên kia thử toàn bộ cho tôi đường khả hinh đang kéo nhẹ váy ngắn dưới chân mình ngẩng đầu trong nháy mắt khiếp sợ nhìn nhân viên phục vụ dùng xe đẩy di động đẩy vào hơn 20 bộ váy quần áo đi tới trước mặt của mình cô khẩn trương gọi cái này toàn bộ đều thử sao ạ à? đương nhiên đây chỉ là trong cửa hàng này trang ngải lâm cúi đầu uống trà a à, đường khả hinh vẻ mặt đau khổ nhìn về phía cô cứ như vậy Đường khả hình một buổi chiều, không ngừng đến các cửa hàng trang phục nữ nổi tiếng thế giới, mặc quần áo, cởi quần áo, mặc quần áo, lại cởi quần áo, sau đó lại cùng trang ngải lâm đến tiệm trang sức, một bộ, hai bộ, ba bộ trang sức, thay phiên nhau hướng về nhà khả hình mà đến, sau đó đến cửa hàng tạo hình nổi tiếng quốc tế, vì cô mà chọn vô số trang sức quý báu, kem dưỡng da, lại để cho cô ngồi xuống, vì cô làm một kiểu tóc xoăn ngắn ngang vai. Hoàng hôn, Đường Khả Hinh ngồi tạo hình bên trong phòng làm việc của cửa hàng, nhân viên phục vụ vây quanh, chính cô cũng đã mệt đến không làm gì được, đầu rũ xuống đến cằm, ở nơi đó mệt dã rời. Trang Ngải Lâm lại vẻ mặt có tinh thần ngồi ở giữa làm móng, để nhân viên phục vụ làm móng tay cho cô. Nhậm tử hiền người đã mệt đến không chịu được, đứng ở một bên, trên trán có chút đổ mồ hôi lạnh. Khả Hinh, có phải hay không cùng cô có cái gì dính dáng? Trang Ngải Lâm lúc này mới hỏi Nhậm tử hiền. Nhậm tử hiền nghe, hận không thể cáo trạng, lập tức cười lạnh nói, dính dáng rất lớn. Cô ấy vốn là nhân viên nho nhỏ trong coi quầy rượu của khách sạn Á Châu. Ai biết đầu tiên là câu dẫn Tô Thủy Kỳ, sau đó lại câu dẫn thiên lỗi nhà chúng ta. Em khi đó còn muốn tác thành cho cô ấy, thế nhưng ai biết, cô ấy cư. nhiên lại từ bỏ, nhưng thiên lỗi cho như mặt kia. Không biết vì sao, lại cùng hạo nhiên làm cùng một chỗ, nhà đầu này, câu dẫn người kỹ thuật hạng nhất. Trang Ngải Lâm lập tức nhấc mi mắt, nhìn về phía trước đường Khả Hinh ngồi ở đó, đầu rũ xuống đến cằm, ngủ được mơ mơ màng màng, tùy ý để người khác uốn tóc của cô. Là thật, Nhậm Tử Hiền lập tức nói. Trang Ngải Lâm lập tức hai tay nắm chặt tay vịt, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, nóng mắt nói cô nói là sự thật. Thực sự, chấm than ngoặc kép, Nhậm Tử Hiền lập tức gật đầu, biết Trang Ngải Lâm yêu thương Trang Hạo Nhiên thương đến muốn chết. Vậy cô hãy học cô ấy một chút chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm nhìn về phía nhậm tử hiền nhanh chóng nói. Sao, nhậm tử hiền có chút kinh ngạc nhìn về phía cô. Trang ngải lâm thật là ngoan độc, đành thép nhìn về phía nhậm tử hiền, chỉ vào thân thể nho nhỏ của đường khả hinh, nói cô được coi là một mỹ nhân đẹp nhất phương đông, đi tới đâu, đàn ông theo tới đó, cô xem một chút cái vật nhỏ kia. Cái gì cũng đều vô cùng đơn giản, lại có thể câu dẫn mấy người đàn ông, khiến cho thần mê đảo lộn, cô chẳng lẽ không nên kiểm điểm một chút chính mình sao? Kỳ thực tôi hiểu rõ nhất chính là cô, tôi luôn luôn hy vọng cô có thể tiến bộ, biết không? Nhậm tử hiền tâm như bị xé mở, không làm gì đứng ở một bên, vô lực nói, vâng. Cảm ơn sự quan tâm của chị. Học người ta một chút, nhìn xinh đẹp lại không có nam nhân yêu, rất đáng thương. Trang ngải lâm nhìn về phía cô, đột nhiên trừng mắt lớn, nói. Vâng, nhậm tử hiền đành phải cúi đầu. Trang ngải lâm cả người lập tức dựa vào ghế ngã lưng, lạnh lùng nói: Sau này đừng có ở trước mặt tôi nói xấu người khác như vậy chỉ có thể làm mất đi khí chất của chính mình. Bản tiểu thư trí tuệ tinh thông, nhìn xa trông rộng, giỏi nhìn người. Dù cho cô ở trước mặt của tôi, đem sự thực xoay được siêu vẹo xuất sẹo thế nào đi chăng nữa thì cô nghĩ rằng tôi cũng giống cô ngu ngốc đến vậy sao? Nhậm Tử Hiền không dám nói gì. Trang ngải làm trực tiếp nhấc bàn tay như ngọc nhìn về phía ngón tay thon dài sơn màu đen trên móng tay, chiêu láp lánh, bồng cười. Gần 8 giờ tối, gió, có chút lạnh. Trang ngài làm cùng nhậm tử hiền người đi trước đi sau bước ra sau đó cùng xoay người. Đường khả hính nhìn thật đáng yêu, tóc quăn ngắn ngang vai, trên trán cải cái kẹp lông chim tiểu viên màu lam, mặc một bỏ áo cánh rơi màu lam đậm, phối màu xanh lá sen cùng váy ngắn tới ị đầu gối, tất chán màu đen, cùng dõi giày cao gót 12 phân, khó khăn đi đến, tay cầm túi sách màu đen, ngẩng đầu, đã có nhiều mệt mỏi nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm vừa lòng cười, ngồi trở lại xe thể thao, nói, được. Rất tọt, hôm nay tôi tới đây thôi. Chị gái Minh Thiên sẽ tiếp tục dần có đi dạo mua đồ. Đem tất cả vảy, quần áo xinh đẹp nhất thế giới, đều mua cho cô. a à, đường khả hình vừa nghe, sợ đến khuôn mặt đỏ mồ hôi, vội vã nghĩ lắc dầu. Trang Ngải làm lại đạp chân ga, xe thể thao để lại một tiếng ầm rồi đi mất. chương 489, hôn lễ 1. Hai ngày sau, ngày vui của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng. Nhã tuệ buổi tối liền cùng Trần Mạn Hồng ở bên trong phòng tổng thống, theo phong tục tập quán nhà cô, trước lấy lược búi tóc cao, lại nhờ 12 phù dâu đứng bên cạnh cô dâu cùng nhau cầm chín quả táo, đặt ở dưới đệm giường, còn có một chút kim hạt châu kim hồ lô cùng tất cả đều bày xong, ở giữa phòng tổng thống, khắp nơi răng đèn kết hoa, hớn hở liên tục, những tia nắng ban mai cùng nhau chiếu rọi bên trong phòng khách xa hoa. Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, Tiểu Nhu, Văn Chi, 12 phù dâu, cũng sớm đã mặc váy dài được may từ vải si phông tuyết màu tím nhạt đơn độc, mỉm cười, xóa tung bím tóc, đeo khuyên tai bạch kim, trong phòng thay quần áo vừa nói vừa cười đi ra. Trần Mạn Hồng mặc bộ váy cưới ngày hôm trước mới đặt làm ở Paris màu trắng bó sát người, váy dài đuôi cá xếp tầng, dài khoảng 10 thước, búi tóc đơn giản mà thanh lịch, khuôn mặt hồng nhuận trang điểm nhẹ xinh đẹp mà tao nhã, nhìn về phía bên này các phù dâu mặc những bộ váy thật đẹp, cảm thấy hài lòng dịu dàng cười. Người con gái bất kể có bao nhiêu tính cách kiêu ngạo, nhưng tới ngày cưới cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp mà trở nên nhẹ nhàng, hiền dịu. Xôn sao, váy này thật đẹp nha, tôi cho tới bây giờ cũng không có thấy qua váy nào xinh đẹp như vậy. Tiểu Nhu mặc váy dài phù dâu màu tím nhạt, nghịch hai bím tóc nhỏ được tết thật khéo léo, trang điểm nhẹ đơn thuần, không biết có bao nhiêu lanh lợi đáng yêu. Trần Mạn Hồng nhịn cười nhìn Tiểu Nhu thực sự thật vui vẻ, đắc ý đứng ở trong phòng khách, xoay tròn thật đáng yêu, cô còn là tức giận gọi qua đây. Tiểu Nhu dừng lại, nhìn về phía Trần Mạn Hồng hôm nay là cô dâu mới, không biết có bao nhiêu đẹp, nhưng nhìn về phía mình, lại là vẻ mặt nghiêm khắc, cô lập tức miếu máu nhìn về phía quản lý, ủy khuất nói quản lý, hôm nay chỉ kết hôn, không cần mắng người nha. Phốc, trong phòng khách lúc này phù dâu, bao gồm nhã tuệ cùng tiêu đồng toàn bộ đều nhịn không được bật cười. Trần Mạn Hồng lại không vui chừng cô liếc mắt một cái, lại nghiêm nghị gọi cô tới đây cho tôi. Tiểu Nhu vừa nghe, đành phải cúi đầu, miếu máu giống hằng ngày, rất đáng thương. Trần Mạn Hồng xoay cả người Tiểu Nhu đứng đối diện với mình, đem một đôi châm cài chân châu trong tay, cẩn thận nhẹ cắm ở giữa hai bím tóc của cô, mới nói, bởi vì vóc dáng của cô không dễ nhìn, thực sự khó coi, tôi mới đưa châm cải chân châu tôi rất thích cho cô. Tiểu Nhu sừng sốt, nhìn về phía toàn thân mình trong gương, Trần Mạn Hồng vì mình cải châm chân châu, lúc đó nhìn cô ấy dịu dàng, cảm giác vô cùng thân thiết, cô đột nhiên hoa một tiếng, xoay người ôm Trần Mạn Hồng khóc nói, quản lý. Em không muốn xa chị, hu 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 hu, người này thế nào lại tự nhiên khóc lên. Ai 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 ai, chấm than ngoặc kép. Trần Mạn Hồng ngửa mặt chịu không nổi kêu to, "Mau đỡ cô ta ra, không muốn dựa áo cưới này của tôi." Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng liền vội vàng cười tiến lên, kéo Tiểu Nhu lại. Tiểu Nhu một bên đứng thẳng người, một bên khóc nức nở nói, "Quản lý, chị nhất định phải hạnh phúc. Chị là người quản lý tốt nhất thế giới này." Mọi người nhìn cô ấy như vậy, đột nhiên được một trận cười rộ lên, Trần Mạn Hồng cũng nhịn không được nữa cười, nhìn về phía Nhã Tuệ cùng mọi người có chút cảm động nói, cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, tuổi tác đã lớn, cho nên tôi và anh Kiệt trước ở trong nước cử hành hôn lễ, sau lại đến Thụy Sĩ đãi tiệc rượu, một mình tôi ở đây, luôn luôn được những người bạn tốt quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ. Còn có, Trần Mạn Hồng rất không đành lòng, vội vã cúi đầu, nhẹ rơi nước mắt. Mấy người nhã tuệ, tiêu đồng các cô vừa nhìn, liền bước lên phía trước nhẹ kéo cô, cười nói ôi, hôm nay là ngày vui, đừng khóc nữa, hãy vui vẻ lên. Chúng tôi cũng vui mừng chúc phúc cho cô. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu, nhìn về phía các cô ấy cảm kích cười, lại nghĩ tới Khả Hinh thực sự không có cách nào làm phù dâu cho mình. Thế nhưng đáp ứng sáng sớm liền tới đây, liền tò mò hỏi, Khả Hinh đâu? Nhắc đến Khả Hinh, nhã tuệ liền một trận thở dài, đỡ cô ngồi xuống, mới nói, không cần dẫn theo cô ấy. Hai ngày nay, trong nhà chúng tôi, sắp bị quần áo, trang sức, đồ trang điểm, dưỡng da, mỹ phẩm cao cấp chất đầy. Chuyện gì vậy? Trần Mạn Hồng nhìn về phía Nhã Tuệ, không hiểu hỏi. Cô ấy không biết dùng phương pháp gì, thu phục được chị Trang, khiến cho chị rất thích cô ấy, liền mua cho cô ấy một phòng lớn quần áo, váy đầm. Tôi ngày đó mới vừa vào cửa, cả người thiếu chút nữa bị chôn trong đóng quần áo. Chính cả người cô ấy còn than mệt liền nằm trên sofa, trong tay còn cầm giá túi sách 50 vạn. Tôi lúc đó còn tưởng rằng cô ấy trúng số độc đắc, nhưng chúng vé số cũng mua không nổi vài thứ kia. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì, cô ấy đã ngủ mê man rồi. Ngày hôm sau, đến ngày thứ ba vẫn là như vậy, một xe lại một xe quần áo hướng phòng mà chuyển đến. Nhã tuệ lắc đầu nói. Trời à, Trần Mạn Hồng cười rộ lên nói, những người đẹp khác, tôi không dám nói, nhưng chị ấy thực sự là một nhân vật lớn. Chị ấy thế nhưng xếp thứ bảy trong bảng xếp hạng những người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc. Nhã tuệ chỉ phải cười khổ nói, tôi không biết cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng thật là bị dọa sợ, tôi xem quần áo kia, khả hình cả đời đều mặc không hết, bởi vì hôm qua cô ấy lúc trở lại quá mệt mỏi, cho nên hôm nay có khả năng sẽ đến trễ. Vậy trễ giờ mất, Trần Mạn Hồng cười nói, dù sao tiệc cưới 11 giờ cũng mới bắt đầu. Các cô mau nhìn kìa, Văn Chi nằm bò bên cạnh của sổ sắt đất, vui vẻ đi xuống kêu to. Mọi người vừa nghe xong, tất cả đều tò mò đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía cửa chính khách sạn, đã có đội trang trí ở nơi đó chuẩn bị. Một tấm thảm đỏ được mở ra, trả dài kéo đến tận quảng trường, chỉ thiếu chút nữa thì kéo xuống biển, mãi cho đến bờ biển nơi tổ chức hôn lễ, một biển hoa trải dài vô tận, bờ biển buộc đầy những sợi tơ lụa màu trắng, ở trên không trung nhẹ bay, những bức rèm che bằng thủy tinh óng ánh, lóe ra những tia sáng bảy màu trong suốt, gió biển bổ nhào mà đến, cứ như những con sóng kia ảo ạt tiến tới. Nhân viên công tác chính đang ồn ào bận rộn dùng cần cẩu, Đem nhà kính trồng hoa dùng 9 vạn viên thạch anh tím xây lên, rồi bày hàng vạn đóa bách hợp cầu màu trắng bên này, óng ánh trong suốt động lòng người, thực sự lãng mạn đến mê người. Vô số nhân viên tạp vụ của khách sạn, sắp ghế ngồi ngoài trời, đặt hoa cẩm tú cầu hai bên chính giữa đường đi, đóa đóa hoa hồng được buộc cẩn thận đưa đến hiện trường, cứ mỗi năm thước một bước đều đặt một bó phía trên những kệ hình trụ màu trắng, rất nhiều phóng viên đến trước một bước nhau nhau ngoài bờ biển, quay phim, chụp lại thời khắc long trọng này. Vì hôm nay Hoàn Á cùng Á Châu hai tập đoàn lớn cùng nhau hợp tác cử hành tiệc cưới, mà Tào Anh kiệt lại là nhân viên thân cận nhất, đồng thời là anh em của Trang Hạo Nhiên, cho nên rất nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị đều tấp nập vui sướng đến tham gia. Thậm chí cả Tô Linh cùng Tô Thủy Kỳ và những thành viên hội đồng quản trị làm việc ở khắp nơi trên thế giới, quan viên chính phủ, các nhân vật nổi tiếng trên thương trường, các nhân viên cao cấp của tập đoàn Hoàn Á tại châu Âu đều trở về nước ăn mừng tiệc cưới của anh ấy có thể thấy đám cưới lần này rốt cuộc có bao nhiêu long trọng, mà Trang Hạo Nhiên luôn luôn xem anh em như tay chân, càng không cần phải nói mấy người tạo anh kiệt, trực tiếp hào phóng nói, đám cưới của anh em, tiêu tiền không giới hạn, cho nên không khí vui mừng liên tục, tinh thần phấn chấn. Nhân viên phục vụ vẫn như cũ ở dưới lầu nhanh chóng bận rộn làm việc, bởi vì Mạn Hồng là người của tập đoàn Á Châu, trong ngày tổ chức hôn lễ, tưởng thiên lỗi đặt 100 căn phòng, dùng để cho khách mời tham gia tiệc cưới nghỉ ngơi miễn phí, lại chỉ đặt duy nhất một phòng tổng thống cực kỳ xa hoa lãng mạn cho hai người trong đêm tân hôn, hai vị tổng giám đốc, tất cả đều thay phiên nhau chi tiền đóng góp sức lực, có thể thấy bọn họ rất coi trọng việc này, hơn nữa cũng vì tôn trọng tập tục ở quê Mạn Hồng. Cô dâu và chú rể trước khi lấy nhau không cho phép gặp mặt. Cho nên, Nhã Tuệ có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường thời gian đã 8 giờ 15 phút, có chút hưng phấn cười nói, 9 giờ 30 phút sắp tới, chú rể cũng gần tới rồi. Trần Mạn Hồng vừa nghe, lập tức cũng có chút khẩn trương lo lắng. Mau, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng cũng lập tức phân công văn chi nói, để thợ trang điểm và thợ làm đẹp vào, chuẩn bị phủ lụa mỏng lên trên cùng cài châm hoa. Hoa cầu đâu? Ở đây, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu lập tức chạy đến bên cửa sổ trên ngăn tủ nhỏ, lấy ra một hộp màu lam đậm, từ bên trong ôm ra một bó hoa hồng thủy tinh rực rỡ, hoa cầu, chạy đến trước mặt Trần Mạn Hồng, đưa cho cô. Trước không cần, chúng ta ở đây còn rất sớm. chấm than ngoặc kép tiêu đồng cũng có chút khẩn trương. nhìn về phía ngoài cửa sổ phòng nói bọn họ hẳn là đang rất vội. câu lạc bộ phòng vip tào anh kiệt đang rất khẩn trương vẻ mặt cứng nhắc đứng ở trước cửa sổ sát đất mặc âu phục màu trắng bên trong mặc áo sơ mi màu bạc nơ buộc màu trắng trước ngực cài châm hoa của chú rể. nhìn về phía lâm sở nhai tô lạc hành lãnh mặc hàn mấy người mặc âu phục màu đen trước ngực cài châm hoa phù rể nhìn về phía mình vẻ mặt cười hi hi. Người anh em, chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt ngẩng đầu, nhìn về phía ba người anh em cùng chung hoạn nạn, vẻ mặt hưng phấn, tinh thần thất thường cười nói, người anh em này muốn đi trước một bước. Phốc, Tô Lạc Hành vài người nhịn không được cười to lên nói, tôi nói cậu này. Cậu cũng đâu phải đi tìm cái chết. Cậu xem lại cậu đi, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành, vui vẻ cười nói, hôm nay ngày vui của cậu ta, cậu lại nhắc đến từ chết được 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 tô lạc hoành ngẩng đầu nhìn về phía tàu anh kiệt kia khẩn trương đến độ sắp phát khóc bật cười nói người anh em cậu yên tâm chúng ta cùng chung hoạn nạn lâu như vậy không có phát sinh chuyện gì đến con nít chặn con nít người tới chặn người rượu đến chặn rượu chúng ta coi như là hôm nay bị trang hạo nhiên treo lên vì cậu chết cũng cam tâm tình nguyện chấm than còn lại đều phải dựa vào cậu lần này đến phát huy tài năng rồi phía sau kỳ gia minh những phù rể khác toàn bộ cũng nhịn không được cười rộ lên các cậu không cần phải như vậy tào anh kiệt cười đến ngu ngốc đần độn trên chán đổ mồ hôi lạnh nói tôi vừa nghĩ tới ở hơn một nghìn khách mời trước mặt và mạn hồng đi tới từ hướng những quả cầu hoa bằng thủy tinh lấp lánh tôi liền cảm thấy cả người run rẩy sợ trái tim đập nhanh đến muốn bệnh lần này là có điểm khẩn trương lần sau hẳn là bớt đi nhiều phốc mọi người toàn bộ cũng nhịn không được cười rộ lên đến lãnh mặc hàn cũng nhịn không được nữa cười lên, nói tiểu tử thối. Kết hôn cả đời chỉ có một lần, cậu còn muốn có lần sau sao? Đúng đúng đúng, chấm than ngoặc kép, tào anh kiệt cảm giác não mình bị tê liệt nghiêm trọng, thật là chịu không nổi, liền nhìn về phía mọi người, sợ đến vội vàng nói, làm sao bây giờ? Tôi thật sự quá hồi hộp, có khi nào tôi bị ngất đi không? Đi đi đi, đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, không phải là ngay trước mặt mọi người, dắt vợ về nhà thôi sao? Có chuyện gì, anh em chống đỡ giúp cậu. Xuất phát, cưới lão bà đi, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành giang tay, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm kêu to, thề phải phá tan đoàn phù dâu, đem lão bà cướp về cho cậu. Được, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai cũng một trận kích động kêu to, xuất phát. Trước phải đem đám tiêu đồng giết chết, chấm than ngoặc kép, chương 490, hôn lễ 2. Khách sạn Á Châu Tào Ngọc Tình tay cầm bộ đàm, không ngừng ở trong đại sảnh đi ra đi vào, thu xếp tiệc rượu hôn lễ ở bờ biển, còn có sau đó 100 bàn tiệc rượu dùng cơm, bận đến khiến cô đầu đầy mồ hôi, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói, thật không nghĩ tới tôi Tào Ngọc Tình mà cũng có một ngày như thế, phải lăn qua lộn lại để chuẩn bị hôn lễ cho Trần Mạn Hồng. Quản lý, ba nhân viên tạp vụ ở lễ cưới, nâng một quả cầu thủy tinh thật lớn tiến vào đại sảnh, nhìn về phía cô hỏi quả cầu này thì đặt ở đâu đây hả? đặt ở lối vào một phòng tiệu rượu đi, Tào Ngọc Tình tức giận nói. Vâng, nhân viên tạp vụ tức khắc ôm hoa đi vào. Quản lý việc tổ chức tiệc cưới ở trong nước, cô hoàn toàn có biện pháp để xử lý người khác, chỉ thấy cô nhanh nhẹn đi đến, tay cầm bộ đàm, đối với trợ lý nhanh chóng nói, chờ một lát, khi mà chú rể cùng đoàn phù rể đi đến khách sạn nghênh đón cô dâu, hãy cùng người bên quản lý tiệc rượu, đứng ở hai bên thảm đỏ, vỗ tay cười chúc phúc cho họ, người vừa đi ra khỏi đại sảnh, các người lập tức bắn pháo hoa. Đã rõ, trợ lý gật đầu lên tiếng trả lời. Còn có, cô lại nhanh chóng dặn dò, khách khứa đến ngồi, họ vừa đi qua hết những quả cầu thủy tinh kia nhất định phải bảo đoàn người chơi nhạc dừng lại, bởi vì hai vị tổng giám đốc, chính là hai người chứng kiến hôn lễ muốn tiến vào lễ đường, thời điểm họ bước vào, lại tấu nhạc giao hưởng. Vâng, các hoa đồng đã đến đủ chưa? Người quản lý hỏi lại. Đủ à, trợ lý lại nói. Quản lý gật đầu, nhìn về phía tiệc cưới ở bờ biển, nhà kính bên kia đã dựng lên thang xoáy ốc dẫn đến sân khấu, liền cầm lên bộ đàm, lớn tiếng gọi, toàn bộ đã được chuẩn bị thỏa đáng, nhân viên công tác mới bắt đầu tiến vào, tân khách cũng đã lục đục ngồi vào đúng chỗ, từng đoàn diễn tấu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi nhân viên công tác một máy bộ đàm, nhao nhao lên tiếng trả lời, ở bên bờ biển hòa cùng tiếng róc rách trong gió, kêu to, nghe rõ. Ngoài khơi, mặt biển minh mông tuôn trào những gợn sóng mãnh liệt mà lãng mạn, từng đợt lại từng đợt vũ khúc, do nghệ sĩ Dương cầm một mình diễn tấu ra. Các khách quý đã lần lượt tiến đến, bộ phận tiệc rượu, bộ phận phục vụ phụ khách, bộ phận giao tiếp, trước sân khấu bộ quản lý, tiếp nhận quà mừng, đứng ở trước cửa, đầu tiên là đối với các vị khách quý, bày tỏ lòng biết ơn, sau đó sẽ nhận quà mừng rồi dẫn bọn họ đến chỗ ngồi tạm thời bên bờ biển nơi diễn ra tiệc đứng, mà Tô Linh cùng. Tô Thủy Kỳ đến, thì do chính Tổng Giám Đốc dẫn đến chỗ ngồi đặc biệt. Khách khứa đến càng ngày càng nhiều, bầu không khí là một mảnh náo nhiệt, hân hoan vui mừng. Đông Anh nhanh chóng từ chỗ gặp mặt trở về, nhìn mọi người vội vã, bận rộn, cô lập tức hỏi trợ lý tổng giám đốc đâu. Còn đang trong phòng làm việc ạ." À? Trợ lý nhanh chóng nói. Đông Anh nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng đi vào đại sảnh. Tòa nhà, văn phòng tổng giám đốc, bộ phận hành chính một hồi náo nhiệt, nói đến hôn lễ của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng vô cùng hăng hái, Đông Anh đi ra thang máy mỉm cười nhìn về phía mọi người đang vui vẻ nói chuyện cũng không chào hỏi liền một mình đi tới trước phòng làm việc của tổng giám đốc nhìn về phía cánh cửa gỗ màu giám nắng đầy thâm trầm đang đóng chặt cô đưa mắt nhìn thật lâu mới vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa bên trong không ai trả lời cô im lặng vươn hai tay nhẹ nhàng đẩy một trận gió biển ấm áp thổi đến cô đứng ở cạnh cửa ngẩng đầu nhìn thấy tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đứng ở trước cửa sổ sát đất dường như đang nhìn hướng hôn lễ bên bờ. Biển, cô dừng bước lại, không dám đi tiếp về phía trước, chỉ là kêu nhỏ tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ là đứng ở trước cửa sổ sát đất, sắc mặt lãnh đạm, hai tròng mắt xẹt qua một điểm mơ hồ, nhìn về phía bờ biển những quả cầu thủy tinh, nói tiếp nhau dài như vậy, như là con đường dẫn tới nơi bắt đầu của hạnh phúc. Liền cứ như vậy, thâm trầm mà nhìn. Đông Anh nhỏ giọng đóng cửa lại, chậm chạp xoay người, Nhìn về phía bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi, có chút cô đơn, cũng có chút xót xa trong lòng, tự mình đi tới phía sau anh, mềm giọng nói: "Tổng giám đốc, thời gian đã đến, cũng nên chuẩn bị tham dự tiệc cưới thôi." Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hai tròng mắt lại bộc lộ một tia ảm đạm, mịt mờ. Đông Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía anh, lại có chút đau lòng. Vào lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Cô xoay người, nhìn về phía cánh cửa kia, kêu nhỏ, mời vào. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi tới, tôn kính nói, tổng giám đốc, như mà tiểu thư tới. Đông Anh nghiêng người, nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt lóe lên, ngưng suy nghĩ một hồi, rồi mới xoay người, nhìn thấy như mặt mặc váy dài phức tạp, bên ngoài áo khoác ngắn đơn giản màu tuyết trắng, tóc búi cao, tay đeo túi sách xa nen, mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng nhìn về phía cô, hai tròng mắt cuối cùng mới bộc lộ một chút ý cười ôn nhu, hướng cô vươn tay, tình cảm mà cưng chiều nói câu, tới rồi sao? ầm um, như mặt nhẹ kéo áo ngoài, môi khẽ nhếch tươi cười, đi về phía tưởng thiên lỗi, đem tay nhỏ bé khẽ đặt ở trong lòng bàn tay của anh. Tưởng thiên lỗi nắm lấy, nhẹ kéo cô đến trước mặt của mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô ngọt ngào, hai tròng mắt tràn đầy hơi nước sáng long lanh dịu hiền, đặc biệt xinh đẹp, anh dỗ rảnh cười. Nhẹ giọng nói, trễ như vậy sao? như mạt nhìn về phía anh, có chút cố kỵ, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói, em qua thăm mẹ rồi. Trên mặt tưởng thiên lỗi hiện lên một chút mất hứng. Như mạt nhìn bộ dáng này của anh, liền có chút lo lắng cùng lấy lòng kêu nhỏ, thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi không khỏi hạ thấp tầm mắt, nhìn về phía cô. Như mặt hai tròng mắt tràn đầy ôn nhu, có chút hờn dỗi, có chút dịu dàng, lại có chút lấy lòng. Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt cúi đầu, nhìn về phía vẻ mặt nhu hòa của như mặt hai tròng mắt cuối cùng cũng hiện lên một chút ôn nhu. Như mặt cười, khẽ tựa vào trong ngực của anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh, thật tình nói thiên lỗi, em thực sự, thực sự rất yêu anh. Tưởng thiên lỗi nhẹ cười, vươn tay đem cô ôm vào trong lòng, khẽ vuốt mái tóc của cô, đặt ở trên trán của cô một nụ hôn, đáp, ẩm. Đông Anh đứng ở một bên, chờ đợi một hồi, mới ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi cùng như mặt hai người, tôn kính nói, tổng giám đốc, như mà tiểu thư, thời gian thực sự không còn sớm. Chúng ta làm chủ mời khách, không thể để lâu mà không xuất hiện. Được, như mà biết cũng chỉ có mình mới có thể khuyên được tưởng thiên lỗi, liền cười nói, cô đi ra ngoài trước đi, tôi đến giúp anh ấy thay trang phục. Vâng, Đông Anh mỉm cười đi ra ngoài, xoay người nhẹ đóng cửa, trong mắt thoáng nhìn thấy như mặt khẽ hôn thiên lỗi, cô im lặng không lên tiếng, cẩn thận kéo lại cửa, trầm mặt rời đi. Thời gian 9 giờ 10 phút, Người chủ trì đứng ở vị trí của mình tại bờ biển, nghe thấy chú rể đã chuẩn bị tiến vào đại sảnh khách sạn Á Châu, tức khắc cầm lên bộ đàm, yêu cầu làm sáng lên những quả cầu hoa bằng thủy tinh bên trái màn hình lớn, để cho tại hiện trường tất cả các vị khách có thể thấy được Tào Anh Kiệt cùng những phù rể vui mừng liên tục tiến vào đại sảnh khách sạn Á Châu. Các vị tân khách nghe thấy trên màn hình lớn truyền đến thanh âm tươi cười của đám phù rể, liền nhao nhao tò mò ngẩng đầu lên. Tào Anh Kiệt quả nhiên vào lúc này ôm một bó hoa màu lam cực lớn thật đẹp thật mơ mộng mê hoặc lòng người vẻ mặt đẹp trai tươi cười dẫn đoàn phù rể đi vào đại sảnh khách sạn á châu các bộ phận quản lý của khách sạn á châu phân công nhau đứng ở hai bên lễ đường sôi nổi vỗ tay chúc mừng tào anh kiệt vui mừng đến đắc ý cầm hoa đi vào đại sảnh trong những tiếng chúc phúc của mọi người trực tiếp đi vào thang máy bên trong phòng tổng thống bọn họ đã tới rồi a à. tiểu nhu đứng ở cạnh cửa nhìn về phía lỗ mắt mèo thấy Tào Anh Kiệt bọn họ thực sự đã dẫn theo 12 phù rể chậm rãi đi tới, liền kích động kêu to. Trần Mạn Hồng đã trang điểm tốt, bím tóc đuôi sam thả sang hai bên, điểm xuyết những hạt chân châu rất đẹp, khăn trùm đầu tuyết trắng, có chút khẩn trương nhìn về phía cửa, sắc mặt cũng bị dọa trắng. Chớ khẩn trương, còn có chúng tôi, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ cũng có chút kích động cười nói. Đúng vậy, quản lý, chị yên tâm, chấm than ngoặc kép, văn chi cũng tới khuyên bảo, Ngoài cửa, Tào Anh Kiệt ôm bó hoa màu lam xinh đẹp đi tới cạnh cửa, nhìn về phía cửa phòng cưới tất cả treo đầy hoa hồng thơm ngát, hít sâu một cái, kêu to các anh em, đã chuẩn bị tốt chưa? Rồi, đám người Tô Lạc Hoành hét to. Nhấn chuông cửa, chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt kêu to. Được, trước tiên cậu xử lý Tiêu Đồng, chấm than ngoặc kép, Lâm Sở Nhai lập tức tiến lên, nhấn mạnh chuông cửa. Bên trong cánh cửa, chuông cửa vang lên a Tiểu Nhu thật vui vẻ nói to. Tiêu đồng dẫn đầu, đứng ở trước cửa, hắn giọng vài cái, nhịn cười, ầm ầm mở cửa, khoanh tay dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt kiêu ngạo nhếch môi, nhìn về phía bọn họ. Tô Lạc Hoành cùng Lâm sở nhai thoáng cái, vượt qua tàu anh kiệt sông lên phía trước, nhìn thấy bộ dáng kia của tiêu đồng, vừa rồi khí thế còn hừng hực, ngay lập tức khuôn mặt cúi thấp xuống, ỉu xìu như quả bóng xì hơi nhìn về phía cô ấy chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống, khom lưng mi mắt chấp chấp kêu to, chị chị tiêu đồng các vị khách mời tại hiện trường bờ biển nhìn về hình ảnh phía bên này tất cả cũng đều nhìn không được mà cười rộ lên gọi ngọt như vậy để làm cái gì tiêu đồng trực tiếp ngăn ở cửa thái độ cứng rắn cười nói tôi đã đoán được thời gian các người qua đây như vậy làm thế nào đem tôi xử lý đây chị tiêu đồng chị nói cái gì vậy lâm sở nhai lập tức đi lên phía trước nhìn về phía tiêu đồng vẻ mặt kích động nói chúng tôi vừa mới qua đây một lúc đã nghĩ đến tiêu đồng chị xinh đẹp động lòng người như vậy tính cách dịu dàng đáng yêu nhất là vóc dáng kia chính là lung linh huyền hảo tuyệt đối chính là nhân trung long phượng chúng tôi đã nghĩ cùng chị hợp tác đem tân nương đón ra lát nữa anh em chúng tôi liền cho chị mời rượu ba vạn chén à không là ba mươi vạn chén đem dìm chết chúng tôi cũng được trời à ôi không tào anh kiệt nghe xong những lời kia liền kích động thật là con mẹ nó muốn phi cho người anh em của mình hai nhát đao chớ đem những lời nói ngọt như thế đến dụ tôi. Tiêu đồng đắc ý trực tiếp nhìn về phía bọn họ, cười rộ lên nói, tổng giám đốc đúng là cho các người 100 vạn tiền để xông vào phòng cưới. Nếu không thì như vậy đi, chỉ bằng hôm nay các người nói cho chị đây nghe dung mạo của chị như thế nào khuynh quốc khuynh thành là được. Tôi sẽ lùi một bước, liền cho các người 99 vạn 9999 đồng cửu mau 9 phần. Lúc ấy chúng ta hãng nói đến chuyện tình cảm. Ôi, chị tiêu đồng, Tô Lạc Hoành lập tức thật quyến rũ đi lên phía trước, đem lời kịch cũng học đến thuộc lòng nói, tục ngữ có câu, thả phá một tòa miếu, cũng không nên chia rẽ một đôi phu thê, ngài nói, này 99 vạn ,999 9999 đồng tiền cửu mau 9 phần, chúng tôi muốn đưa cũng dễ, nhưng ở giờ lành, thời khắc quan trọng cũng sẽ qua đi, còn là mong ngài thương xót cho. Tiêu đồng cũng cười, có chút đắc ý vừa gõ ngón tay, nói, một chút cũng không bớt thời gian. Chị em, đem đồ lấy tới. Nhã tuệ tức khắc tiến lên, cầm lên một phân tiền, dơ lên trước mặt nhiều phù rể như thế, đắc ý cười nói, nhìn xem. Một phân tiền, chỉ cần các người giao ra một trăm vạn, chúng tôi lập tức cho các người đón người. À, 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 à. chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành thật bị trượt ngã, rất bội phục nói, phù dâu của chúng ta thật thông minh a à. Xem ra không đưa là không được rồi. Liền phải đưa, chấm than ngoặc kép, tất cả phù dâu hớn hở cười kêu to. Ôi, Tô Lạc Hoành quay đầu, nhìn về phía các anh em kích động kêu to các anh em. Nói cho đám phù dâu này biết, 100 vạn kia đã đi đâu rồi. Tối hôm qua đi ăn tiệc độc thân hết rồi, mọi người giơ cao tay lên kêu to. Tiêu đồng trong lúc nhất thời cười rộ lên, nói ăn hết rồi phải không? Nếu vậy thì kiếp sau lại cưới vợ nhé, đi đi. Cô nói xong, trong nháy mắt sẽ đóng cửa lại. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành vừa hướng lâm sở nhai nháy mắt ra hiệu, một bên kêu to, tối hôm qua đem tiền tiêu hết, mọi người nói có đúng hay không? Không đúng a à, phù rể cười hét to. Được, hiện tại để phó giám đốc lâm của chúng ta đem tiền nhả ra. Tô Lạc Hoành nói xong, lập tức hướng lâm sở nhai hất cầm, hướng nhã tuệ đang đứng ở bên này cửa. Lâm sở nhai lập tức đi lên phía trước, cười kêu to, được, tôi đưa. Liền đem tiền nhả ra. Hắn không nói hai lời, đột nhiên nhào đến, bưng mặt nhã tuệ, cúi đầu xuống đặt ở trên môi của cô một nụ hôn. Nhã tuệ trừng mắt mở to, tất cả phù dâu bao gồm nhã tuệ đều lập tức sửng sốt. Các anh em, Tô Lạc Hoành nhìn về phía các cô ấy đang không có ý thức, nhanh chóng vọt vào, kêu to, nghênh đón chị dâu ha. Ha 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 ha, Tào Anh Kiệt vô cùng hài lòng, vô cùng đắc ý đạp cửa mà vọt vào, cười ha ha đến vui vẻ. Nhã tuệ ngây ngốc tại chỗ, bị đám người xung quanh đụng chạm, vẫn là nói không nên lời này hôn rồi a à, tiêu đồng một trận khiếp sợ nhìn về phía nhã tuệ kêu to nhã tuệ yếu ớt quay đầu nhìn về phía cô lắc lắc đầu nói ngón tay của hắn ngăn ở trên môi tôi kỳ thực không có hôn đến ai ra một trăm vạn của tôi chấm than ngoặc kép tiêu đồng một trận tức giận quay đầu nhìn về phía tô lạc hoành và lâm sở nhai đang tưng bừng nhảy múa thỉnh thoảng còn đắc ý giơ tay nhấc chân trái phải uốn éo cái mông kêu to cô tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng bổ nhào tới đánh bọn họ. Tào Anh Kiệt không có nhiều thời gian ở đây, liền cầm hoa đi vào trong phòng, cư nhiên nhìn thấy Trần Mạn Hồng mặc áo cưới ren sợi hoa tuyết trắng, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, đầu đội lụa mỏng tuyết trắng mông lung, ôn nhu nhìn về phía chính mình, lòng hắn thoáng cái đã mềm xuống, lập tức nửa quỳ ở trước mặt bà xã, vẻ mặt mất hồn cảm động vui vẻ dơ bó hoa lên, nói, bà xã, anh tới rồi. Từ hôm nay trở đi, em chính là tất cả sinh mệnh của anh, mặc kệ có phát sinh chuyện gì, hạnh phúc của em, chính anh sẽ là người nắm giữ. Có thể cưới em làm vợ, là anh đã tích phúc người đời mới có được, anh đang suy nghĩ, anh yêu em đã là việc của rất lâu trước kia rồi. Từ, anh Quốc trở về, gặp được em lúc ấy, anh liền cảm thấy, trên cái thế giới này, tại sao vẫn còn có người, xinh đẹp như thế, cũng bắt đầu từ khi đó, anh làm tất cả mọi việc, cũng đều để em có thể đồng ý. Không thể nói được trong lòng anh em quan trọng như thế nào. Thế nhưng anh lại cảm thấy được, từ mấy ngàn năm trước, anh cũng đã yêu em mất rồi. Anh rõ ràng đã chờ đợi em ở cái thế giới này, cũng mấy nghìn năm. Rõ ràng nói xong nhưng lại ngây ngốc như thế. Trần Mạn Hồng không nói gì nhìn về bên phía này, hai tròng mắt đã đỏ bừng, nước mắt lan dài trên khóe mi. Tào Anh Kiệt một người đàn ông như thế, nhưng thế nào cũng có chút kích động, cúi đầu, hít sâu một cái, không cho nước mắt tràn ra. Mọi người đứng xem cũng cực kỳ cảm động. Bên ngoài các vị tân khách, nhìn thấy một màn này, cũng rất vui mừng và cảm động. Được rồi, chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng kích động nói, bà xã. Chúng ta cử hành hôn lễ thôi, sau đó chúng ta sẽ một đời một kiếp ở bên nhau. Hắn nói xong, bỗng nhiên ôm lấy Trần Mạn Hồng, vui vẻ cúi xuống, liền muốn hôn. Này này này, không thể hôn, phải cử hành xong hôn lễ mới có thể hôn. Nhanh, xuống lầu thôi, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành bọn họ cũng có chút cảm động, nhưng vẫn là nhịn xuống nước mắt, gào to anh em nói, các anh em, cùng các cô gái của chúng ta cùng nhau xuống lầu. Đi đến lễ cưới A. À. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 490.